Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 436, xin chào các đạo hữu trước màn hình TV, ta là Tô Thị A Thất. Trên bầu trời, từng cụm mây trắng hiện lên rồi tụ lại. Những đám mây ấy chính là một loại pháp khí phi hành thông dụng trong giới tu sĩ. Từ xưa đến nay mây trắng đã là một cách ngụy trang rất thực dụng rồi. Người xưa thi thoảng lại nhìn thấy tiên nhân cưỡi mây đạp gió. Thực ra phần nhiều trong số đó là một vài vị tu sĩ làm ăn qua loa, quên không làm phép ẩn thân khi đang phi hành rồi bị người bình thường trông thấy. Đương nhiên cũng có tu sĩ chủ động hiện thân trong mắt người phàm vì một nguyên nhân nào đó, như để hoàn thành một vài nhiệm vụ chẳng hạn. Lúc này, tất cả các tu sĩ làm khán giả và đệ tử sở gia đều trèo lên pháp khí phi hành dạng mây trắng. Bọn họ sẽ ở trên đó để xem toàn bộ hành trình của cuộc đua máy kéo có tay cầm. Còn một số tiền bối làm trọng tài thì sẽ dùng phi kiếm hoặc pháp khí độc môn của mình để theo sát các tuyển thủ dự thi. Trên bầu trời, Bạch Tôn giả chủ trì màn khai cuộc. Các vị tuyển thủ hãy chú ý, cuộc đua máy kéo có tay cầm giới tu chân lần thứ nhất sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đây chính là Bạch tiền bối trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là giống y như trong truyền thuyết, Bạch tiền bối tuấn Mỹ đến mức chỉ nhìn một cái thôi là không tài nào mà rời mắt được. Bảo ta gả mình cho Bạch Tôn giả ngay bây giờ ta cũng gả luôn. Có cô nàng ôm mặt nói. Chúng ta có nên lạy ngài ấy không nhỉ? Nghe nói Bạch tiền bối thiêng lắm đấy. Uầy uầy, người còn mang theo cả Lư Hương đi cơ à? Chứ sao, người tu chân chúng ta làm gì cũng phải chuẩn bị tốt trước chứ. Sau khi nghe nói cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này là do Bạch Tôn giả chủ trì thì ta bèn lặng lẽ mang theo Lư Hương đấy. Tô Văn Khúc nhìn các đạo hữu bên cạnh. Gạch nối. Sao cứ thấy các đạo hữu xung quanh mình liều dữ vậy ta? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo tiếng hô của Bạch Tôn giả, các vị tiên tử, đạo trưởng, đại sư, nho gia tiên sinh trong nhóm Cửu Châu số 1 và một vài vị bằng hữu khác của ngài như Giao Bá Chân Quân đều xuống khỏi máy kéo có tay cầm của mình. Sau đó các vị tiên tử, đạo trưởng, cao tăng đại đức tác phong nhanh nhẹn đó nhất loạt chạy tới đầu máy kéo có tay cầm. Ấn cần giảm áp rồi cắm cần điều khiển vào, động tác cực kỳ thuần thục. Tiếp theo, các vị tiên tử, đạo trưởng, đại sư ra sức quay cần điều khiển của chiếc máy kéo. Trên những đám mây lơ lửng trên trời, đã có rất nhiều đạo hữu đỏ bừng cả mặt, buồn cười mà chẳng dám cười. Xin hãy tha thứ cho cái sự dễ cười của họ, bởi vì hình ảnh một đám tiền bối khom lưng chổng mông cầm cần điều khiển rồi ra sức chuyển động. Đang đập thẳng vào tầm mắt họ đây này. Kỳ thực đây chỉ là một hành động rất bình thường khi lái máy kéo mà thôi, nhưng vì thân phận của những người đang lái máy kéo có tay cầm ở đây, cho nên bầu không khí mới trở nên vô cùng thú vị. Xấu hổ quá, sao không đổi luôn cái công năng khởi động bằng tay của cái máy kéo này luôn đi? Chật vật mãi mới khởi động được máy kéo lên, Bắc Hà tán nhân ai oán? Đồng tình Bắc Hà. Đồng tình cộng 1. Đồng tình cộng N. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Bạch tiền bối từng nói khởi động bằng tay chính là tất cả tinh hoa và lạc thú của máy kéo có tay cầm đấy, Bạch Hạc Chân Quân nói. Khi các tiền bối đang bàn luận rôm rả thì Bạch tiền bối từ trên trời hạ xuống. Sau đó hắn lấy một chiếc máy kéo có tay cầm ra từ trang bị không gian, rồi lấy thêm cả cần điều khiển, khởi động nó lên kêu ầm ầm ầm. Tạo hóa Pháp Phương hỏi. Bạch tiền bối cũng muốn tham gia thi tài à? Không, ta không dự thi, Bạch Tôn giả đáp. Sở dĩ Bạch tiền bối tổ chức cuộc đua máy kéo có tay cầm là vì bản thân hắn rất thích chơi cái xe đặc biệt này. Thế nhưng là người tổ chức kiêm bố trí đường đua, hắn tham gia thì không công bằng cho lắm. Thế nên Tôn giả chỉ có thể dùng một thân phận khác để gia nhập sân đấu cho đã ghiền thôi. Ta sẽ làm trọng tài theo đội, đi cùng với mọi người. Đồng thời cũng là để đề trong quá trình thi đấu có việc gì nguy hiểm đến tính mạng các đạo hữu xảy ra. Các đạo hữu gật đầu hiểu rõ. Mặt khác. Mong mọi người dùng hết khả năng, phát huy hết tiềm lực để tham gia cuộc đua lần này. Nói đoạn, Bạch Tôn giả chỉ về phía không trung, trên không có một trận đồ bát quái khổng lồ đang lẳng lặng xoay tròn. Giữa trận đồ bát quái có một mảnh gương, nó thu hết tất cả những gì diễn ra bên dưới và lưu trữ vào trong trận đồ. Đó là, máy thu thập tin tức bát quái của Nhật báo tu sĩ sao? Sắc mặt Bắc Hà tán nhân cứng đơ lại. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Đúng vậy. Đây là cuộc thi máy kéo có tay cầm đầu tiên của giới tu sĩ, cho nên ta đã liên hệ với Nhật báo tu sĩ để họ thu hình và phát sóng trực tiếp cho chúng ta. Thế nên, mọi người phải cố gắng đấy. Tạo hóa Pháp Phương. Gạch nối. Cuồng đao tam lãng.
Nói cách khác, cảnh tượng ban nãy khi chúng ta xếp hàng, điên cuồng quay cần điều khiển của máy kéo có tay cầm đã bị quay lại hết, hơn nữa còn được phát trực tiếp trong toàn bộ giới tu chân rồi à? Sắc mặt của Đông Phương Tiên Tử cứng đơ ra. Bắc Hà tán nhân. Bây giờ ta bỏ thi chạy lấy người có còn kịp không? Cuồng Đao Tam Lãng im lặng. Sau đó, đột nhiên, Cuồng Đao Tam Lãng ngẩng đầu nhìn lên máy thu thập tin tức bát quái rồi vẫy tay gào ầm lên. Xin chào tất cả các đạo hữu đang ngồi trước màn hình TV, ta là Thiên Hà Tô Thị A Thất, xe của ta mang số hiệu 38, xin mọi người hãy nhớ và cổ vũ cho ta nhé. Tống Thư Hàng, vãi. Bắc Hà Tán Nhân, vãi. Hoàng Sơn Chân Quân, vãi. Các đạo hữu khác, vãi. Tuyết Lang Động Chủ yên lặng lấy một tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho Cuồng Đao Tam Lãng. Tam Lãng huynh, đây là danh thiếp của Giang Tử Yên cô nương, đệ tử của Dược Sư. Ta nghĩ sau khi cuộc đua kết thúc ngươi sẽ dùng tới nó đấy. Cuồng Đao Tam Lãng nhận lấy danh thiếp nhìn một cái rồi cười váng lên. Yên tâm đi, ta không sao đâu, ta không cần dùng đến cái danh thiếp này đâu. Khóe miệng Tuyết Lang Động Chủ giật giật. Tam Lãng huynh, nguyên liệu tạo nên sự tự tin của ngươi là gì thế? Chia bớt cho ta mấy miligram được không? Trên bầu trời, trọng tài chính Linh Điệp Tôn Giả liếc nhìn con gái yêu Vũ Nhu Tử rồi trầm giọng phán. Cuộc đua chính thức bắt đầu. Các đạo hữu dự thi trong nhóm Cửu Châu số 1 và một vài đạo hữu do Bạch Tôn Giả mời đến cùng trèo lên máy kéo. Tống Thư Hàng cũng khống chế thân thể của Diệt Phượng Công Tử trèo lên chiếc máy kéo có tay cầm số 44. Tiếp theo, chỉ cần chờ trọng tài phát hiệu lệnh toàn phong tôn giả hô lên, các tuyển thủ vào vị trí chuẩn bị. Thì hắn sẽ lập tức lái máy kéo có tay cầm xuất phát ngay. Hít sâu. Hắn là Tống Thư Hàng đấy nhé, làm sao có thể thua trận vì 3 giây đếm ngược được. Các tuyển thủ vào vị trí. Toàn phong tôn giả giơ cao súng lệnh, giờ này khắc này, lực chú ý của cả tuyển thủ và người xem đều tập trung hết lên người hắn. Đây chính là cảm giác được làm người nổi tiếng. Đây chính là cảm giác ảo diệu sung sướng đê mê mà toàn phong tôn giả thích nhất. Chuẩn bị, toàn phong tôn giả lớn tiếng hô lên. Tất cả các đạo hữu dự thi nắm cần điều khiển máy kéo bằng hai tay, tinh thần căng thẳng. Chính lúc này đây, đúng vào lúc đó, Tống Thư Hàng hạ mệnh lệnh xuất phát cho thân thể của Diệt Phượng Công Tử. 3 giây sau chiếc máy kéo có tay cầm số 44 sẽ xuất phát. Tiếp theo chỉ còn chờ súng lệnh của toàn phong tôn giả nữa thôi. 0,3 giây sau. Toàn phong tôn giả vẫn giơ cao súng lệnh nhưng lại không bóp cò, mà mở miệng nói ra một con số kỳ lạ. 1. Quát. Tống Thư Hàng ngu ra, sao lại đếm số? Chẳng phải bây giờ ổng nên nổ súng sao? 2. Toàn phong tôn giả vẫn chẳng có ý gì là muốn nổ súng. Mau nổ súng đi, mau nổ súng đi mà. Bằng không hết 3 giây là ta vọt ra luôn đó. 3. Toàn phong tôn giả nói tiếp. 3 rồi, chắc đến 3 là được rồi chứ. Vì là tu sĩ nên toàn phong tôn giả đếm số rất nhanh, chỉ khoảng 2 giây đã đếm xong 3 số, cộng thêm thời gian trì hoãn trước khi đếm là sấp xỉ 3 giây. Bây giờ nổ súng vẫn còn kịp á, ta có 3 giây đếm ngược, nếu ngài nổ súng ngay thì ta có thể áp súng mà xuất phát ngay. Thế nhưng toàn phong tôn giả vẫn không chịu nổ súng, hắn nhếch miệng xinh hô tiếp. 4. Tống Thư Hàng hít hít mũi, cho dù ngài muốn đếm thì đếm 1, 2, 3 chẳng phải là đủ rồi hay sao? Sao còn đếm cả 4 nữa thế hả? Nếu không phải là 1,2, 3, vậy cái vị toàn phong tôn giả này muốn đếm đến mấy mới chịu bắn súng đây? Đừng nói là đến 10 luôn nhé. Ra bài bất ngờ quá đi mà. Tiêu rồi, sắp hết 3 giây đếm ngược rồi. Mau nổ súng đi, trọng tài phát hiệu lệnh, mau bắn đi trời ơi, hết thời gian mất rồi. Nhưng điều khiến cho Tống Thư Hàng tuyệt vọng là toàn phong tôn giả vẫn không chịu bắn cho. Hắn phát ra một âm tiết làm cho gan ruột Tống Thư Hàng đều đau nhói. 4. Tống Thư Hàng nước mắt vòng quanh. 3 giây đếm ngược, hết mất rồi. Theo mệnh lệnh từ 3 giây trước, tay của Diệt Phượng Công Tử đã nắm chặt cần điều khiển của máy kéo có tay cầm rồi thao tác nhoay nhoáy. Xình xịch, máy kéo có tay cầm phát ra những tiếng gầm gừ. Mau dừng lại đi, còn chưa bắt đầu đua mà, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Nhưng đáng tiếc thay. Cho dù bây giờ muốn dừng lại, thì cũng phải 3 giây nữa mệnh lệnh mới truyền đến được thân thể của Diệt Phượng Công Tử cơ. Vì thế, dưới ánh nhìn của đông đảo mọi người, dưới ống kính của máy thu thập tin tức bát quái, dưới con mắt ngỡ ngàng của các tuyển thủ dự thi bên cạnh và trọng tài phát hiệu lệnh toàn phong tôn giả. Xịch 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 xịch,
Chiếc máy kéo có tay cầm của Diệt Phượng công tử lao điên cuồng về phía trước, tốc độ kia nhanh đến bất ngờ. Xem ra trên chiếc máy kéo này, Diệt Phượng công tử phải bố trí trận pháp gia tốc ít nhất 10 lần. Cuồng đao tam lãng. Ủa, trọng tài phát hiệu lệnh đã nổ súng chưa? Bắc Hà tán nhân. Hình như là chưa, ngươi không thấy ngay cả toàn phong tôn giả tiền bối cũng đang trợn tròn mắt ra kia à? Cuồng đao tam lãng. Vậy vì sao Diệt Phượng công tử lại đột nhiên lao vèo ra thế kia? Tạo hóa pháp vương. Có khi lại phát điên đấy. Các ngươi cũng biết chủng tộc của hắn thi thoảng lại đột phát bệnh thần kinh như thế mà. Cơ mà, cứ để mặc hắn lao đi ầm ầm thế hả? Cuồng đao tam lãng nói. Chương 437, chọn đi, top 10 hay là du hành vũ trụ một tháng. Trong lúc Hoàng Sơn Chân Quân và các đạo hữu đang suy đoán không biết Bạch Tôn giả sẽ dùng thủ đoạn gì để xử phạt Diệt Phượng công tử dám xuất phát trước lệnh, thì Bạch Tôn giả lại chớp mắt một cách hồ nghi. Ủa? Một lát sau, Bạch Tôn giả lẩm bẩm khe khẽ. À, hiểu rồi, thì ra là thế à? Các tuyển thủ dự thi ở bên cạnh chẳng hiểu ra làm sao. Sau đó thì Bạch Tôn giả ra tay. Hắn vươn tay cách không bắt một cái về phía Diệt Phượng công tử. Linh lực trong trời đất hội tụ thành một bàn tay khổng lồ theo ý chí của Bạch Tôn giả, rồi chụp thẳng xuống chiếc máy kéo có tay cầm của Diệt Phượng công tử. Máy kéo không hề có sức phản kháng, bị bàn tay khổng lồ ấy túm chặt rồi kéo về bên cạnh Bạch Tôn giả. Diệt Phượng công tử mãi chẳng có phản ứng gì như thể đã bị dọa ngu luôn, phải 3 giây sau hắn mới kêu lên những tiếng sợ hãi. Bây giờ thì Bắc Hà tán nhân cũng thấy nghi ngờ. Lạ thật. Hôm nay Diệt Phượng công tử cứ quái quái làm sao ấy nhỉ? Bắc Hà đạo hữu cũng thấy thế à? Ta thì thấy cứ như Diệt Phượng công tử đột nhiên biến thành người khác vậy, cuồng đao tam lãng nói. Hoàng Sơn Chân Quân hơi nhíu mày, đúng vậy, từ lúc cuộc thi máy kéo có tay cầm bắt đầu đến bây giờ, hình như phản ứng của Diệt Phượng công tử bị chậm mất 2-3 nhịp thì phải. Trong lúc các đạo hữu còn đang thảo luận thì Bạch Tôn giả đã túm cả người cả xe của Diệt Phượng công tử tới bên mình. Hắn không thả chiếc máy kéo có tay cầm xuống, mà cứ xách nó lơ lửng giữa không trung. Dưới con mắt nghi hoặc của các đạo hữu, Bạch Tôn giả nhìn Diệt Phượng công tử trên máy kéo có tay cầm rồi mỉm cười nói. Thư hàng tiểu hữu, các đạo hữu mù mờ chẳng hiểu ra sao, đây rõ ràng là Diệt Phượng công tử mà, sao Bạch tiền bối lại gọi tên của Tống Thư hàng vậy? Ý thức của Tống Thư hàng hoảng loạn luôn. Bỏ cha rồi, việc mình giúp Diệt Phượng công tử ăn gian bị Bạch tiền bối nhìn ra rồi sao? Diệt Phượng công tử đúng là đồ ăn hại, Tống Thư Hằng còn tưởng rằng bí thuật của hắn lợi hại lắm cơ, nào ngờ không chỉ bị đếm ngược 3 giây mà Bạch Tôn giả còn vừa nhìn liếc một cái là đã ra rồi. Chờ đã, đây không phải là lúc thẩm oán Diệt Phượng công tử. Nếu các tiền bối ở xung quanh mà biết hắn giúp Diệt Phượng công tử ăn gian thì hậu quả khó mà tưởng nổi đó trời. Làm sao bây giờ? Lúc này, hắn tuyệt đối không thể trả lời kiểu a, sao Bạch tiền bối nhận ra ta hay vậy? Tương đương được. Thêm nữa, hắn đã giao hẹn với Diệt Phượng công tử rồi. Hắn sẽ giúp Diệt Phượng công tử tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm này, còn Diệt Phượng công tử thì giúp hắn xử lý người theo dõi. Giữa hai người có quan hệ hợp tác với nhau. Tuy rằng quá trình giao kèo có gấp rút một chút, thế nhưng giao kèo thì chính là giao kèo. Nếu bỏ cuộc dễ dàng thế thì chẳng ổn chút nào. Hay là giả ngu thử xem. Đây là cách ứng đối tốt nhất mà Tống Thư Hàng có thể nghĩ ra được trong thời gian cấp bách. Thế là Diệt Phượng công tử sững ra 3 giây rồi gượng cười nói rằng. Ha ha ha, Bạch tiền bối ngài đang nói gì thế? Ta là Diệt Phượng đây mà. Bạch tiền bối nhếch khóe miệng, ồ, xem ra Thư Hàng không muốn thừa nhận phải không? Hình như giả ngu không có hiệu quả rồi. Trên khuôn mặt của tất cả các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đều lộ vẻ đăm chiêu. Đặc biệt là Hoàng Sơn Chân Quân. Hình như hắn đã nghĩ ra điều gì đó mà khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa chẳng khác Bạch Tôn giả là mấy. Tống Thư Hàng biết hành động giả ngu của mình thất bại rồi. Hết cách, chỉ có thể thẳng thắn để được khoan hồng thôi. Diệt Phượng tiền bối, Tống Mỗ đã cố gắng hết sức rồi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Vì hiệu ứng đếm ngược 3 giây, cho nên khi hắn quyết định thẳng thắn khai thật thì cũng mất 3 giây nữa mới lên tiếng được. Nhưng đúng lúc này thì Bạch Tôn giả đã cười nhẹ rồi bảo. Thế thì ta cứ coi như ngươi là Diệt Phượng công tử nhé. Nói rồi, Tôn giả đặt chiếc máy kéo có tay cầm số 44 xuống mặt đất. Bạch Tôn giả bỏ qua á. Trong lòng Tống Thư Hàng nổi lên nghi ngờ cuồn cuộn. Giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn,
Bạch Tôn giả vươn ngón tay rồi nói với Diệt Phượng công tử, lựa chọn thứ nhất là Diệt Phượng công tử ngươi phải dốc hết sức lực mà tham gia cuộc đua máy kéo có tay cầm này, ít nhất cũng phải lọt vào top 10. Chỉ cần ngươi lọt vào top 10 của cuộc đua, thì cho dù ngươi là Diệt Phượng công tử hay là Thư Hàng tiểu hữu, ta đều có thể coi như vụ này chưa từng xảy ra. Top 10, tuy rằng chỉ có hơn 50 vị tiền bối đi thi, nhưng cơ thể mình còn vướng hiệu ứng đếm ngược 3 giây đó. Top 10 từ dưới đếm lên còn khó chứ huống chi là 10 hạng đứng đầu. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong ánh mắt của Diệt Phượng công tử, Bạch Tôn giả lại vươn một ngón tay nữa ra. Nếu ngươi không lọt vào top 10, thì ta sẽ chuẩn bị cho ngươi phần tích cốc đan đủ dùng cho một tháng rồi đưa ngươi lên vũ trụ du lịch 30 ngày. Đây chính là lựa chọn thứ hai. Tống Thư Hàng tức thì run như cầy sấy, du lịch vũ trụ một tháng trời, dã man. Tuy rằng hắn rất thích vũ trụ bao la, thế nhưng một thân một mình bị phi kiếm dùng một lần đưa vào vũ trụ sống cô độc một tháng trời thì sẽ phát điên mất. Thế nhưng, không thành vấn đề. Du lịch vũ trụ một tháng, Tống Thư Hàng cũng không sợ. Dù sao đến lúc đó người bị ném lên vũ trụ cũng là Diệt Phượng công tử cơ mà. Đương nhiên hắn vẫn sẽ dốc toàn lực để lọt vào top 10, thế nhưng nếu không lọt vào thì cũng không thể trách hắn được. Cho nên người cố gắng mà thi đấu đi, Bạch Tôn giả nói. 3 giây sau, Diệt Phượng công tử vỗ ngực cam đoan. Đương nhiên rồi, Bạch tiền bối, ta nhất định sẽ dốc hết sức để thi đấu. Tốt lắm, Bạch Tôn giả gật đầu hài lòng, vậy thì cuộc đua sẽ bắt đầu lại. Toàn Phong đạo hữu, phiền ngươi phát hiệu lệnh lại đi. Đúng rồi, lần này sau câu chuẩn bị thì đừng có đếm 1,2, 3,4 nữa. Toàn Phong Tôn giả cười ngượng ngùng. Ha ha ha, không thành vấn đề. Bạch Tôn giả mỉm cười ngồi lại lên máy kéo có tay cầm của mình. Song sau đó hình như đột nhiên nhớ ra cái gì, hắn lại quay sang nói với Diệt Phượng công tử. Đúng rồi, ban nãy ta giải thích chưa được rõ cho lắm. Nếu lần này ngươi không lọt vào top 10 thì ta sẽ đưa Thư Hàng tiểu hữu lên vũ trụ. Đúng vậy, ngươi mà ta nói lúc nãy không phải Diệt Phượng công tử đâu, mà là ngươi đấy Thư Hàng tiểu hữu. Crack, có cái gì đó vừa hóa đá, hình như là ý thức của Thư Hàng tiểu hữu. Hắn cứ tưởng người bị đưa vào vũ trụ là Diệt Phượng công tử, chẳng ngờ lại là Thư Hàng tiểu hữu đáng thương. Đừng mà, đừng du lịch vũ trụ một tháng mà, tuyệt đối đừng chơi thế mà. 3 giây sau, trong đáy mắt của Diệt Phượng công tử bốc lên lửa chiến ngùn ngụt. Nhất định hắn phải lọt vào top 10 cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này. Phải cố gắng bằng mọi giá. Không, thế vẫn chưa đủ. Hắn phải dốc hết năng lượng, phải bùng nổ tiềm lực. Bất luận dùng thủ đoạn gì cũng phải giật lấy top 10 cho bằng được. Toàn Phong Tôn giả lại giơ cao súng lệnh rồi hô lớn. Các tuyển thủ vào vị trí, chuẩn bị. Tất cả các tuyển thủ dự thi đều chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều chờ tiếng súng lệnh của Toàn Phong Tôn giả. Sau đó Toàn Phong Tôn giả nhếch cao miệng nhỏ, nói ra. Oan! Hắn là Toàn Phong Tôn giả, là người đàn ông ảo diệu nhất trên đời, là tộc nhân tộc không chơi trội thì sẽ chết đó. Dù thế nào hắn cũng nhất quyết phải gạt được danh hiệu người chơi trội nhất trong cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này. Không đếm 1, 2, 3, 4 thì ta đếm tiếng Anh. 1, 2, 3, 4, 5 cũng tuyệt lắm. Đột nhiên, Toàn Phong Tôn giả cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó, sau đó cả người hắn biến thành một cơn gió xoáy, xoắn ốc thăng thiên. Toàn Phong Tôn giả hét lên những tiếng a a a thảm thiết. Tuy rằng hắn cũng là cường giả cấp tôn giả, thế nhưng Bạch Tôn giả tập kích bất ngờ, hắn không hề đề phòng nên cũng bị bắn tuốt lên trời. Đương nhiên, với thực lực cấp tôn giả, khi bị đưa lên trời một nửa thì Toàn Phong Tôn giả cũng đã thoát khỏi trạng thái xoắn ốc thăng thiên rồi. Thế nhưng mà, sướng quá. Hắn đang bay vọt lên trời theo đường xoắn ốc, được tất cả mọi người nhìn theo. Tất cả đều đang nhìn hắn, tất cả tầm mắt đều tập trung lên người hắn. Quả thực là, ngầu hết sảy mà. Bạch Tôn giả tiếp nhận chức trách phát hiệu lệnh của Toàn Phong Tôn giả. Cuộc đua bắt đầu. Ngay sau đó, các tuyển thủ dự thi cuộc đua máy kéo có tay cầm lập tức phóng hết tốc lực lao về phía trước. Xình xịch xình xịch. Gần 60 chiếc máy kéo có tay cầm cơ hồ xuất phát cùng một lúc. Chúng đồng loạt phả ra khói đen, rồi phóng về phía trước với tốc độ của xe đua tầm cỡ thế giới. Lúc này đây, chiếc máy kéo đang dẫn đầu mang số hiệu 44. Diệt Phượng công tử. Tống Thư Hàng lại sử dụng thuật áp súng thêm một lần nữa. Bởi vì Bạch Tôn giả dặn dò Toàn Phong Tôn giả không được đếm 1,2, 3 nữa rồi mà.
cho nên khi Toàn Phong tôn giả hô lên chuẩn bị, thì Tống Thư Hàng đã hạ mệnh lệnh lái xe tiến lên cho thân thể của Diệt Phượng công tử trước. Thế nhưng điều làm cho Tống Thư Hàng bất ngờ là, Toàn Phong tôn giả không đếm 1,2, 3 nữa, người ta đếm 1, 2, 3. Tèo rồi, lần này lại chạy trước rồi, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Xong, cái phấn khích của cuộc đời nằm ở sự biến hóa đột nhiên và không thể dự tính trước của nó. Toàn Phong tôn giả, xoắn ốc thăng thiên. Bạch tôn giả thay thế hắn hô hiệu lệnh xuất phát. Càng may mắn hơn là khi Bạch tôn giả hô lớn cuộc đua bắt đầu thì cũng là lúc thời gian đếm ngược 3 giây của Tống Thư Hàng kết thúc. Thế là thân thể của Diệt Phượng công tử làm liên tục một loạt thao tác, chiếc máy kéo số 44 hăm hở đi đầu, phóng vọt lên như một con ngựa hoang đứt cương. Đáng giận, dám đoạt vị trí số 1 của ta, ngôi vô địch phải là của ta. Ta muốn giành ngôi vô địch để dâng hiến cho Bạch tiền bối mà ta yêu quý nhất. Bạch Hạc Chân Quân nổi giận gầm lên. Sau đó, Bạch Hạc Chân Quân vỗ mạnh vào bên cạnh ghế ngồi. Ngay lập tức, phần đuôi chiếc máy kéo số 40 của hắn thò ra một trang bị nhìn chẳng khác nào máy phát xạ tên lửa. Xình xịch, chiếc máy kéo của Bạch Hạc Chân Quân ầm ầm tăng tốc, mau chóng đuổi theo Tống Thư Hàng. Ha ha, chỉ là một con hạc trắng mà dám nhảy nhót thế kia. Đến lúc dạy cho nó một bài học rồi. Trên khuôn mặt của Cổ Hà Quan Chân Quân nở một nụ cười lãnh khốc. Sau đó hắn khẽ móc một cái trên cần điều khiển của máy kéo, một cái nút màu đỏ xuất hiện. Cổ Hà Quan Chân Quân ấn mạnh cái nút nọ. Tên lửa phi mau thối cải tiến ở sau thùng xe của hắn nhắm thẳng vào chiếc máy kéo có tay cầm số 40 của Bạch Hạc Chân Quân. Ầm ầm ầm. Tên lửa phóng lên trời rồi lao về phía Bạch Hạc Chân Quân. Chương 438, quyết liệt, dữ dội. Khi tên lửa phi mau thối bay lên lơ lửng giữa trời thì thể tích của nó to ra gấp mấy lần, rồi cứ ghim thẳng chiếc máy kéo có tay cầm số 40 của Bạch Hạc Chân Quân mà lao sộc đến. Bạch Hạc Chân Quân chạy phía trước sắp sửa đuổi kịp Diệt Phượng công tử ở vị trí đầu tiên, đột nhiên như có dự cảm trong lòng, hắn quay đầu lại liếc về phía sau một cái. Và ngay lập tức, hắn nhìn thấy quả tên lửa phi mau thối to đùng đang lao sộc đến mình. Ha ha, Cổ Hà Quan Chân Quân đạo hữu nóng vội quá. Nhưng nếu bản chân quân đã thấy ngươi trang bị tên lửa ở trên xe thì sao lại không phòng bị trước được chứ? Bạch Hạc Chân Quân cười đắc ý. Sau đó hắn vươn tay ra vung một cái, thảy một mảnh sắt nhỏ lên trên đầu mình. Ầm, một luồng khói mù cuộn lên giữa không trung. Trong sương mù, mảnh sắt nhỏ xíu biến thành một chiếc máy kéo có tay cầm số 40 thứ hai. Trên máy kéo còn có cả một con rối Bạch Hạc Chân Quân ngồi trên ghế lái, sống động như thật. Đây là con mồi. Chiếc máy kéo có tay cầm số 40 được huyễn hóa ra giống y như đúc bản chính của Bạch Hạc Chân Quân về kích cỡ và khí tức, dù có cảm ứng sóng điện từ hay nhiệt độ bằng khoa học kỹ thuật cũng chẳng phân biệt được. Quả tên lửa phi mau thối trên trời bị con mồi lừa gạt, bắn thẳng vào nó rồi nổ tung ra. Uy lực của vụ nổ khuếch tán mạnh, mấy chiếc máy kéo có tay cầm từ đằng sau xông lên đều bị ảnh hưởng, Bạch Hạc Chân Quân và Diệt Phượng công tử đồng thời nhân cơ hội kéo giãn một khoảng cách dài với những tuyển thủ phía sau. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp cuộc đua máy kéo có tay cầm lần thứ nhất của giới tu chân. Tôi là bạn tốt của quý vị, người chủ trì hiện trường của Nhật Báo Tu Sĩ Giang Sơn. Cuộc đua máy kéo có tay cầm lần này là do Bạch Tôn Giả tiếng tăm lừng lẫy đứng ra tổ chức, cùng với Linh Điệp Tôn Giả và Phủ Chủ Thất Sinh Phủ phối hợp bố trí đường đua. Theo thông tin được tiết lộ thì đường đua này vừa kích thích vừa nguy hiểm, chắc chắn sẽ khiến các vị cả đời khó quên. Cuộc đua bắt đầu. Không hổ là cuộc đua máy kéo có tay cầm lần thứ nhất, còn chưa bắt đầu đã tiến ngay vào giai đoạn cao trào. Mọi người có thể thấy, vị đang bay lên trời theo đường xoắn ốc kia chính là trọng tài phát hiệu lệnh của cuộc đua máy kéo có tay cầm lần này Toàn Phong Tôn Giả. Dường như Toàn Phong Tôn Giả đang lấy chính thân thể mình làm hiệu lệnh bắt đầu thi đấu, tố chất chuyên nghiệp này thật khiến cho chúng ta phải khâm phục biết bao. Cách phát hiệu lệnh này thật đáng để cho cuộc đua phi kiếm diễn ra sau đây không lâu lấy làm tham khảo. Chỉ số cừu hận của trọng tài phát hiệu lệnh cuộc đua phi kiếm với người chủ trì Giang Sơn cộng 1.000 điểm. Cuộc đua bắt đầu, chiếc máy kéo có tay cầm số 44 đi trước dẫn đầu, chúng ta có thể thấy tuyển thủ số 44 là Diệt Phượng công tử đẹp trai lai láng. Diệt Phượng công tử trước nay xây dựng hình tượng người đàn ông tinh anh cơ trí, được đông đảo các tu sĩ nữ yêu thương. Tuyển thủ số 40 Bạch Hạc Chân Quân đang áp sát và chuẩn bị vượt qua số 44 Diệt Phượng công tử. Ở trong giới tu chân, vì đặc thù chủng tộc, nên Bạch Hạc Chân Quân có rất nhiều fan hâm mộ từ nam đến nữ.
Cuộc chiến giữa hai vị tuyển thủ có ngoại hình siêu đẹp và nhân khí cực cao này thật làm cho người ta phải sôi trào nhiệt huyết. Ồ, kia là cái gì? Tên lửa phi mao thối. Tuyển thủ số 6 Cổ Hà Quan Chân Quân phóng một quả tên lửa phi mao thối về phía Bạch Hạc Chân Quân. Tuy rằng cuộc đua mới bắt đầu được vài giây ngắn ngủi, song cảm xúc của các vị tuyển thủ dường như đang nóng lên hừng hực. Tuyệt đẹp, tuyển thủ Bạch Hạc Chân Quân dùng thế thân để chặn đứng đòn công của tên lửa phi mao thối. Hiện tại Bạch Hạc Chân Quân chỉ còn cách vị trí dẫn đầu Diệt Phượng Công Tử một nửa thân xe. Có lẽ sau câu nói này của tôi thì hắn sẽ vượt mặt Diệt Phượng Công Tử. Khoan, chờ một chút, kia là cái gì? Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, chiếc máy kéo có tay cầm của Bạch Hạc Chân Quân dường như vừa nghiến lên một thứ gì đó. Sau đó chỉ trong nháy mắt, không hề có thời gian đếm lùi, thứ kia lập tức phát nổ. Trên máy kéo có tay cầm của Bạch Hạc Chân Quân bố trí trận pháp phòng ngự cường đại. Cú nổ mạnh dưới đường cũng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho chiếc máy kéo của hắn. Thế nhưng lực xung kích cực mạnh do vụ nổ tạo ra lại khiến cho chiếc máy kéo ấy bị đánh bật lên không trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vất vả lắm Bạch Hạc Chân Quân mới có thể ổn định được máy kéo có tay cầm của mình dựa vào tố chất thân thể cường đại. Ồ, là địa lôi. Hơn nữa còn là địa lôi đã được cải tạo. Không hề có thời gian đếm ngược, ngay khi máy kéo có tay cầm cắn lên, địa lôi lập tức phát nổ. Uy lực của cú nổ biến thành sóng xung kích, Bạch Hạc Chân Quân dính trường. Rõ ràng mới ở chặng đua đầu tiên mà đã xuất hiện thứ kích thích như địa lôi, làm cho chúng ta không khỏi háo hức với những gì sẽ xảy ra ở đường đua phía trước. Bạch Hạc Chân Quân gian nan ổn định được thân xe thì cũng phí mất không ít thời gian. Vèo 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 vèo. Những chiếc máy kéo có tay cầm ở phía sau liên tiếp vượt qua hắn. Thật là đáng tiếc, rõ ràng mắt thấy chỉ còn nửa thân xe là có thể vượt qua Diệt Phượng Công Tử. Không ngờ lại cán trúng địa lôi. Thứ hạng của Bạch Hạc Chân Quân rớt từ thứ 2 xuống thẳng thứ 49, sắp sửa biến thành hạng chót. Mọi người có thể thấy, những tử cư sĩ ở vị trí thứ 50 cũng sắp vượt qua Bạch Hạc Chân Quân. Sư bố ngươi, ta là Túy Nguyệt, người được gọi là những tử cư sĩ ngoi đầu ra gào lên với chiếc máy thu thập tin tức bát quái ở trên trời cao. Nhưng đáng tiếc là tiếng gào của hắn không truyền lên được tới chiếc máy thu thập thông tin ấy. Hình như túy tử cư sĩ đang vẫy tay nhiệt liệt với màn ảnh của chúng ta. Chẳng lẽ túy tinh cư sĩ muốn sắp có hành động gì sao? Đậu má, một câu mà đọc sai tên ông những hai lần, ngươi cố ý phải không? Giang Sơn Béo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Túy ích cư sĩ nghiến răng ken két. Nhưng đúng là hắn muốn hành động thật. Sở dĩ hắn chạy từ từ ở tuốt cuối đội hình là để tìm kiếm cơ hội bắt kịp hai kẻ, khỉ mặt chó cuồng Đao Tam Lãng và Bạch Hạc Chân Quân. Một tên Trần Tổng ngồng ôm hắn bay suốt nửa đường làm cho hắn mất hết mặt mũi, một tên khác giao hàng chuyển phát nhanh là đồng lõa. Thực ra còn có cả Bạch Tôn Giả nữa, nhưng muốn đối phó với Bạch Tôn Giả thì cần có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ rồi tính sau. Bằng không Túy Nguyệt cư sĩ còn cự tuyệt luôn cả việc tưởng tượng đến chuyện đối phó với Bạch Tôn Giả. Nói không chừng hắn vừa nghĩ thế trong đầu thì vận xui đã rơi xuống đầu hắn ngay rồi ấy chứ. Cha cha, điều quan trọng nhất bây giờ là... Bạch Hạc Chân Quân ở ngay trước mắt hắn rồi kìa. Túy ích cư sĩ cười lạnh lùng, sau đó vỗ mạnh lên máy kéo có tay cầm của mình. Và rồi trên đầu chiếc máy kéo thò ra một mũ khoan cực lớn. Mũi khoan xoay tròn điên cuồng, vô số phù văn nối liền dung nhập bên trong mũi khoan ấy khiến cho nó lóe lên quang mang của pháp bảo. Ai nhìn vào cũng phải dám chắc rằng, máy kéo có tay cầm mà dính một phát khoan này thì sẽ bị xay thành một đống đồng nát sắt vụn ngay. Bạch Hạc, nhận lấy một phát thiểm điện cuồng long toàn của ta đi. Túy ích cư sĩ gầm lên rồi dồn sức tăng tốc chiếc máy kéo có tay cầm số 13 của mình, lao thẳng về phía Bạch Hạc Chân Quân. Gì gì gì, sao cả bá vương cư sĩ nhà ngươi cũng muốn đối phó với ta vậy? Bạch Hạc Chân Quân kinh hãi kêu lên. Bá vương cư sĩ, nhiều lời vô dụng, mau nhận lấy cái chết cho ta. Sau khi ngươi ăn một phát thiểm điện cuồng long toàn của ta mà không chết thì chúng ta lại làm bằng hữu tốt. Túy Nguyệt cư sĩ phẫn nộ gầm lên. Đừng mà, tuyệt đối đừng mà. Ta còn đang muốn giật quán quân cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này mà. Bạch Hạc Chân Quân nước mắt vòng quanh, sau đó hắn nhanh chóng kéo cần điều khiển máy kéo có tay cầm của mình, hai chiếc máy phát xạ tên lửa ở thùng xe điên cuồng phụt ra. Cứ đỡ một phát thiểm điện cuồng long toàn rồi tha hồ mà đi giật quán quân. Túy Nguyệt cư sĩ hét lên giận dữ. Muốn chết à, dính một phát khoan điện của ngươi thì máy kéo có tay cầm của ta đi đời nhà ma còn đâu nữa. Bạch Hạc Chân Quân điên tiết nói, với cả,
người ôm ngươi trần trùng trục bay lên trời là Tam Lãng chứ có phải ta đâu, ngươi tìm hắn mới đúng chứ tìm ta làm cái quái gì. Ây, Tam Lãng, Tam Lãng, nhiều lời vô ích, hai người các ngươi nhất định phải bị sai ra bã. Túy Nguyệt cư sĩ gầm rú ầm ầm. Cứ thế, hai chiếc máy kéo có tay cầm số 13 và 40 cái đuổi xít sao, cái chạy thục mạng, đến là vui vẻ. Tuy rằng vì khoảng cách quá xa nên chúng ta không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hàn Nguyệt cư sĩ và Bạch Hạc chân quân, thế nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ như Hàn Tinh cư sĩ muốn dùng mũi khoan để khoan Bạch Hạc chân quân, song Bạch Hạc chân quân liều chết không chịu. Hai người một chạy một đuổi, tốc độ cực mau, tuy thứ hạng của họ vẫn nằm ở cuối đội ngũ, nhưng với tinh thần giao tranh quyết liệt thế này, thì vẫn có hy vọng để vượt qua các đạo hữu phía trước. Cuối cùng, chúc hai vị có thể đạt được thành tích cao. Tiếp theo chúng ta sẽ quay ống kính về phía trước. Ồ, ở đằng trước vừa có một đạo kiếm quang lóe lên, có vị đạo hữu nào vừa dính trưởng sao? Chúng ta sẽ zoom hình ảnh lại gần một chút. À, thấy rồi, là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, để tôi xem nào, đây là tuyển thủ số 22, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Cô là con gái yêu của Linh Điệp Tôn Giả, vẫn còn chưa có bạn trai, các vị nam tu sĩ độc thân cần cố gắng lên, ủa. Khi nói tới hai chữ cố gắng, không hiểu sao Giang Sơn đạo hữu chủ trì trực tiếp của Nhật Báo tu sĩ lại cảm thấy gáy mình lành lạnh. Khụ khụ, tóm lại thì có vẻ như Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử cô nương đã cán trúng cạm bẫy. Bây giờ cả người và xe đều xoáy tròn trở về điểm xuất phát. Tuy nhiên cuộc đua chỉ vừa mới bắt đầu, cô vẫn còn cơ hội. Chúng ta chân thành chúc cô ấy may mắn nhé. Vũ Nhu Tử bay trên trời rất là buồn bực, cô bất cẩn cán vào một cạm bẫy, còn chưa kịp phản ứng thì cả người cả xe đã xoắn ốc thăng thiên, bay thẳng về điểm xuất phát. Tuy trò bay lên trời theo đường xoắn ốc này rất vui, nhưng bây giờ cô đang đua xe cơ mà. Cô vừa mới vượt mặt mấy vị tạo hóa tiền bối, Lạc Trần tiền bối, đang chơi hứng khởi thì bị bay mất tiêu rồi. Không cam lòng tí nào. Bực quá, nhất định ta sẽ trở về. Vũ Nhu Tử lớn tiếng kêu lên, cho dù bị quay về vạch xuất phát thì cô cũng sẽ quay lại. Sau khi chúc Vũ Nhu Tử cô nương may mắn, chúng ta sẽ hướng ống kính về vị trí đầu tiên. Tình hình ganh đua của các tay đua top đầu cực kỳ khốc liệt. Số 44 Diệt Phượng công tử khá may mắn, vẫn đang duy trì ưu thế bé nhỏ của mình. Song ở ngay sát phía sau đã có một người sắp vượt qua hắn, đó là số 5 Hoàng Sơn chân quân. Ngay khi Giang Sơn thốt ra đạo hào Hoàng Sơn chân quân, thì ở trong đám người xem trên tầng mây cao cao, có một đôi mắt chó tỏa ánh sáng ngời lên. Chương 439, Vũ Nhu Tử rơi lệ đầy mặt. Ở hiện trường truyền hình trực tiếp, người chủ trì vẫn đang khen ngợi liên mồm. Hoàng Sơn chân quân không hổ là tiền bối lão làng. Hắn không làm tăng tốc độ của máy kéo có tay cầm một cách lung tung mù quáng, mà cải tạo nó theo cách vừa phù hợp với khoa học, lại vừa dung nhập yếu tố tu chân một cách hoàn hảo. Từ khi xuất phát đến bây giờ, hắn vẫn luôn dùng tốc độ vững vàng để vượt qua các vị đạo hữu khác. Tống Thư Hàng nhìn Hoàng Sơn chân quân đã sắp song song với mình, đoạn cười khổ nói. Hoàng Sơn tiền bối, chẳng phải ngài nói ngài tham gia thi tài chỉ là để góp mặt cho đủ số thôi à? Nếu là góp mặt cho đủ số thì liều mạng thế để làm gì? Ngài sắp leo lên hạng nhất luôn rồi đó. Tống Thư Hàng nhất định phải giật được top 10 đó nha, Hoàng Sơn chân quân tham gia cho vui mà lại lao vào tranh giành top 10 thì chính là một điều cực kỳ bất lợi đối với hắn đấy. Ha ha, nói sao nhỉ? Ta thật sự không ngờ máy kéo có tay cầm mà các ngươi cải tạo nó lại nát thế. Ta chỉ tiện tay cải tiến một tí, tùy tiện góp mặt đủ số thôi mà đã vượt qua hết cả các ngươi rồi, Hoàng Sơn chân quân cười phớ lớ. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng cảm nhận được một cảm giác gọi là bị thiên tài khinh bỉ sâu sắc toát ra từ trên người Hoàng Sơn tiền bối. Mỉa mai quá đi mà, muốn nện vào mặt Hoàng Sơn chân quân một nắm đấm quá đi mà. Thư Hàng tiểu hữu cố lên nhé, cứ duy trì như thế là có hy vọng lọt vào top 10 đấy. Ta đi trước một bước đây. Hoàng Sơn chân quân cười ha hả mà nói, đồng thời hai tay nắm chắc cần điều khiển của máy kéo có tay cầm, thân thể rung lên theo nhịp điệu, cứ thế vượt qua chiếc máy kéo số 44 của Tống Thư Hàng nửa thân xe, vừa bình tĩnh lại vừa vững vàng. Không hổ là Hoàng Sơn chân quân, phát huy rất ổn định. Bây giờ chúng ta phải chúc mừng cho số 5 Hoàng Sơn chân quân. Hắn đã tạm thời giữ vị trí số 1 trong cuộc đua máy kéo có tay cầm lần thứ nhất này, ồ. Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó rất lớn, dường như là một bài hát thì phải. Đây là bài ca cổ vũ mà khán giả hát lên vì các tuyển thủ sao? Hay là chúng ta thu một đoạn bài hát này xem thử nhé? Sau đó,
một giọng ca trong veo phát ra từ máy thu thập tin tức bát quái, truyền vào tai trăm ngàn tu sĩ có mặt tại hiện trường. Hoa sinh tươi trong giỏ ơi tương đương ta hát cho hoa nghe nhé tương đương đi tới Hoàng Sơn hay lắm nha tương đương Hoàng Sơn có phong cảnh đẹp nè tương đương hoa màu ở khắp nơi nha tương đương đại ngốc chạy đầy đường nha tương đương. Khúc ca Hoàng Sơn đại ngốc do Đậu Đậu sướng lên, uy chấn giang hồ. Người chủ trì Giang Sơn lập tức ngu mặt. Phụt, các đạo hữu trên pháp bảo mây trắng đua nhau cười phá lên. Chỉ có một vài đạo hữu vẫn còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ví dụ như mấy đệ tử của nhà họ Sở. Cả đám đều ngu ngơ chẳng biết các vị tiền bối xung quanh mình đang cười rũ rượi vì lý do gì. Sắc mặt của Hoàng Sơn chân quân trầm như nước. Mình thật sơ ý quá, quên bén mất việc cấm ngôn Đậu Đậu thêm một lần nữa, mới để cho nó có cơ hội gây họa thế này đây. Tối nay chuẩn bị ăn lẩu chó đi là vừa. Tiếp đó, Hoàng Sơn chân quân chắp tay thành pháp ấn rồi nổi giận gầm lên. Cấm ngôn. Vòng cổ của một con kinh ba nhỏ trên đám mây lóe lên ánh sáng yếu ớt. Sau đó chú kinh ba bé nhỏ không thể nói tiếng người được nữa, chỉ có thể phát ra tiếng kêu gâu gâu. Thế nhưng, trong mắt kinh ba lại lóe lên ánh hào quang trí tuệ. Hoàng Sơn đại ngốc, người quá ngây thơ rồi. Kỹ năng này người đã sử dụng với bản Đậu Đậu một lần rồi, lần thứ hai không còn tác dụng nữa đâu. Đậu Đậu ung dung nhích người ra, dưới thân nó cất giấu một thiết bị khuếch đại âm thanh cực lớn, và cả một chiếc máy phát nhạc nữa. Đậu Đậu thò móng vuốt, khẽ nhấn một cái vào máy phát nhạc. Hoa sinh tươi trong giỏ ơi tương đương ta hát cho hoa nghe nhé tương đương. Khúc ca Hoàng Sơn đại ngốc uy chấn giang hồ lại réo rắt vang lên. Ca khúc đáng yêu, giai điệu đơn giản, ca từ ngắn gọn, lảnh lót dễ thuộc. Hơn nữa, trừ phi tu luyện công pháp đặc thù, bằng không tu sĩ đều là loại người có trí nhớ siêu quần, đã gặp qua là không quên được. Vừa nghe ca khúc vui vẻ kia lần đầu thì mọi người đã có thể cùng hát theo. Sau khi nghe đến lần thứ hai thì ai cũng biết hát luôn. Đã thế, khúc ca Hoàng Sơn đại ngốc còn có ma lực khó cưỡng. Sau khi nghe một lần, mọi người đều bất giác vui vẻ hẳn lên cùng giai điệu của nó, thậm chí có người còn không kìm được mà lẩm nhẩm theo. Cắt ngay, cắt cái bài hát này đi ngay. Trong chương trình trực tiếp vang lên tiếng la cấp bách của người chủ trì Giang Sơn, song đã quá muộn rồi. Có lẽ chỉ ngày mai thôi. Toàn bộ giới tu chân đều sẽ biết đến khúc ca Hoàng Sơn đại ngốc này. Đậu Đậu, Hoàng Sơn chân quân gầm lên một tiếng phẫn nộ, cuối cùng hắn cũng không thể nào mà nhịn nổi nữa. Hắn vỗ mạnh tay lên chiếc máy kéo có tay cầm, máy kéo số 5 phóng thẳng lên cao, tuôn ra khói đen, lao thẳng về hướng Đậu Đậu như truy sát. Gâu gâu, Đậu Đậu đắc ý sủa hai tiếng với Hoàng Sơn chân quân. Nó cũng không chạy trốn, bởi vì nó biết dù có trốn cũng không thoát khỏi tay Hoàng Sơn chân quân được. Đến cả pháp bảo phong hỏa luân chuyên dùng để chạy trốn của nó cũng là do Hoàng Sơn chân quân chế tác cho, căn bản không thể đào tẩu nổi. Cho nên Đậu Đậu bất khuất đứng trên tầng mây, chờ Hoàng Sơn chân quân đến mà bắt nó. Lúc này đây, Đậu Đậu cảm thấy Vũ Nhu Tử cô nương nói một câu rất đúng, mọi người không phải là trẻ con, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm cho mỗi việc mình làm. Đây chính là giác ngộ. Đậu Đậu cảm thấy mình cũng giác ngộ rồi, không còn sợ hãi gì nữa. Cho dù sau này có bị Hoàng Sơn chân quân cấm nói cả năm thì cầu sinh của nó cũng đã không uổng phí rồi. Hoàng Sơn chân quân bóp chặt chiếc máy phát nhạc, xách Đậu Đậu lên ném sang một phía của chiếc máy kéo có tay cầm. Gâu gâu, Đậu Đậu ngẩng đầu lên sủa hai tiếng với Hoàng Sơn chân quân, muốn giết hay dóc thịt cũng tùy ngươi, ta mà sợ chết thì không phải là Đậu Đậu. Hoàng Sơn chân quân giật giật khóe miệng, lái máy kéo có tay cầm, xình xịch rời khỏi cuộc đua, rồi biến mất giữa trời xanh bát ngát. Suốt cả đường đi, Hoàng Sơn chân quân chẳng nói chẳng rằng. Mãi một lúc lâu sau, chân quân mới dịu dàng nói với. Đậu Đậu à! Giọng điệu kia ấm áp nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Thế mà Đậu Đậu lại dùng mình một cái. Ngoảnh đi ngoảnh lại, người đã lớn thế này rồi. Rõ ràng cái lúc ta mang ngươi về nhà nuôi, ngươi mới chỉ nhỏ bằng bàn tay ta thôi. Hoàng Sơn chân quân cảm khái vô vàn, thời gian trôi nhanh quá. Đậu Đậu! Con cái rốt cuộc cũng phải lớn lên, Hoàng Sơn chân quân cúi đầu nhìn Đậu Đậu, chung quy, con cái rồi cũng phải rời xa cha mẹ mình để tìm bạn lữ đi cùng suốt cuộc đời, để xây dựng nên một mái nhà thuộc về riêng nó. Đậu Đậu chẳng hiểu ra sao, Hoàng Sơn đại ngốc tức quá hóa điên rồi à. Ta nghĩ cũng đến lúc gả ngươi cho người ta rồi, Đậu Đậu ạ, Hoàng Sơn chân quân mỉm cười, dịu dàng bảo. Đậu Đậu, gạch nối, từ từ đã, chờ tí.
Hoàng Sơn đại ngốc, người có nhầm chỗ nào không đấy? Đậu Đậu sốt sắng kêu toáng lên. Gâu gấu gâu gâu gấu 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 gấu. Nó, Đậu Đậu, đại yêu khuyển kinh ba, là được mà. Tại sao lại dùng gả cho người ta để nói nó chứ? Chẳng lẽ thực ra nó là một con kinh ba cái, nhưng lại bị Hoàng Sơn đại ngốc nuôi như con đực? Đậu Đậu nghĩ thế, bèn nhấc người lùi về phía sau, liếc nhìn cái chỗ có Đậu Đậu nhỏ. Không mà, mình đúng là một con kinh ba đực mà. Cho nên, Đậu Đậu ngốc sững người ra. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười nhẹ nhàng, rồi vươn tay vuốt ve đầu nhỏ của Đậu Đậu với động tác càng dịu dàng hơn nữa. Xình xịch, máy kéo phả một luồng khói đen cuồn cuộn, mang theo Đậu Đậu ngu ngơ, biến mất không thấy tăm hơi. Chậc, xin chào các quý vị khán giả, vừa rồi trên đường đua đột nhiên xuất hiện một việc ngoài ý muốn. 5 giây trước, Hoàng Sơn chân quân vừa đuổi kịp và vượt qua Diệt Phượng công tử để trở thành người giữ vị trí số 1 đã đột nhiên rời khỏi đường đua vì việc cá nhân, nên đã mất đi quyền thi đấu. Hiện tại chúng ta có thể thấy người giữ vị trí số 1 vẫn là Diệt Phượng công tử may mắn. Hắn vẫn đang duy trì ưu thế mỏng manh với các đạo hữu phía sau. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Bây giờ hẳn là hắn phải cảm ơn Đậu Đậu đúng không? Đậu Đậu phấn đấu quên mình tự tìm đường chết, mang Hoàng Sơn chân quân đi mất, để cho hắn bảo vệ được ưu thế vị trí số 1 của mình. Đậu Đậu, ta sẽ thắp nhang cho ngươi, Tống Thư Hàng cảm kích nói. Sau đó hắn cố gắng khống chế máy kéo có tay cầm, lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn, nhanh nữa. Đây chính là cơ hội mà Đậu Đậu liều mình mang về cho hắn, hắn không thể để lãng phí được. Ngay lúc Tống Thư Hàng còn đang cảm khái, thì có một đạo kiếm quang lao sát qua người hắn vèo một cái, sau đó vượt qua hắn mà phóng thẳng về phía trước. Cái gì thế? Tống Thư Hàng mở to mắt ra nhìn. Ơ kìa, đạo kiếm quang vừa rồi là gì? Quá nhanh, quá nguy hiểm, tốc độ không thể tin được, lại có đạo hữu nào mới trúng số sao? Chúng ta zoom màn hình để nhìn cho rõ nhé. Ta thấy rồi, ồ, lại là vị tiểu cô nương này sao? Trong đạo kiếm quang kia bao bọc một cô nương tóc dài đen nhánh, chân thon nuột nà, cùng với chiếc máy kéo có tay cầm số 22 của cô nàng. Lại là Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử cô nương. Vũ Nhu Tử cô nương bị đẩy về vạch xuất phát nhưng không hề bỏ cuộc mà lại tiến lên một lần nữa. Sau khi xuất phát lại không lâu, có vẻ như cô ấy lại cắn phải một cái bẫy khác, chiếc máy kéo số 22 của cô lại phóng thẳng lên không. Song lúc này đây cô không còn bị đưa về vạch xuất phát, mà là lao về phía trước. Sau khi vượt qua tất cả các tuyển thủ, cô tiến thẳng tới vị trí chiếc máy kéo số 44 của Diệt Phượng công tử ở phía trước. Tái ông mất ngựa, biết họa hay phúc, chúc mừng Vũ Nhu Tử cô nương, cô đang dẫn đầu cuộc đua máy kéo có tay cầm. Vũ Nhu Tử vẫn còn đang ngây ra, cô chớp chớp mắt, mình lên hạng nhất rồi á. Hạng nhất nhà tương đương cảm giác này phê quá, cô thích. Vũ Nhu Tử nắm chặt cần điều khiển rồi cười lên những tiếng vui vẻ dễ nghe. Nhân cơ hội này xông thẳng lên đi, kéo giãn khoảng cách với các tuyển thủ phía sau, duy trì ưu thế lao thẳng về đích đi. Cô muốn đoạt giải quán quân cuộc thi máy kéo có tay cầm lần thứ nhất này. Xông lên, Vũ Nhu Tử vui sướng hét lên. Chiếc máy kéo có tay cầm số 22 phóng thẳng về phía trước. Đột nhiên, Vũ Nhu Tử cảm thấy cả chiếc máy kéo hơi hơi chấn động, cảm giác như thể mất đi trọng lực. Khóe miệng Vũ Nhu Tử giật giật. Cảm giác mất trọng lực này rất quen thuộc, bởi vì cô đã trải qua nó 2 lần rồi. Sau đó, theo một tiếng thét chói tai của Vũ Nhu Tử, cô và chiếc máy kéo số 22 lại xoắn ốc thăng thiên. Sau khi lên một độ cao thích hợp, chiếc máy kéo có tay cầm số 22 của Vũ Nhu Tử bị mang thẳng về phía vạch xuất phát. Vũ Nhu Tử cô nương, ti ti mũ ti ti. Chương 440, cuồng đao tam lãng sợ mất mật. Vũ Nhu Tử may mắn thật, vèo cái đã bay đến trước mình rồi, khi Diệt Phượng công tử bản Tống Thư Hàng đang nghĩ như thế, thì đột nhiên lại thấy Vũ Nhu Tử bị kiếm quang bao lấy, hét ầm lên á á á rồi bay ngược từ trước mặt hắn về, bay tốt trở lại vạch xuất phát. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Số má của cô nàng Vũ Nhu Tử này rốt cuộc là son hay là nhọ đây? Tóm lại là cẩn thận vẫn hơn, mình còn có 3 giây đếm ngược đấy, cho nên phải nhìn cho thật xa. Nếu phát hiện ra cái gì bất ngờ thì trước tiên phải. Tống Thư Hàng còn đang suy nghĩ phải phát hiện ra nguy hiểm thật sớm, để còn kịp thời phát chỉ lệnh cho thân thể trước 3 giây, không ngờ trước mắt hắn đã xuất hiện vầng sáng của cạm bẫy. Điều làm cho hắn tuyệt vọng hơn là cạm bẫy này còn biết di chuyển. Nó chạy qua chạy lại trên một phạm vi của đường đua, chạy đến là tùy hứng, lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới,
chẳng biết đằng nào mà lần. Đừng nói Tống Thư Hàng có 3 giây đếm ngược, cho dù không có thì hắn cũng không tránh nổi cạm bẫy này. Chiếc máy kéo có tay cầm số 44 nghiến lên cạm bẫy với khí thế làm việc nghĩa quyết không chùn bước. Sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy mình đang xoắn ốc thăng thiên. Cả chiếc máy kéo có tay cầm và thân thể hắn đều xoay tròn quay cuồng, trời đất lộn nhào, cực kỳ khó chịu. Sau đó mình sẽ bị đưa về điểm xuất phát sao? Tống Thư Hàng nước mắt lã chã. Thế nhưng sau khi xoắn ốc thăng thiên đưa Tống Thư Hàng lên một độ cao nhất định thì lại không có ý muốn đuổi hắn về vạch xuất phát. Nó cứ điên cuồng chuyển động liên hồi, đến mức Tống Thư Hàng váng đầu hoa mắt. Chóng mặt quá, buồn nôn quá. Đây là một cạm bẫy cưỡng chế tạm dừng. Một khi cán vào thì phải quay tròn trong không gian đủ 10 giây mới thôi. 10 giây trên đường đua thay đổi bất ngờ này, thật là tàn nhẫn biết bao. Vèo 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 vèo. Các tiền bối liên tục vượt qua Tống Thư Hàng. Chỉ trong nháy mắt hắn đã rớt từ vị trí số 1 xuống tận thứ 47. Có mấy vị tiền bối phóng qua rồi còn vẫy tay với hắn nhiệt tình. Ví như vị tam lãng tiền bối trong hình hài khỉ mặt chó nào đó. Thư Hàng, chúc quay vui, người đã trở thành một phong cảnh trên đường đua rồi đó tương đương. Dứt lời, cuồng đao tam lãng tiền bối hí hửng vượt qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hít hít mũi, thấy như top 10 cuộc đua máy kéo có tay cầm đang vẫy tay bye bye mình, và chuyến du hành vũ trụ một tháng thì đang nồng nhiệt ngoắc tay mời gọi. Đừng mà, không đâu, ta không đi chơi vũ trụ một tháng đâu. Kỳ nghỉ hè đáng thương của ta đã nhiều sóng gió lắm rồi, nào thì đảo thần bí, nào thì ôm em đến chết, nào thì trận chiến đoạn tiên đài, nào thì âm mưu của tiên sinh, ta thỏa mãn lắm rồi, còn một tháng nữa, xin hãy để ta sống trong bình yên đi. Ta muốn đi đảo nghỉ mát phơi nắng, muốn uống đồ uống ngọt ngon, muốn nằm dài trên bờ cát hưởng thụ cuộc sống. Ta không muốn vào vũ trụ đâu. Một tháng trời đằng đẵng đó, ta nào phải tiền bối cao nhân trong nhóm, ta chỉ là một tu sĩ nhị phẩm con, ăn uống có thể giải quyết bằng tích cốc đan, nhưng bài tiết thì phải xử lý thế nào? Nghe nói trong môi trường không trọng lực ở trên vũ trụ, lúc đi tiểu xong chất lỏng sẽ bay lơ lửng lên, nói không chừng nó còn dính đầy mặt ngươi nữa ấy. Tống Thư Hàng tiểu hữu à, có rảnh thì đến đấu chiến Phật Tông của bọn ta làm khách đi, lúc này, Tạo Hóa Pháp Vương với mái tóc dài xinh đẹp lướt qua Tống Thư Hàng. Tạo Hóa Pháp Vương cũng chỉ đến tham dự cuộc thi cho đủ số mà thôi. Hiện tại hắn đang bước vào thời điểm quan trọng chuẩn bị trùng phá chân quân lục phẩm, cho nên tuy rất có hứng thú với di tích thời đại trước mà Bạch Tiền Bối nói, nhưng có lẽ hắn không có thời gian để đến lăn lóc ở di tích đó rồi. Hơn nữa, di tích không phải là duy nhất. Lần này không có cơ hội đi thì còn lần sau, chỉ là lợi ích kém hơn nhóm đạo hữu vào lần đầu tiên mà thôi. Khi vượt qua Tống Thư Hàng, di động của Tạo Hóa Pháp Vương vang lên. Tạo Hóa Pháp Vương mở máy ra xem, thì ra là Tô Thị A Thất. Alo, A Thất đạo hữu đấy à? Tạo Hóa Pháp Vương mỉm cười nghe máy, A Thất đạo hữu có việc gì đấy? Ta đang tham gia cuộc đua máy kéo có tay cầm này, thú vị lắm nhé, người không tham gia đúng là tổn thất lớn mà. Ta biết. Tô Thị A Thất nói với giọng u ám, ta đang xem truyền hình trực tiếp đây. Ha ha ha, hối hận vì không tham gia cuộc đua này rồi đúng không? Tạo Hóa Pháp Vương lại hỏi, sao ta thấy trạng thái của ngươi không ổn thế? Cực kỳ không ổn, trạng thái của ta bây giờ đang là núi lửa phun trào đây. Tô Thị A Thất nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi Tô Thị Tam trưởng lão đột nhiên gọi cho ta, mắng cho ta một trận như tát nước vào mặt. Vì sao? Tạo Hóa Pháp Vương hỏi. Tam trưởng lão mắng ta đầu óc nhồi cứt, dám hóa trang thành khỉ mặt chó tham gia đua máy kéo có tay cầm, đã thế còn chìa mặt vào màn hình trực tiếp mà gào ta là Thiên Hà Tô Thị A Thất, xe đua của ta là số 38, làm mất hết mặt mũi của Thiên Hà Tô Thị. Mẹ nó, bây giờ ta chỉ muốn biết con khỉ mặt chó chết tiệt đó là thằng nào. Tô Thị A Thất sắp phát rồ đến nơi. Tạo Hóa Pháp Vương cười tủm tỉm. Ha ha, ngươi nói xem còn có thể là ai. Quả nhiên là hắn. Đồ tiện nhân cuồng đao tam lãng, Tô Thị A Thất nghiến răng gằn lên. Há 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 há, Tạo Hóa Pháp Vương cười sang sảng. Tô Thị A Thất ở đầu bên kia nghiến răng ken két rồi căm hờn nói. Tạo Hóa đạo hữu, giúp ta dạy cho cuồng đao tam lãng một bài học được không? Không làm, ta là người xuất gia, phải từ bi bác ái, Tạo Hóa Pháp Vương đáp. Hắn ưng cái tên cuồng đao tam lãng kia lắm lắm, đặc biệt là lúc tên đó đâm đầu tự tìm đường chết. Làm cho Tạo Hóa Pháp Vương sung sướng vô cùng. Khoái tuyết thì tình thiếp Tô Thị A Thất cắn răng nói, bút tích thật, cho ngươi mượn ngắm 3 tháng, phỏng theo thoải mái. Bút tích thật khoái tuyết thì tình thiếp,
sao nó lại nằm trong tay Tô thị các ngươi? Tô gia các ngươi có ai biết thưởng thức thư pháp hay sao? Đừng có tàn phá vật báu, bán thẳng cho ta luôn đi. Tạo hóa pháp vương cảm thán, đừng nhìn tạo hóa pháp vương tu luyện công pháp chiến thể mạnh mẽ bá đạo, man lực vô song như chiến Phật chân thân mà lầm, hắn là một nhà thư pháp nổi danh, bây giờ còn là nhân vật trụ cột trong Hiệp hội Thư pháp Hoa Hạ nữa đấy. Lượn đi, Tô thị A thất căm giận nói, cho ngươi mượn tối đa 5 tháng. Soạc bỏ mẹ tên tam lãng kia cho ta. Chốt giá, tạo hóa pháp vương vui vẻ đồng ý. Cuồng đao tam lãng hăng hái tìm đường chết như thế, vốn phải chết lâu rồi. Để ta hàng yêu trừ ma, trả lại sự trong sạch cho thiên địa này đi. Ta xem truyền hình trực tiếp, nếu xử đẹp vụ này thì ta có thể xem xét cho ngươi mượn khoái tuyết thì tình thiếp ngắm thêm 1 tháng nữa, giọng nói của Tô thị A thất ngập tràn cám dỗ. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Tạo hóa pháp vương vỗ ngực cam đoan. Chấm. Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện với Tô thị A thất, tạo hóa pháp vương vuốt điện thoại, gọi thêm một cuộc nữa. Bên kia nhấc máy rất nhanh, tiếng cười của cuồng đao tam lãng truyền tới. Tạo hóa đạo hữu à, gọi cho ta có chuyện gì thế? Oa ha 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 ha, chẳng lẽ muốn ta giúp một phen sao? Lúc này cuồng đao tam lãng đang chạy trên tuyến đầu cuộc đua máy kéo có tay cầm, tranh giành vị trí số 1 với Lạc Trần chân quân, Tuyết Lang động chủ, Bắc Hà tán nhân và Giao Bá chân quân. Ha ha, thực ra là ta vừa nhớ ra một tin tức quan trọng, muốn nói cho tam lãng đạo hữu biết mà thôi, tạo hóa pháp vương cười nói. Có chuyện gì thì nói mau đi, đang đua mà, cuồng đao tam lãng dục. À, trước đây ít lâu Vân Tước Tử tiền bối của Huyền Nữ Môn đến làm khách ở đấu chiến Phật Tông bọn ta. Lúc nói chuyện với ta, nàng đột nhiên nhắc tới tam lãng đạo hữu. Nàng nói tam lãng đạo hữu đâm đầu vào chỗ chết nhìn vui lắm, cho nên tháng sau nàng sẽ qua động phủ của ngươi rồi ở chơi một thời gian. Tạo hóa pháp vương cười phớ lỡ, tuy ta là người xuất gia, thế nhưng vẫn hâm mộ cuồng đao tam lãng đạo hữu lắm lắm. Vân Tước Tử tiền bối xinh đẹp như thế, lộng lẫy như thế, ấy vậy mà lại muốn đến chỗ ngươi ở chơi. Nói không chừng tam lãng đạo hữu còn trở thành đạo lữ với tiền bối cũng nên ấy chứ. Cả người cuồng đao tam lãng run như cầy sấy. Lúc này đây, tam lãng chỉ nhớ đến nhiều năm về trước, hắn bị một vị đại tiền bối xinh đẹp lộng lẫy chói lòa như mặt trăng giữa trời đêm hành hạ suốt 1 năm 4 tháng. Không sai, vị đại tiền bối xinh đẹp ấy kỳ danh là Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử. Cảnh giới thất phẩm đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới bát phẩm nhân tiền hiển thánh huyền thánh có một bước nữa thôi. Đây là nhân vật cấp bậc đại tiền bối chân chính, tồn tại cùng thời với một đại tiền bối khác trong nhóm là thất tu tôn giả. Đừng mà, không muốn đâu, cuồng đao tam lãng rên lên thành tiếng. Tam lãng đáng thương lòng loạn cào cào, vừa xoắn quẩy lên thì không còn chuyên tâm vào thi đấu nữa. Hắn thậm chí còn không điều khiển nổi máy kéo của mình, chiếc máy kéo trồm lên áp sát số 19 Bắc Hà tán nhân. Tam lãng, ngươi làm trò gì đấy? Bắc Hà tán nhân quát lên giận dữ. Máy kéo của cuồng đao tam lãng va chạm với máy kéo của Bắc Hà tán nhân, hai chiếc xe đều chấn động. Chỉ một khoảnh khắc ấy, họ đã bị số 4 Lạc Trần chân quân, số 15 Tuyết Lang động chủ và số 56 Giao Bá chân quân vượt mặt. Tam lãng, ngươi muốn chết? Bắc Hà tán nhân điên tiết gầm lên, sau đó hắn vỗ máy kéo có tay cầm của mình một cái. Ngay lập tức, có 4 mũi dùi nhọn hoắt thò ra từ 40 bánh xe của hắn. Mũi khoan mũi dùi rất được các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 yêu thích đó. Ngay sau đó, BSTB khống chế chiếc máy kéo của mình, lao thẳng vào xe của cuồng đao tam lãng. Cuồng đao tam lãng gào tướng lên. Đừng mà, lão Bắc Hà nghe ta giải thích đã. Ta không cố ý đâu. Giải thích vô dụng, ăn một phát thắng lợi tràng giác của ta đi. Bắc Hà tán nhân giận dữ gầm giống. Đừng mà Rầm rầm rầm. Dùi nhọn sắc bén đâm vào máy kéo của cuồng đao tam lãng, mũi dùi điên cuồng ma sát với vòng bảo hộ phòng ngự do tam lãng bố trí trên xe, hoa lửa bắn ra tứ phía. Á ha 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 ha, tạo hóa pháp vương đắc y mỹ mãn thu hồi điện thoại, rồi tiện tay điều khiển chiếc máy kéo có tay cầm của mình lao về phía trước. Chương 441, không xong rồi, có một sát thủ xa lộ mai phục giữa chúng ta. Phía sau tạo hóa pháp vương, Diệt Phượng công tử bản tống thư hàng âm thầm lau mồ hôi. Sau khi thoát khỏi trạng thái xoắn ốc thăng thiên xoay vòng, hắn vẫn chạy ở đằng sau tạo hóa pháp vương. Thính lực nhạy bén của Diệt Phượng công tử giúp cho Tống thư hàng nghe được nội dung cuộc điện thoại của tạo hóa pháp vương một cách dễ dàng. Không phải Tống thư hàng nghe trộm, bởi vì hắn căn bản không thể khống chế được thính lực của Diệt Phượng công tử. Tiếng điện thoại cứ lọt vào tai hắn,
hắn muốn không nghe cũng không được mà. Cơ mà thật không ngờ tạo hóa Pháp Vương lại âm hiểm đến thế. Tạo hóa Pháp Vương vẻ ngoài nhìn như siêu Saiya, thuộc loại MT tường thịt kéo quái điển hình, thế mà lại âm hiểm đến bất ngờ. Chỉ một cú điện thoại mà đã khiến cho cuồng đao tam lãng ở trên tuyến đầu hoàn toàn rối loạn, chưa kể còn kéo người qua đường giáp Bắc Hà tán nhân tiền bối vô tội liên lụy theo. Cái câu đừng trông mặt mà bắt hình dong là dùng để chỉ loại tiền bối như thế này đây đúng không? Tiếng nói của người chủ trì Giang Sơn tiếp tục truyền ta từ máy thu thập thông tin bát quái. Thưa quý vị khán giả, tình hình trong cuộc đua máy kéo có tay cầm đúng là thay đổi chỉ trong nháy mắt. Vũ Nhu Tử tiên tử tái ông thất mã ban nãy lại cắn phải cạm bẫy miễn phí về thành và bị đưa về điểm xuất phát thêm một lần nữa. Tuy nhiên không sao cả, cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta hãy cùng tin tưởng rằng Vũ Nhu Tử cô nương vẫn còn cơ hội. Chúng ta cùng cổ vũ và chúc may mắn cho vị tiểu tiên tử dễ thương này nhé. Vì Vũ Nhu Tử cô nương đạp chúng cạm bẫy nên Diệt Phượng công tử lại chiếm cứ vị trí dẫn đầu. Ồ, không hay rồi, cuối cùng thì chỉ số may mắn của Diệt Phượng công tử cũng bị dùng hết. Chúng ta có thể thấy hắn vừa cán chúng cạm bẫy mang tên cối xay gió tại chỗ. So sánh với Vũ Nhu Tử thì Diệt Phượng công tử may mắn hơn một chút, ít nhất hắn không bị đuổi thẳng về điểm xuất phát. Xong, 10 giây cối xay gió là đủ để hắn bị các đạo hữu khác lần lượt vượt qua. Lại vượt qua, từng chiếc máy kéo có tay cầm liên tục vượt qua Diệt Phượng công tử, hắn đã lập tức rớt từ vị trí dẫn đầu xuống top cuối đoàn đua. Bây giờ chúng ta có thể thấy những tay đua đang duy trì vị trí dẫn đầu đội hình. Gồm có Lạc Trần Chân Quân, Tuyết Lang Động Chủ, Bắc Hà Tán Nhân, Giao Bá Chân Quân và một đạo hữu trong hình dạng khỉ mặt chó. Ồ, điều bất ngờ lại xảy ra, giữa đạo hữu khỉ mặt chó và Bắc Hà Tán Nhân xảy ra xô xát, hai người va chạm dữ dội tóe lửa và đồng thời rớt khỏi tuyến đầu. Chúng ta sẽ lìa ống kính về phía sau để xem một chút, Bạch Hạc Chân Quân đạo hữu và Túy Địa Cư Sĩ vẫn còn đang rượt đuổi lẫn nhau, hai người đã lên tới vị trí thứ 10 và thứ 13 từ lúc nào không biết. Phần đuôi chiếc máy kéo có tay cầm của Bạch Hạc đạo hữu bị hỏng hóc nghiêm trọng, chiếc xe đã tàn tạ đến đang thương. Tuy nhiên Túy Tỉnh cư sĩ rõ ràng vẫn không chịu bỏ qua cho nó. Dù không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho cả hai vị đạo hữu nhé. Bất luận là Bạch Hạc đạo hữu hay Thiểm Thiểm cư sĩ, chúng ta sẽ cùng chúc cho họ có thể đạt được thành tích tốt. Ồ, tình hình chiến cuộc lại thay đổi bất ngờ. Ở phía sau có một vị đạo hữu đang bắt đầu tăng tốc tiến lên. Chiếc máy kéo có tay cầm màu vàng này là số 27 Tạo Hóa Pháp Vương đạo hữu. Tạo Hóa Pháp Vương đạo hữu vẫn đang duy trì tốc độ từ tốn ở phía sau bỗng gia tăng tốc độ, hắn đang muốn lao lên top đầu sao. Cuộc đua ngày càng thú vị, chúng ta sẽ cùng mỏi mắt mong chờ. Khi bình luận viên Giang Sơn còn đang giải thích như bắn ráp thì trên chiếc máy kéo có tay cầm của Tạo Hóa Pháp Vương đã truyền ra từng câu tiếng phạn. Trên chiếc máy kéo có tay cầm màu vàng kim của hắn giăng đầy kinh văn. Kinh văn được kích hoạt biến thành vô số tiểu hòa thượng gia tăng các trạng thái cho chiếc máy kéo, nào là gia tốc, giảm sóc, giảm ma sát. Chỉ trong nháy mắt, Tạo Hóa Pháp Vương đã vượt liền một lúc 40 vị đạo hữu, theo sát phía sau cuồng đao tam lãng và Bắc Hà tán nhân. Tạo Hóa Pháp Vương cười ha hả rồi gọi lên thành tiếng. Tam lãng đạo hữu. Cuồng đao tam lãng đang tàn sát nhau với Bắc Hà tán nhân, nghe thấy tiếng gọi của Tạo Hóa Pháp Vương thì tức mình hỏi. Gì nữa thế? Nếu không phải tại cú điện thoại bất thình lình của Tạo Hóa Pháp Vương thì máy kéo có tay cầm của hắn đâu tới nỗi mất khống chế, rồi lao vào xe của Bắc Hà tán nhân. Bây giờ bất cẩn chọc giận lão Bắc Hà rồi, hắn phiền não muốn chết đây. Tam lãng, ta muốn có khoái tuyết thì tình thiếp, Tạo Hóa Pháp Vương cười sang sảng. Cuồng đao tam lãng nghe thấy thế thì chẳng hiểu ra làm sao. Pháp Vương nhà ngươi muốn có khoái tuyết thì tình thiếp thì liên quan gì đến ta? Liên quan quá đi chứ lại. Chỉ cần nhét hành ngươi là có người cho ta mượn khoái tuyết thì tình thiếp để thưởng thức rồi. Tạo Hóa Pháp Vương cười phớ lỡ, nhiều lời vô dụng, tam lãng, mau ăn một phát vô địch chân thiên kim cương quyền của ta đi. Cuồng đao tam lãng nước mắt đảo quanh, tiên sư, thì ta tên tiểu tử già đầu Tạo Hóa Pháp Vương này đang chơi đều hắn. Này này này, Pháp Vương, ta và ngươi cũng là chỗ quen biết nhiều năm, chẳng lẽ mối giao tình giữa hai mình so ra còn kém một bức khoái tuyết thì tình thiếp à? Cuồng đao tam lãng tức điên. Hắn còn phải đối phó với một Bắc Hà tán nhân đang giận dữ đây. Tạo Hóa Pháp Vương ở đằng sau muốn bồi cho hắn một cú họa vô đơn chí đấy à? Đáp án chẳng phải là rõ ràng lắm sao? Đương nhiên là kém xa rồi. Chịu chết đi, tam lãng. Tạo Hóa Pháp Vương cười ngặt nghẽo.
trong thùng xe của hắn bỗng có một tôn tượng Phật vàng kim đứng thẳng mà lên. Tượng Phật kia không phải bất cứ một pho tượng nào có thể thấy trong chùa miếu thông thường, mà là một tôn Phật lạ lùng đầu chọc trụi lùi, tay cầm trường côn, cả người tỏa ra ánh vàng rực rỡ, có chút tương tự với chiến Phật chân thân của Tạo Hóa Pháp Vương. Sau khi xuất hiện, tượng Phật giơ cao nắm đấm to như thùng xe, đánh thẳng về phía chiếc máy kéo có tay cầm của Cuồng Đao Tam Lãng. Cuồng Đao Tam Lãng gào lên từng tiếng tan nát cõi lòng. Đừng làm thế mà nắm đấm khổng lồ đập tan tầng phòng ngự mà Tam Lãng bố trí trên máy kéo có tay cầm. Chiếc máy kéo của Cuồng Đao Tam Lãng lập tức trở thành một con cừu non bị lột trần, thân thể yếu đuối bại lộ hoàn toàn dưới mũi dùi sắc nhọn của Bắc Hà Tán Nhân. Tam Lãng, nhận lấy một kích của ta đi. Mũi dùi trên máy kéo có tay cầm của Bắc Hà Tán Nhân đâm thẳng vào xe của Tam Lãng một cách vô tình. Rầm rầm rầm, mũi dùi lia qua, cắt chiếc máy kéo có tay cầm của Cuồng Đao Tam Lãng ra làm hai nửa chỉ trong tích tắc. Bắc Hà Tán Nhân hả hê chút giận, sau đó điều khiển chiếc máy kéo có tay cầm của mình, xình xịch rời khỏi hiện trường. Cuồng Đao Tam Lãng tức phát rồ gào ầm lên. Tạo Hóa Pháp Vương, ngươi không xong với lãng mỗ đâu. Há, tương đương ta có khoái tuyết thì tình thiếp trong tay thì còn quan tâm đến sống chết của Tam Lãng ngươi làm cái khỉ gì. Tạo Hóa Pháp Vương dương dương tự đắc, chiếc máy kéo có tay cầm của hắn cũng xình xịch lướt qua Cuồng Đao Tam Lãng. Ồ, thay đổi trong nháy mắt, đúng là thay đổi chỉ trong nháy mắt. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu ta lặp lại những lời này rồi. Vừa rồi số 27 Tạo Hóa Pháp Vương bất ngờ tiến lên, phối hợp với Bắc Hà Tán Nhân một cách tài tình, bổ cho số 38 Cuồng Đao Tam Lãng một kích chí mạng. Chiếc máy kéo có tay cầm của Cuồng Đao Tam Lãng đã bị phá hủy quá nửa. Nếu không thể may mắn tìm thấy công cụ sửa xe được sắp xếp bên cạnh đường đua, thì số 38 Cuồng Đao Tam Lãng sẽ mất đi tư cách thi đấu. Lúc này đây, người vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu gồm có số 56 Giao Bá Chân Quân, số 15 Tuyết Lang Động Chủ và số 4 Lạc Trần Chân Quân. Bám sát theo đó là Tạo Hóa Pháp Vương và Bắc Hà Tán Nhân vừa liên thủ xử lý Cuồng Đao Tam Lãng. Vũ Nhu Tử Tiên Tử vừa về đến điểm bắt đầu đã xuất phát một lần nữa. Song lần này cô không còn gặp được cạm bẫy may mắn, cho nên vẫn đang ở vị trí cuối cùng trong cuộc đua. Nhưng cô không hề từ bỏ mà vẫn đang kiên trì tiến lên phía trước. Ồ, có một vị tuyển thủ đã không còn nhẫn nại mà bắt đầu tăng tốc tiến lên. Đây là tuyển thủ ở vị trí 37 Đông Phương Tiên Tử. Thật trùng hợp làm sao, số hiệu của cô cũng là 37. Song hiện tại Đông Phương Tiên Tử đã quyết định bắt đầu tăng tốc vượt lên, cô không cam tâm ở lại vị trí số 37 của mình. Đông Phương Lục cảm thấy đây đúng là thời điểm để mình phát huy rồi. Từ khi cuộc đua bắt đầu đến bây giờ, chiếc máy kéo có tay cầm của cô đã tích lũy đủ năng lượng, đây chính là lúc phóng xuất chúng nó ra. Đây chính là phương pháp cải tạo xe của Đông Phương Tiên Tử, sau mỗi đoạn đường, máy kéo có tay cầm của cô sẽ tích lũy một chút lực lượng, đến khi năng lượng tích lũy xong, là có thể bùng nổ một lèo. Vì thế Đông Phương Tiên Tử không chút do dự kéo một chiếc vòng ở bên cạnh của chiếc máy kéo có tay cầm. Sau khi kéo xong, chiếc máy kéo có tay cầm số 37 nhất thời bùng nổ dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ dao động linh lực ấy chuyển hóa thành động lực, đẩy chiếc máy kéo có tay cầm số 37 phóng vọt lên. Nhanh ghê, Đông Phương Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Chính cô cũng không ngờ lực lượng tích tụ trong máy kéo có tay cầm của mình bộc phát ra lại cường đại đến như vậy, cường đại đến mức cô dường như không khống chế nổi nữa. Chỉ trong nháy mắt, chiếc máy kéo có tay cầm của Đông Phương Tiên Tử đã vượt qua ba vị đạo hữu và vẫn bon bon tiến về phía trước. Ai ở đằng trước tránh ra? Đông Phương Tiên Tử hét ầm lên, tốc độ này nhanh như đạn bắn, sắp vượt qua tầm khống chế của cô rồi. Trên pháp khí mây trắng, người theo đuổi Đông Phương Tiên Tử Lưu Long đạo nhân của Thiên Tiên Tông đang chống cằm suy nghĩ một việc rất chi là nghiêm trọng. Giả sử có một sát thủ xa lộ trà trộn vào trong cuộc đua máy kéo có tay cầm, mà vị sát thủ xa lộ ấy còn đang ở trong trạng thái cuồng bạo, thì sẽ có kết quả gì xảy ra đây? Lưu Long đạo nhân khổ tâm suy nghĩ. Có lẽ là do thiên phú, rõ ràng thân là tu sĩ, có được năng lực phản ứng cường đại vô song, thế nhưng Đông Phương Tiên Tử lại là một sát thủ xa lộ. Rõ ràng vì thích khiêu vũ mà có được sự dẻo dai tuyệt vời, thế nhưng cô lại là một sát thủ xa lộ. Chỉ cần Đông Phương Tiên Tử đang lái xe mà trên đường có chuyện gì ngoài ý muốn nhỏ xíu, ví dụ như đột nhiên có chiếc xe nào đó thò lên trước mặt cô, thì cô cũng sẽ lập tức luống cuống chân tay. Năng lực phản ứng của tu sĩ đủ để cô nghĩ ra đến 20 cách phản ứng chỉ trong một giây,
thế nhưng khi lên xe thì Đông Phương tiên tử vẫn sẽ luống cuống. Đôi khi thiên phú chính là không có đạo lý như vậy đó, bá đạo y như pháp tắc vậy. Ngoại trừ giỏi ca múa ra, Đông Phương tiên tử còn có một thiên phú nữa, đó chính là sát thủ xa lộ. Lúc này đây, khi tốc độ bỗng nhanh hẳn lên, Đông Phương tiên tử nhìn thấy phía trước mình là một đám đạo hữu đông như chảy hội thì bất giác trở nên bối rối. Chiếc máy kéo có tay cầm của cô bắt đầu không đi thẳng nữa mà chạy theo một tuyến đường kỳ quỷ. Đột nhiên, nó ngoặt một góc vuông, xông thẳng vào một vị đạo hữu ở bên phải phía trước. Chiếc xe của đạo hữu kia không có số hiệu dự thi. Chương 442, khởi động hệ thống siêu cấp diệt phượng. À, nhìn rõ rồi, là Bạch Tôn giả. Chẳng trách trên chiếc xe máy kéo kia không có số dự thi, bởi vì bản thân Bạch Tôn giả không phải tuyển thủ dự thi, hắn là trọng tài chạy theo thôi. Toi rồi, đụng ai không đụng, sao lại đụng lên người của Bạch Tôn giả thế này, chết chắc rồi. Đông tiên tử cảm giác thiếu chút nữa thì lệ trong hốc mắt đã tuôn dài luôn rồi. Cũng may là Bạch Tôn giả kịp thời cảm thấy tình trạng của Đông Phương tiên tử hơi kỳ lạ. Trong nháy mắt khi máy kéo của Đông Phương tiên tử sắp đụng tới nơi thì Bạch Tôn giả đột nhiên phanh xe lại, dùng động tác vô cùng điêu luyện tránh khỏi Đông Phương tiên tử. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh một chút, Bạch Tôn giả dịu dàng an ủi. Tiền bối, ta đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh đây, Đông Phương tiên tử nói, cô cũng rất muốn để bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng nếu như, muốn, mà có tác dụng thì trên đời này cũng chẳng có nhiều chuyện ngoài ý muốn như thế xảy ra rồi. Cũng như khi sát thủ đường phố đang điên cuồng đạp chân ga thì có khi trong lòng bọn họ đang nghĩ tới việc phải phanh xe lại. Cũng thế, xe kéo của Đông Phương tiên tử tiếp tục lao phăng phăng về phía trước với lộ tuyến khá quỷ dị. Đúng tại lúc này, Đông Phương tiên tử đột nhiên hét lên thật to, Bạch tiền bối, hãy chúc ta một câu đi. Trong lúc kêu lên, giọng nói của cô cũng dần dần đi xa. Bạch tiền bối. Được rồi, nếu như chỉ chúc phúc thôi thì không thành vấn đề. Chúc cô may mắn nhé Đông Phương tiên tử, Bạch Tôn giả trả lời. Cảm ơn ngài, thanh âm của Đông Phương tiên tử truyền lại từ phía xa. Nhưng kỹ thuật lái xe của cô cũng không vì lời chúc phúc của Bạch Tôn giả mà tăng lên một bậc. Cô vẫn cứ là sát thủ đường phố như thế. Nhưng tuyển thủ dự thi khác chỉ có thể cười khổ né cô, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Chấm chấm. Lái xe lạng lách lung tung như Đông Phương tiên tử ở trên con đường đua đầy ắp nguy cơ thế này, rất dễ gặp phải một cái bẫy nào đó được giấu sẵn trên đường. Vì vậy, chỉ một lát sau, xe đẩy của cô đã cán phải một cái bẫy. Ánh sáng của cái bẫy này lóe lên. Giọng giải thích đầy vẻ hân hoan của MC vang lên, hình như chiếc xe kéo số 37 của Đông Phương tiên tử chạy quá nhanh dẫn đến mất kiểm soát thì phải. Ái chà chà, đây đúng là nguy hiểm, những tuyển thủ dự thi khác vì phải tránh né Đông Phương tiên tử nên tốc độ bị kéo chậm lại không ít rồi. Cẩn thận, ôi chao, Đông Phương tiên tử bất cẩn cán chúng bẫy mất rồi. Vậy thì cái bẫy mà cô ấy đụng chúng là gì đây? Là bẫy điện lôi phát nổ à? Hay là bẫy bị đưa về điểm xuất phát đây? Liệu có khi nào là một chiếc bẫy chứa may mắn đưa tuyển thủ vượt lên dẫn đầu đoàn xe như khi nãy hay không? Là bẫy về thành à? Trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong, lúc này, thứ thích hợp với Đông Phương tiên tử nhất chính là bẫy quay về thành. Còn lỡ như suối quẩy hơn, dẫm chúng cái bẫy đưa Đông Phương tiên tử bay thẳng lên dẫn đầu như Vũ Nhu tử ban nãy cũng được, tử đạo hữu bất tử bần đạo mà. Cứ giao sát thủ đường đua như Đông Phương tiên tử lại cho mấy vị đạo hữu có kỹ thuật lái xe điêu luyện ở phía trước xử lý thì hơn. Mấy tấm thân mong manh như bọn họ không chịu nổi trà đạp đâu. Nhưng sau khi xe của Đông Phương tiên tử cán lên bẫy thì không hề xuất hiện cảnh tượng xoắn ốc thăng thiên như trong tưởng tượng của mọi người, mà trên thân chiếc xe của cô lại có thêm một phù văn sáng lấp lánh. Cuối cùng, đạo phù văn kia hóa thành bộ dạng của một con linh điệp. Con linh điệp xinh đẹp kia vỗ cánh một cái, sau một khắc. Đông Phương tiên tử hoảng hồn phát hiện, tốc độ của chiếc máy kéo của cô lại tăng nhanh. Hơn nữa đây không phải tăng nhanh gấp 1-2 lần gì, mà là tăng lên những 30 lần. Tốc độ vốn đã nhanh tới mức khiến người ta không cách nào tưởng tượng ra nổi rồi, bây giờ vèo một phát tăng lên tận 30 lần. Dọa cho Đông Phương tiên tử lập tức nghĩ tới chuyện bỏ xe chạy lấy mạng. Nhưng cô lại cảm thấy mình không thể bỏ xe mà chạy được, nếu cô không khống chế xe thì không biết nó có tạo thành hư hỏng hay tai nạn gì đó hay không. Cô là một cô nương tốt rất có trách nhiệm. Ta có thể làm được, chỉ cần bình tĩnh lại thì ta nhất định có thể làm được. Đông Phương tiên tử lẩm bẩm. Hơn nữa, Đông Phương tiên tử cảm giác có lẽ đây chính là cơ hội giúp cô vượt qua cái danh hiệu sát thủ đường đua này. Vậy nên cô lại càng cố gắng hơn,
chuyên tâm cố gắng điều khiển chiếc xe kéo số 37, lao vun vút trên đường đua. Đừng mà, Đông Phương tiên tử, mau bẽ cua qua phải đi. Dầm, tai nạn đâm xe liên hoàn xảy ra. Đông Phương tiên tử cô đừng có vội, không sao đâu, bình tĩnh một chút, cứ chạy bình thường, là có thể vượt qua. A, à, dầm dầm dầm, sự cố lật hai chiếc xe thảm thiết. Cẩn thận, lúc này cô đừng nên phanh vội, Đông Phương tiên tử. Tiêu rồi, xe bị lật rồi. Dầm dầm dầm, chiếc xe kéo của Đông Phương tiên tử bị lật dựng đứng lên, cuối cùng đè ngược về sau, trúng xe kéo của một vị đạo hữu khác. Đủ loại tai nạn hỗn loạn xảy ra. Đây không còn là một cuộc đua xe kéo nữa rồi, đây đúng là một trận. Đồ sát mà. Các vị đạo hữu đang ngồi trước màn hình, có lẽ cảnh tượng trước mắt sẽ khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc và rúng động dữ dội lắm, nhưng xin mọi người đừng lo. Tuy rằng cảnh tượng trông qua thì có vẻ toàn bộ quá trình như một trận tàn sát xe kéo của bạn bè do xe số 37 gây ra. Nhưng thực ra, trận đấu mà chúng tôi tổ chức chỉ là một cuộc đua xe kéo tràn ngập hòa bình lẫn tình yêu. Bởi vì xấu hổ, nên mặt của Đông Phương tiên tử thoát cái đã đỏ bừng lên. Tuy rằng chiếc xe kéo bị cô tông ngã và bị đè lên đều có hậu thuẫn cường hãn chống đỡ, sau khi cô rời khỏi, những đạo hữu này chỉ cần lật xe của mình lên là có thể tiếp tục cuộc đua. Nhưng thật sự cô có cảm giác như một con sói già độc ác xông thẳng vào bầy dê, mà cô chính là con sói gian ác đó. Cũng may lẽ cái phù văn linh điệp tăng tốc trên xe cũng dần dần mở đi, tốc độ nhanh hơn gấp mấy chục lần của cô đã sắp biến mất rồi. Còn cô thì cũng từ từ nắm vững được cảm giác lái xe với tốc độ cực nhanh thế này. Cô cảm giác kỹ thuật lái xe của mình đã tiến bộ rất nhiều rồi. Cứ cắm đầu mà chạy thôi, đừng nghĩ vu vơ gì nữa, Đông Phương tiên tử nghĩ như thế đấy. Nhờ ơn đợt đâm xe hoành tráng này của Đông Phương tiên tử. Tống Thư Hàng khống chế thân thể của Diệt Phượng công tử từ từ vượt qua 10 vị tiền bối với tốc độ chậm rãi mà lại vô cùng kiên định. Bây giờ hắn đang đứng ở vị trí thứ 21. Chấm chấm. Một lát sau, Tống Thư Hàng từ xa đã nhìn thấy chiếc xe lao vun vút của Đông Phương tiên tử. Còn có ở phía xa hơn, một thân ảnh nọ đang đẩy chiếc xe kéo đã hỏng bét của mình đi về phía ven đường. Đạo thân ảnh kia chính là cuồng đao Tam Lãng tiền bối. Tam Lãng tiền bối đang kéo chiếc xe kéo của mình, đi về phía rìa đường đua. Ở đó có một cái hộp sửa chữa lớn, chắc là có thể sửa được chiếc xe kéo bị hư nặng của Tam Lãng tiền bối. Nhưng đúng lúc này, Tam Lãng đạo hữu, mau tránh ra. Một tiếng kêu chói tai truyền tới từ phía xa. Cuồng đao Tam Lãng quay đầu lại xem, sau đó hắn há hốc mồm ra không ngậm lại được. Chỉ thấy Đông Phương tiên tử đang lái chiếc xe đẩy số 37 của mình, lao thẳng tới dữ dội như một con ngựa hoang thoát cương. Đừng tương đương mà, cuồng đao Tam Lãng cũng hoảng hồn la lớn. Bởi vì cõi lòng đang đau đớn tan nát, khiến tiếng hét của hắn cũng ngập tràn tuyệt vọng. Mau tương đương tránh tương đương ra, Đông Phương tiên tử hét to. Một giây sau, chiếc xe kéo của cô vô tình cán thẳng lên chiếc xe đẩy đáng thương đã chịu đủ mọi tổn thương hư hại của cuồng đao Tam Lãng. Brum brum brum, chiếc xe máy kéo của Đông Phương tiên tử chạy đi xa, chỉ để lại một cột khói đen. Khóe miệng của cuồng đao Tam Lãng co giật, khó run rẩy thu hồi hộ thuẫn phòng ngự. Sau đó hắn quay người lại, nhìn chiếc xe kéo của mình, bên trên có thêm hai vết bánh xe mới toanh. Trong lúc nguy cấp, Tam Lãng không kịp bao cả xe kéo của mình lại. Có thể bảo vệ được bản thân đã là may mắn lắm rồi. Nhìn chiếc xe của mình, trong lòng Tam Lãng cảm thấy đau đớn khôn nguôi, tại sao chỉ có chúng ta là bị thương? Lúc này, Tống Thư Hàng vững vàng vượt qua cuồng đao Tam Lãng. Tam Lãng tiền bối, cố gắng lên, bây giờ ngươi đã trở thành một điểm nhấn trên trường đua rồi đấy, hắn khống chế thân thể của Diệt Phượng công tử, quay sang phất tay cười nói với cuồng đao Tam Lãng. Mấy lời này hắn đã chuẩn bị sẵn từ 3 giây trước rồi, đợi tới khi chạy qua cuồng đao Tam Lãng thì mới nói. Tống Thư Hàng cảm giác điểm kinh nghiệm kỹ năng, tiên đoán của mình đang tăng lên. Cái này gọi là, cười người hôm trước hôm sau người cười, khi nãy cuồng đao Tam Lãng còn chế giễu Diệt Phượng công tử do Tống Thư Hàng hóa thành đã trở thành một điểm nhấn trên đường đua. Đảo mắt một cái thì chính hắn cũng biến thành điểm nhấn mất rồi. Sau khi vượt qua cuồng đao Tam Lãng xong, vị trí của Tống Thư Hàng bây giờ đang ở thứ 20 của cuộc đua máy kéo. Vẫn còn 10 hạng nữa mới tới khoảng cách top 10 mà Bạch Tôn giả định ra cho hắn. Áp lực nặng như núi mà, Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Cũng không biết Diệt Phượng công tử đã cải tạo độ lại chỗ nào cho chiếc xe kéo này. Tuy rằng tốc độ khá thật đấy, nhưng sao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải.
người khác đều có mấy kỹ năng bộc phát, giống như động cơ tên lửa của Bạch Hạc chân quân, kỹ năng đọc kinh tăng tốc của Tạo Hóa Pháp Vương, năng lực mũi khoan cực lớn của Túy Nguyệt cư sĩ. Ai nấy đều vô cùng đặc sắc. Nhưng chẳng lẽ lúc Diệt Phượng công tử độ xe lại thì không cho thêm kỹ năng bộc phát tăng tốc gì cho nó cả à? Chắc là phải có chứ nhỉ, đua xe mà không có khả năng chạy nước rút nào thì còn gọi là đua xe được sao? Tống Thư Hàng bắt đầu suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như thật sự có đặt ra năng lực chạy nước rút thì có lẽ là cái nút kia nhỉ? Hắn là người cẩn thận kỹ tính, cho nên trước khi tham gia cuộc thi chính thức, hắn đã tìm cơ hội kiểm tra từ trên xuống dưới chiếc xe kéo mà Diệt Phượng công tử đã sửa chữa qua, cố gắng ghi nhớ những phần mà Diệt Phượng công tử đã cải tạo lại ở trong đầu. Bây giờ hắn cố gắng nhớ lại một chút, thì lại nghĩ tới cái nút ấn màu xanh bị che ở bên cạnh chỗ ngồi. Hay là mình thử xem sao? Hắn nghĩ thầm trong lòng. Nếu vẫn cứ dùng tốc độ kiểu này, không có năng lực tăng tốc cho nhanh thì trừ phi 20 vị tiền bối ở phía trước đều gặp phải sự cố, bằng không hắn căn bản không có cơ hội lọt vào top 10. Nhưng tỷ lệ mấy vị tiền bối ở trước mặt xảy ra chuyện là rất thấp. Lại còn cái tên Diệt Phượng công tử qua loa kia nữa, vội vàng chuyển hết ý thức của hắn qua đây. Còn không chịu nói rõ ràng về chiếc xe cho hắn nghe, đúng thật là thiếu tầm nhìn xa. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng ra lệnh cho thân thể. 3 giờ sau, tay của Diệt Phượng công tử mở cái nắp nhỏ bên phải ra, ấn mạnh lên cái nút màu xanh biếc ở đó. Khởi động hệ thống chiến giáp siêu cấp Diệt Phượng. Hệ thống bắt đầu. Xác nhận người lái là Diệt Phượng chủ nhân. Khởi động hệ thống hoàn tất. Chào ngài, Diệt Phượng chủ nhân. Hệ thống siêu cấp chiến giáp Diệt Phượng vô cùng trung thành, xin vui lòng được phục vụ cho ngài, xin hỏi ngài muốn tiến hành biến hình à? Chương 443, Thông Nương đang hành động. Tống Thư Hàng vô thức hỏi một câu, thế biến hình rồi thì có tăng tốc độ không? Chắc chắn là có. Lại còn trả lời được câu hỏi của mình, lẽ nào nó có trí tuệ nhân tạo sao? Hay nó là khí linh đây? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng, nhưng nếu như đã có thể tăng tốc độ thì còn do dự gì nữa? Hắn đang cần lọt được vào top 10 của cuộc đua xe kéo đây này. 3 giây sau, biến hình đi, Tống Thư Hàng hạ lệnh thông qua thân thể của Diệt Phượng công tử. Xác định mệnh lệnh, xin, Diệt Phượng chủ nhân, ngồi vững, chuẩn bị biến hình. Sau một khắc, trên chiếc xe kéo số 414 đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực chói lóa. Ánh sáng này chiếu ra từ chỗ nối của các bộ phận của xe kéo số 414. Loại cảm giác này, đúng vậy, trông quen khỏi nói. Optimus biến hình. Megatron, biến hình. Dũng sĩ Tinh Tinh, biến hình cộng 1. Siêu nhân Voltron hợp thể. Ý chết, ngại quá đi. Ta vào nhầm trường quay khác mất rồi. Dù sao thì cũng y chang như thế đấy. Và trong lúc xe đẩy số 414 tiến hành quá trình biến thân này, mỗi chỗ nối của nó đều bắt đầu tách rời ra, sau đó bắt đầu lắp ráp lại trong ánh sáng chói lóa, y hệt như các robot trong phim Transformer, bắt đầu tiến hành biến hình. Trong lòng Tống Thư Hàng ẩn ẩn có chút chờ mong mỗi một người đàn ông đều có giấc mơ được điều khiển một con robot ngầu lòi. Tuy rằng sau khi trưởng thành, giấc mộng này đã biến thành ảo tưởng xa vời. Nhưng việc điều khiển một con robot khổng lồ luôn dễ dàng khiến cho đàn ông nhiệt huyết sôi trào. Ước chừng 2 giây sau. Trong trạng thái vừa chạy vừa biến hình, xe số 414 nhanh chóng hoàn thành biến thân. Hoàn thành biến hình, hình thái tốc độ siêu cấp hình dạng chiến luân cổn động. Hả, Tống Thư Hàng cảm giác sau gáy của mình lạnh toát. Chiến luân cổn động là cái quỷ gì thế? Robot khổng lồ của hắn đâu? Hắn bất giác muốn điều động linh quỷ của mình, muốn dùng thị giác thượng đế của linh quỷ để xem thử bộ dạng của xe kéo số 414 bây giờ đã bị biến thành bộ dạng gì. Nhưng lúc hắn hạ chỉ lệnh xong thì mới chợt nhớ ra bây giờ mình còn đang ở trong thân thể của Diệt Phượng công tử, không có linh quỷ để cho hắn sai. Nhưng một khắc sau, trước mặt Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện một màn hình. Bên trên có hình trạng của xe kéo số 414 của hắn bây giờ một cái. Thùng lăn khổng lồ. Nói đúng hơn thì chắc phải là một bánh xe dạng thùng mới đúng. Hình thái bánh xe khổng lồ, rất phù hợp với hình thái biến thân mà Diệt Phượng chủ nhân mong muốn. Hoàn toàn không cần lo lắng đến các cái bẫy như địa lôi, gai đất trên đường đi, đủ để một đường vượt dặm băng ngàn. Cam đoan tốc độ vừa nhanh vừa có thể mang tới tổn thương đè bẹp các đối thủ cạnh tranh khác. Khởi động, hình thái chiến luân khởi động. Xin Diệt Phượng chủ nhân uống thuốc say xe vào. Tống Thư Hàng. Hắn cảm giác cổ họng mình nghẹn nghẹn, muốn phun hết chúng nó ra. Nhưng hắn không có cơ hội đó, bởi vì ngay sau đó,
Tống Thư Hằng cảm giác tựa như đất trời đảo điên, toàn bộ thế giới giống như đang rung lắc dữ dội. Chiến luân khổng lồ dạng thùng bắt đầu lăn tròn, dùng tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của hắn lăn vèo vèo về phía trước. Bởi vì nó đang ở trong hình thái bánh xe dạng thùng, cho nên Tống Thư Hằng đang nằm ở trong bánh xe đương nhiên cũng sẽ quay đều theo bánh xe. Cô thật còn tàn nhẫn và vô tình hơn cái xoắn ốc thăng thiên của Bạch Tôn giả nhiều. Cứ như vậy chiếc bánh xe lịch sự hoành tá tráng này lăn lông lốc về phía trước, vô tình đè bẹp và nghiền nát tất cả những thứ cản đường. Chấm chấm. Má ơi, đây là cái quỷ gì thế? Tạo hóa Pháp Phương vốn đang chạy trước mặt Diệt Phượng công tử giật mình kêu to. Xem cảnh tượng bây giờ, hắn giống như một con bọ ngựa đang đứng giữa đường lớn. Có một cái bánh xe khổng lồ đang lao vù vù về phía hắn. Má, cái tên thần kinh dẫm đinh nào làm ra cái thứ quỷ đó đấy? Là Diệt Phượng công tử. Bắc Hà tán nhân nhanh chóng nhận ra cái bánh xe khổng lồ kia, là cái gã yêu tinh ngu si điên vượt biên đó, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra mấy thứ dở hơi thế này. Tạo hóa biến thân đi, cản hắn lại. Muộn mất rồi. Bắc Hà tán nhân và tạo hóa Pháp Phương kêu to, chiếc bánh xe bự bành kia đã cán qua đầu. Hai vị tiền bối là người đầu tiên bị cán qua, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Phải biết là còn tới 18 vị đạo hữu đang chạy trước cổn luân chiến xa của Diệt Phượng công tử kia. Sau đó, trên đường đua của cuộc thi đấu xe kéo, lại thêm một trận gà bay chó sủa. Giọng nói đầy phấn khởi của phát ngôn viên thuộc Nhật Báo Tu Sĩ lại vang lên, các vị đạo hữu đang ngồi trước màn hình, mức độ nhiệt tình và kích thích của cuộc thi xe kéo lần đầu tiên này đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. So với mấy trận đua phi kiếm ngày một nhàm chán và thiếu kích thích kia, cuộc đua xe kéo này lại ngập tràn niềm vui. Bất ngờ xen lẫn kích thích cho chúng ta. Mọi người có thể thấy, cuộc đua tranh giành top 10 đang vô cùng kịch liệt và gây cấn, lại có thêm một vị đạo hữu dùng tới lá bài tẩy của mình chính là vị Diệt Phượng công tử đã dẫn đầu lúc trước, sau khi chúng phải cái bẫy đầu tiên thì hắn đã rơi lại ở phía cuối cùng, nhưng hắn lại vượt qua 6 tuyển thủ trước mặt mình, lúc này hắn đã dùng tới lá bài tẩy của mình, toàn bộ chiếc xe kéo của hắn. Biến hình rồi, các đạo hữu đã thấy rõ rồi chứ? Đây chính là máy kéo biến hình đấy. Tuy rằng biến thành một thứ trông hơi xấu, ấy chính là một cái bánh xe khổng lồ. Ồ, tuyệt vời quá, mặc dù biến thành một cái bánh xe xấu hoắc, nhưng tốc độ của nó thật sự vô cùng tuyệt vời, thoát cái đã vượt qua 12 vị đạo hữu trước mặt, bây giờ Diệt Phượng công tử đã lọt vào trong top 10, thứ hạng của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Sẽ còn bao nhiêu đạo hữu bị chiếc bánh xe lịch sử tàn khốc nặng nề này cán qua đây? Ồ, xin các vị đạo hữu chờ một lát, ta vừa nhận được một tin tức quan trọng. Sau khi vài vị trọng tài trên hiện trường thương lượng và thống nhất ý kiến thì, bánh xe khổng lồ biến hình của Diệt Phượng công tử số 44 là hành vi không tuân theo quy định. Bởi vì, đây là một cuộc đua xe kéo, tất cả đều phải dùng hình thái xe kéo để đua với nhau, tất cả những hình dạng khác đều là phạm luật. Chúng ta hãy cùng mặc niệm 3 giây thương tiếc cho Diệt Phượng công tử, hắn là tuyển thủ đầu tiên bị phán là làm trái quy định trong cuộc đua lần này. Tiếp theo thì phải xem liên đoàn trọng tài sẽ ra hình phạt thế nào với hành vi trái quy định của hắn đây. Diệt Phượng công tử bản Tống Thư Hằng. Hắn biết ngay là cái trò biến thân này có vấn đề mà, trước khi biến thân hắn đã cảm giác được có điểm chẳng lành rồi. Chấm chấm. Cuộc đua xe kéo vẫn đang diễn ra vô cùng gây cấn. Mà có giấy nhiều người đã bắt đầu hành động trong không khí chiêng trống vang dồn này. Ví như dưới đáy biển. Chiến sĩ nhím biển và hải hoàng của chúng nó đang chuẩn bị thực thi một kế hoạch độc ác. Ví như cái gã đã ngụy trang thành con rối người hầu của tiên sinh trước đó đang cầm theo cách lập huyết thần tà đao trận, chuẩn bị tìm một chỗ nào đó, ngưng tụ một thanh bản mệnh huyết thần đao. Còn có công tử hải của vô cực ma tông, mặc dù hắn đã vào trạng thái bế quan, huyết hải ngọc cũng đủ để thay thế cho huyết thần toàn, đủ khiến ba người hắn, An Chi Ma Quân và Chính Năng có thể tấn cấp lên thành linh hoàng ngũ phẩm một cách hoàn mỹ. Ngưng tụ được một viên kim đan thất long văn, thậm chí là phẩm chất cao hơn nữa. Nhưng trong lòng của hắn vẫn không thể bỏ qua cho được mảnh huyết thần toàn trên người của cái gã thư sơn áp lực đại kia. Nếu như không lấy được mảnh huyết thần toàn này về thì hắn sẽ không thể nào an lòng được. Đặc biệt là với kẻ ưa tính toán thích hoàn mỹ như hắn, nói không chừng mảnh huyết thần toàn trong tay của gã thư sơn áp lực đại kia về sau sẽ thành tâm ma của hắn luôn ấy chứ. Cuối cùng, còn có một thông nương đã bị ngắt đứt đầu nữa. Kể từ khi rời khỏi hòn đảo thần bí kia, cô ta im lặng bấy lâu nay, vẫn luôn dùng bộ dạng, trọng thương, làm như ta đây đang yếu ớt lắm để lừa Tống Thư Hằng. Mà lúc này đây, thông nương cảm giác cơ hội của mình rốt cuộc cũng tới rồi. Tuy rằng cô vẫn luôn trốn trong túi áo của Tống Thư Hằng,
nhưng vẫn luôn chú ý tình hình ở bên ngoài. Cô biết rõ bây giờ thân thể của Tống Thư Hàng đang trao đổi với ý thức của một vị tiền bối nào đó, nên đang rơi vào trong trạng thái hôn mê. Ý thức của Tống Thư Hàng đã mang theo thân thể của vị tiền bối nọ tham gia cuộc đua xe kéo kia rồi, nghe thấy bên ngoài hoan hô khí thế như thế thì chắc cuộc đua xe kéo đã tiến vào giai đoạn cao trào rồi đây. Mà ở bên cạnh cô, chỉ có hai đệ tử bình thường của Sở gia đúng thủ hộ mà thôi. Vị Bạch Tôn giả đáng sợ, còn đại yêu kinh ba lẫn tiểu hòa thượng nọ đều không có mặt ở đây. Không có cơ hội nào thích hợp để chạy trốn hơn lúc này. Hôm nay chính là ngày ta lấy lại tự do, Thông Nương nghĩ thầm trong lòng. Cô hít sâu một hơi. Sau đó trên phần chồi hành đã bị ngắt đi lại mọc ra một bàn tay nho nhỏ, tiếp theo, phần rễ dưới ngộ đạo thạch của cô mọc ra một đôi chân nhỏ. Tiếp theo, còn có đầu hành đã bị ngắt mất của ta, Thông Nương lẩm bẩm. Chuyện xảy ra trên hòn đảo thần bí kia, cô cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mỗi khi nghĩ tới hòn đảo thần bí thì trong đầu Thông Nương lập tức xuất hiện một từ biến thái. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy chắc là trên hòn đảo thần bí kia có biến thái chăng? Cô không nhớ vì sao đầu hành của mình bị ngắt mất tiêu. Có lẽ nào đầu hành bị ngắt chính là lý do khiến mình quên mất mọi việc không? Cho nên, cô muốn mang theo cái đầu hành của mình. Dù sao thì đầu hành đó cũng là một phần thân thể của cô, nghiên cứu kỹ càng một phen, có lẽ mình có thể tìm ra nguyên nhân khiến mình mất trí từ cái đầu hành đó. Sau khi suy nghĩ xong, Thông Nương bò ra khỏi túi áo của Tống Thư Hàng, lôi cái túi thu nhỏ hình con thỏ của Tống Thư Hàng ra. Đây chính là bảo vật, ngụy túi không gian. Thông Nương trông thấy cái túi thu nhỏ này thì thèm nhỏ dãi, nhưng cô không dám cuốm chiếc túi thu nhỏ này đi. Cô sợ trên cái túi nhỏ thần bí này có ấn ký truy tung gì đó, nếu mang nó theo thì chẳng phải kế hoạch đào tẩu của cô sẽ thành công cốc à. Lại nói, liệu trên người mình có ấn ký truy tung nào không nhỉ? Thông Nương đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ, nếu như trên người của cô mà cũng có ấn ký truy tung thì chẳng phải sẽ nhanh chóng bị Tống Thư Hàng bắt về lại à. Nhưng cô lại lắc đầu nguầy nguậy, kệ xác nó, cơ hội hiếm có thế này, cho dù trên người có ấn ký truy tung thì ta cũng phải trốn trước cái đã. Cơ hội đang ở trước mắt, có lẽ chạy đi rồi sẽ bị bắt về lại, nhưng nếu như không chạy thì có khi cả đời này ta cũng sẽ không còn cơ hội để bỏ trốn nữa. Nghĩ tới đây, cô vói bàn tay nho nhỏ kia của mình ra, mở chiếc túi thu nhỏ ra, lấy cái gói giấy chứa đầu hành thu nhỏ ở bên trong ra. Tìm được rồi, đúng là đầu hành của mình, Thông Nương vui mừng kêu lên. Cô cẩn thận ôm lấy đầu hành của mình, sau khi kết hợp với ngộ đạo thạch, cô tạm thời mất khả năng huyễn hóa thành hình người, muốn cất đồ cũng phiền chết đi được. Chương 444, Tiểu Thư Hàng bị đông cứng. Nếu chỉ xét trên phương diện lý luận thì kế hoạch đào tẩu của Thông Nương rất chính xác, thời cơ mà cô chọn cũng rất đúng. Xung quanh không có cao thủ giám sát, cô chỉ cần chú ý một chút, né đệ tử Sở gia cực kỳ dễ dàng. Đặc biệt là trong tình huống hai đệ tử Sở gia đang cắm mặt vào xem cuộc đua xe kéo mê say thế này thì xác suất trốn chạy thành công lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là Tống Thư Hàng không hề để lại ấn ký truy tung gì đó trên người cô. Thông Nương dè dặt leo ra khỏi túi áo của Tống Thư Hàng, sau đó nhân dịp hai đệ tử Sở gia không chú ý tới, cô lặng lẽ lăn ra ngoài qua cửa sổ xe. Trong một khắc khi thân thể của cô chạm tới mặt đất thì cô vô cùng kích động. Trong lòng kêu la điên cuồng, ha 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 ha, bà đây đã lấy lại được tự do rồi. Móc lửng. Tiếp theo, chính là phải nhanh chóng chạy trốn mới được. Có quá nhiều tu sĩ tụ tập quanh đây, không an toàn chút nào. Dù sao thì bây giờ cô đang mọc trên ngộ đạo thạch này chính là tuôn hách tu luyện trong mắt các tu sĩ. Lỡ mà bất cẩn thì rất có thể cô lại rơi từ miệng hổ sang hang sói ấy chứ. Thông Nương cẩn thận lăn xuống gầm xe, trên lá hành mọc ra hai con mắt. Lấm la lấm lét dòm ngó tình hình xung quanh, tìm kiếm con đường thích hợp để chạy trốn. Phía trước có nhiều tu sĩ quá, không đi được, bên trái cũng không được, đằng sau là chỗ thi đấu, càng không thể đi qua đó, bên phải thì ít người hơn thật, hơn nữa lại còn có rất nhiều thứ che chắn, có thể đột phá từ bên phải. Sau khi quan sát đường đi nước bước xong, Thông Nương lại cẩn thận nhìn lên trời, có rất nhiều tu sĩ đứng trên mây ở giữa không trung, hy vọng đừng có ai để ý tới động tĩnh bên này. Ngay trong lúc tầm mắt của Thông Nương lặng lẽ ngó lên bầu trời thì cô lại bất chợt đối diện với một đôi mắt trong veo, cực kỳ thuần khiết. Đôi mắt kia vô cùng trong trẻo, giống như của một đứa trẻ vừa mới chào đời, không mang theo chút tà ác nào. Nhưng Thông Nương lại cảm giác toàn thân run lên, toàn bộ thân thể đều run lẩy bẩy. Chỉ thấy ở phía trên gầm xe,
có một thân ảnh, Tống Thư Hàng, lớn cỡ bằng bàn tay. Tống Thư Hàng lớn chừng bàn tay, đầu chọc lóc, trên người còn mặc một bộ bích ngọc cà sa. Lúc này, tiểu Tống Thư Hàng kia đang nhìn Thông Nương với vẻ tò mò. Tại sao chứ? Thông Nương rít gào trong lòng, tại sao lại có một tiểu Tống Thư Hàng đứng ở trên mui xe chứ? Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn thì rõ ràng đã trông thấy toàn bộ hành động của mình từ đầu chí cuối rồi. Tiểu Tống Thư Hàng này rốt cuộc là thứ gì đây? Chẳng lẽ Tống Thư Hàng đã biết được thuật phân thân đáng sợ nào đó rồi sao? Đột nhiên, linh quang trong đầu Thông Nương lóe lên, cô nghĩ tới một thứ linh quỷ. Hình như trước đây không lâu, linh quỷ của Tống Thư Hàng đã hoàn thành đồng bộ với hắn rồi, lại còn sinh ra một chút biến dị nữa chứ. Tiểu Tống Thư Hàng to cỡ lòng bàn tay này chính là con linh quỷ kia. Nhưng linh quỷ không có mệnh lệnh của chủ nhân, bình thường đều nằm ở bên trong cơ thể chủ nhân, không chủ động đi ra cơ mà. Tại sao con linh quỷ này lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ, đây là mệnh lệnh của Tống Thư Hàng sao? Chẳng lẽ từ khi bắt đầu Tống Thư Hàng đã đoán được cô sẽ nhân cơ hội bỏ trốn, cho nên phái linh quỷ giám thị cô? Đáng chết, cái tên chết dẫm lắm mưu mô. Trong lúc Thông Nương đang rối trí nghĩ ngợi thì linh quỷ của Tống Thư Hàng đã nhảy xuống khỏi mui xe, đứng ở trước mặt Thông Nương. Quả thật linh quỷ chui ra là vì có mệnh lệnh của Tống Thư Hàng. Nhưng không phải vì giám thị Thông Nương. Trước kia, sau khi Tống Thư Hàng đang ở trong thân thể của Diệt Phượng công tử khiến máy kéo biến hình xong thì lập tức hiện ra một ý niệm hắn muốn lợi dụng thị giác đồng bộ của linh quỷ, dùng hình thức thị giác thượng đế. Khi đó linh quỷ nhận được mệnh lệnh này, nên mới chui ra khỏi thân thể của Tống Thư Hàng, bay lên trên mui xe. Thực ra, nếu như linh quỷ không chui ra khỏi thân thể của Tống Thư Hàng thì lúc Thông Nương vừa chui ra khỏi túi áo cũng sẽ bị linh quỷ bắt lại thôi. Linh quỷ và Tống Thư Hàng có ý niệm tương thông, hắn đương nhiên không thể để cho Thông Nương chạy thoát được. Chấm. Lúc này, linh quỷ đứng trước mặt Thông Nương, hai mắt của nó bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, nó nhìn về phía cái đầu hành trong tay của Thông Nương. Linh quỷ vươn tay ra không chút do dự, túm lấy đầu hành kia. Làm cái gì đó, ngươi làm gì đó hả? Thông Nương thấp giọng la lên, đây là đầu hành của cô mà. Ha ha, linh quỷ không nói lời nào, chỉ phát ra một tràng cười rất đỗi đắc ý. Sau đó, linh quỷ dùng sức kéo mạnh một cái, dễ dàng giật lấy đầu hành của Thông Nương. Cảnh giới tu vi của linh quỷ lúc này cũng ngang ngửa với Tống Thư Hàng, cũng đã tấn thăng lên tới cảnh giới chân sư nhị phẩm. Nên cướp đồ từ trong tay kẻ có cảnh giới nhất phẩm như Thông Nương quả thực dễ như trở bàn tay. Sau khi giằng lấy đầu hành kia, linh quỷ giơ nó lên nhìn một lúc. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của Thông Nương, linh quỷ há miệng ăn luôn đoạn đầu hành kia. Hức tương đương sau khi ăn đầu hành xong, linh quỷ còn nấc một tiếng nữa. Ăn mất rồi, ngươi dám ăn mất đầu của ta. Đó là đầu của ta đấy, ngươi là đầu ác ma. Thông Nương cắn răng tức giận, muốn nhào tới liều mạng với linh quỷ. Nhưng không đợi Thông Nương kịp kêu lên thì linh quỷ đã gập ngón tay lại. Bắn nhẹ một cái lên người Thông Nương. Chỉ bắn nhẹ một cái, một đạo chân khí yếu ớt bị đánh vào trong cơ thể của Thông Nương. Thông Nương nhắm tịt mắt lại, hôn mê bất tỉnh, hai tay, hai chân của cô rụt lại, thân thể lại biến thành một cọng hành tươi non mơn mởn mọc trên ngộ đạo thạch. Hức tương đương linh quỷ lại nấc thêm cái nữa, xách Thông Nương và ngộ đạo thạch lên, lặng lẽ quay lại trong xe, đặt ngộ đạo thạch vào túi của Tống Thư Hàng lại lần nữa. Toàn bộ quá trình vô cùng nhẹ nhàng lưu loát. Không hề khiến cho bất kỳ ai chú ý tới. Kỹ năng tiềm hành của linh quỷ cực kỳ cao, nếu như 10 level là max cấp thì hắn ít nhất cũng phải trên level 7. Cho dù là bản thân của Tống Thư Hàng thì cũng không thể nào làm kín kẽ bí mật được như linh quỷ. Bản lĩnh cỡ này chính là được truyền thừa một mảnh vỡ ký ức nhỏ có được lúc vị tán tu Lý Thiên Tố kia thân tử đạo tiêu, lúc ấy nó đã ở sâu trong ký ức của linh quỷ. Lý Thiên Tố đã thân tử đạo tiêu. Nhưng một số ký ức vụn vặt của hắn thì lại trở thành một phần bản năng của linh quỷ. Chẳng khác gì tăng thêm rất nhiều kỹ năng căn bản cho con linh quỷ này. Sau khi nhét Thông Nương vào túi áo của Tống Thư Hàng lại, linh quỷ cũng không quay về tâm khiếu của Tống Thư Hàng ngay. Nó tò mò lơ lửng trong xe, nhìn thân thể của Tống Thư Hàng nằm cách đó không xa, cùng với Tư Mã Giang đang nằm hôn mê và cái vali to tướng của Tư Mã Giang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Linh quỷ có được trí lực rất tốt, đặc biệt là linh quỷ của Tống Thư Hàng đã được biến dị qua, trí lực lại hơn hẳn những linh quỷ trung giai bình thường khác. Chỉ là sau khi trải qua quá trình biến dị thì linh quỷ giống như xóa ức luyện lại vậy,
lúc này linh quỷ giống như một đứa trẻ, cần phải học tập rất nhiều kiến thức. Chấm. Linh quỷ và Tống Thư Hàng tâm linh tương thông, cho nên nó biết cái vali này là vali chuyển phát nhanh, là hàng chuyển phát nhanh của Tiểu Giang công ty chuyển phát nhanh Phong Thu. Hàng chuyển phát nhanh toàn là đồ cá nhân, tự ý mở hàng của người ta ra là hành vi không tốt. Dưới tình huống bình thường, tính cách của linh quỷ cũng sẽ kế thừa tính cách của chủ nhân, chắc chắn sẽ không mở món hàng chuyển phát nhanh này ra. Nhưng lúc này linh quỷ cảm giác bên trong chiếc vali này truyền tới một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Phải hình dung loại cảm giác này như thế nào đây nhỉ? Huyết mạch tương liên. Đúng vậy, linh quỷ cảm giác được thứ nằm trong vali này có được sự cộng minh khó có thể miêu tả bằng lời với nó. Giống như đang kêu gọi nó. Cho nên linh quỷ bất giác vươn tay ra, vói về phía cái vali chuyển phát nhanh kia. Cái vali to tướng nhưng không thể cản được hình thái linh thể của linh quỷ. Thân thể của nó dễ dàng xuyên qua lớp vỏ ngoài vali, tiến vào bên trong. Sau đó, linh quỷ trông thấy ở trong vali thế mà lại có một tảng băng vô cùng khổng lồ. Bên ngoài khối băng có hơn 100 tầng phong ấn khối băng lại kín mít, để phòng hàn khí của nó tiết ra ngoài. Cho nên, trong lúc mấy người Tư Mã Giang vận chuyển món hàng này mới không cảm ứng được hàn khí. Chỉ là một khối băng thôi mà, tại sao lại có huyết mạch tương liên với mình chứ? Trong lòng linh quỷ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, linh quỷ mới dè dặt thử vươn tay về phía khối băng kia. Kỳ lạ chính là hơn 100 tầng cấm chế bên ngoài lại không hề ngăn cản linh quỷ, tay của nó cứ thế xuyên qua tầng tầng cấm chế, chạm vào bản thể của khối băng. Sau một khắc, một loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương phát ra từ trên thân của quan tài băng, truyền đến tay của linh quỷ. Linh quỷ lại càng hoảng sợ hơn nữa, nó bất giác muốn kéo tay của mình lại. Nhưng đã muộn mất rồi. Chỉ trong nháy mắt, tầng băng kia đã lan ra cánh tay của linh quỷ, sau đó, linh quỷ đã bị đóng băng. Bị dính liền với cái quan tài băng kia, đóng thành tảng băng. Ngay cả linh quỷ mà cũng bị đóng băng, có thể thấy rõ cái quan tài băng này không phải là một khối băng bình thường. Chấm. Trên đường đua của cuộc thi máy kéo. Phát ngôn viên Giang Sơn của Nhật Báo Tu Sĩ phát biểu với tình cảm dạt dào đầy mãnh liệt, đoàn trọng tài đã công bố hình phạt đối với Diệt Phượng Công Tử số 44 rồi đây. Bởi vì đây là lần đầu tiên Diệt Phượng Công Tử vi phạm, cho nên đoàn trọng tài chỉ phạt Diệt Phượng Công Tử phải hưởng thụ cái bẫy xoắn ốc thăng thiên tại chỗ một lần mà thôi, cũng bắt hắn phải giải trừ biến thân của chiếc xe. Xử phạt của đoàn trọng tài không hề nặng chút nào, phải mà là ta thì chắc là sẽ phạt Diệt Phượng Công Tử quay về điểm xuất phát mới đúng. Khụ khụ. Được rồi, chúng ta có thể thấy Diệt Phượng Công Tử đã giải trừ biến thân ngầu lòi của chiếc xe kéo rồi. À, Diệt Phượng Công Tử số 44 lại bay nữa rồi, hắn lại thành điểm nhấn trên đường đua nữa rồi. Để cho chúng ta được chiêm ngưỡng cảnh tượng xe kéo số 44 bay lên trời thêm lần nữa. Ta có dự cảm, đây không phải lần đầu tiên 44 bị xoắn ốc thăng thiên, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Tống Thư Hàng lại bị bay lên trời thêm lần nữa. Hắn cảm giác cuộc đua máy kéo này rõ ràng là quay, không ngừng quay đủ kiểu, quay tới mức hắn muốn nôn luôn rồi. Bên tai truyền tới cái giọng oang oang của phát ngôn viên. Nghe thấy thanh âm này, Tống Thư Hàng tiểu hữu cắn răng nói, ta nhớ rồi, cái tên phát ngôn viên này tên Giang Sơn, ta nhớ kỹ rồi ôi. Không được, muốn nôn quá đi mất. Vốn vất vả lắm mới vượt qua được mấy đạo hữu, nhưng bây giờ bọn họ lại vượt qua mặt hắn lại rồi. Cố gắng quay đi nhé Thư Hàng tiểu hữu. Sắp nổi tiếng rồi đấy Thư Hàng tiểu hữu ạ, bảo đảm Toàn Phong tiền bối sẽ hâm mộ ngươi lắm luôn. Hoa ha ha, Tống tiểu hữu lại biến thành tiêu điểm đường đua rồi đấy phỏng, chẳng biết từ lúc nào, cuồng đao tam lãng đã sửa xong chiếc xe kéo của hắn, rừm 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 vượt qua bên cạnh Tống Thư Hàng, cười một tràng. Hắt xì tương đương hắt xì, Tống Thư Hàng đang bị xoay tròn tự dưng hắt hơi vài cái thật mạnh, không biết tại sao. Hắn đột nhiên cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ tận trong xương. Chương 445, vấn đề của thiên đạo mới. Khi Tống Thư Hàng nhắm mắt vào hắt xì mạnh mấy cái, có vô số hình ảnh lóe lên trước mắt hắn. Có một ao máu rộng lớn với vô vàn những cánh tay, cẳng chân và những tấm da người bị phơi khô bên cạnh nó, hòa với âm thanh kêu rên thảm thiết mơ hồ. Có một hòn đảo nhỏ thần kỳ phủ đầy hoa thơm và tiếng chim hót véo von, cũng có cả những con ưng thần khổng lồ bay lượn. Pha lẫn với hình ảnh về hòn đảo nhỏ ấy là bóng dáng của Cửu Đăng cô nương. Giữa những hình ảnh mơ hồ, dường như có ai đó đang giảng giải cho hắn chuyện gì, trong đó có thể nghe rõ ba chữ thiên đạo cũ ngắn ngủi. Còn có hình ảnh một tảng băng rất lớn,
hình ảnh trước mắt kết thành băng giá, và tiếng thiếu nữ nào nôn nóng kêu to thẳng hoặc vang lên. Những hình ảnh ấy đều vùn vụt lướt qua trước mắt Tống Thư Hàng trong lúc hắn hắt hơi mấy cái. Cái quái gì thế? Tống Thư Hàng xoa xoa cánh mũi. Hắn ra sức lắc người, thế nhưng cảm giác lạnh buốt đến từ sâu thẳm linh hồn vẫn không hề tiêu tán đi. Diệt Phượng công tử có tu vi kim đan linh hoàng ngũ phẩm, đã không còn biết tới nóng lạnh từ lâu, chẳng lẽ cái lạnh này không phải ở thân thể của Diệt Phượng công tử, mà đến từ thân thể của mình ư? Thân thể mình không sao đấy chứ? Trong lòng Tống Thư Hàng có chút lo lắng. Hy vọng là không sao, nếu có vấn đề gì thì hai đệ tử Sở gia trông coi nhất định phải phát hiện ra mới đúng. 10 giây sau, chiếc máy kéo có tay cầm số 44 của Tống Thư Hàng ngừng xoay tròn và rơi xuống đất. Sau khi dùng mình một cái, Tống Thư Hàng một lần nữa điều khiển máy kéo có tay cầm hăng hái phóng đi. Thế nhưng lúc này thì hy vọng của hắn đối với top 10 càng ngày càng xa vời. Thủ đoạn tăng tốc mà Diệt Phượng công tử trang bị cho chiếc máy kéo có tay cầm của hắn đúng là phạm quy. Nói cách khác, phương pháp quan trọng nhất để Tống Thư Hàng giành chiến thắng trong cuộc đua này đã bị hủy. Ai cũng có thủ đoạn của riêng mình để tăng tốc, chỉ có hắn là không. Cuộc đua như chạy bộ này vừa mới bắt đầu thì hắn đã bị quay cho chóng hết cả mặt. Đã thế còn có 3 giây đếm ngược đáng sợ kia nữa. Tuyệt CMN vọng luôn rồi. Chắc chắn mình sẽ đội sổ trong cái cuộc đua máy kéo có tay cầm này mất thôi. Không, mình không thể bỏ cuộc được. Hãy nghĩ đến cuộc du hành vũ trụ 1 tháng đáng sợ kia đi, nghĩ đến 1 tháng không có ai bên cạnh đi. 1 tháng không được lên mạng, không được đọc sách, không được xem phim, không có bất cứ cái gì để giải trí, chỉ có mỗi mình với sao trời. Không được, tuyệt đối không được. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói thầm, hắt xì tương đương nghĩ thử xem còn cách nào để giành được thắng lợi không. Trời không tuyệt đường người mà, chỉ cần vào top 10 là đủ rồi. Tống Thư Hàng suy nghĩ nát óc. Trong lúc hắn đang nẫu ruột nẫu gan thì đột nhiên có một đạo kiếm quang bay vèo qua người hắn. Hi 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 tương đương tiếng cười như chuông bạc của Vũ Nhu Tử rơi xuống từ trong đạo kiếm quang nọ. Đồng thời, giọng nói của bình luận viên Giang Sơn cũng vang lên. Các vị đạo hữu trước màn hình thân mến, kỳ tích luôn đến với người có chuẩn bị. Sau khi bị đẩy về vạch xuất phát lần thứ 2 và lên đường một lần nữa không lâu, Vũ Nhu Tử tiên tử lại gặp được một cạm bẫy may mắn. Được nữ thần may mắn phù hộ, chiếc máy kéo có tay cầm của cô lại hưởng thụ thêm một lần tăng tốc trong nháy mắt, bây giờ cô đang vượt qua các tuyển thủ khác. Thứ hạng của cô đang tăng dần theo đường cô đi, bây giờ đang là hạng 40, hạng 3, hạng 4, vị trí thứ 4. Quá trình tăng tốc của cạm bẫy may mắn đã kết thúc. Chúc mừng Vũ Nhu Tử cô nương. Cô lại lọt vào top đầu của cuộc đua máy kéo có tay cầm lần này và hiện đang chạy ở vị trí thứ 4. Chúc mừng cô, Tống Thư Hàng, gạch nối. Từ lúc bắt đầu cuộc đua đến bây giờ, trong số gần 60 tuyển thủ dự thi, những người khác chưa từng một lần cán trúng cạm bẫy về thành miễn phí và cạm bẫy may mắn, thế mà Vũ Nhu Tử lại lần lượt cán trúng những 2 lần. Thực sự không biết nên nói cô may mắn hay là số nhọ nữa. Nhưng bây giờ thì tạm thời cô đang may mắn lắm. Bởi vì cô đã phóng vèo một cái lên tận vị trí thứ 4, lọt vào top đầu của cuộc đua rồi. Đúng rồi, cạm bẫy may mắn. Hắn không có bí kíp gì để tăng tốc, bây giờ chỉ có thể trông chờ mình cán trúng cạm bẫy may mắn thôi. Đó là tăng tốc đó, là kiếm quang hộ tống tăng tốc vèo vèo đó. Đang nghĩ như thế thì hai mắt của Tống Thư Hàng bỗng sáng ngời lên. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Hắn thật sự thấy một thứ có vẻ là cạm bẫy may mắn. Trong một bụi cỏ không bắt mắt có một trận pháp nhỏ dạng linh điệp thoáng hiện lên. Nếu hắn đoán không sai thì đây chính là trận pháp gia tộc xuất xứ từ bàn tay của linh điệp tôn giả, không còn nghi ngờ gì nữa. Cán lên, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, sau đó điều khiển phương hướng của máy kéo có tay cầm số 44, lao thẳng về hướng bụi cỏ kia. 100m, 80m, 60m, 30m. Chỉ cần có được trận pháp gia tốc này, tăng tốc lên gấp mấy chục lần. Thì hắn có thể nhảy một phát lên đến top 10 rồi. Ta đến đây, ta muốn chinh phục. Khi chiếc máy kéo có tay cầm số 44 của Tống Thư Hàng sắp sửa nghiến lên trận pháp tăng tốc thì... Diệt Phượng đạo hữu mau tránh ra. Từ phía trước mặt truyền đến tiếng hô thất thanh. Tống Thư Hàng khống chế Diệt Phượng công tử quay đầu nhìn về phía ấy một cách khó khăn. Vừa nhìn xong, suýt nữa thì hắn hồn phi phách tán. Đông Phương tiên tử đang lái chiếc máy kéo có tay cầm đã đâm đổ linh tinh nát bấy lao thẳng về phía hắn. Đừng đùa chứ, Đông Phương tiên tử, cô đang lái xe ngược chiều đấy.
Tống Thư Hằng không tài nào hiểu được rốt cuộc thì Đông Phương tiên tử lái xe cái kiểu gì. Chẳng lẽ cô không biết mình đang đi ngược hướng à? Lái xe đi ngược chiều là bị trừ 3 điểm, phạt 200 tệ đó, đồ ngốc. Tống Thư Hằng muốn lái xe mình tránh đi, thế nhưng hắn lại vướng phải 3 giây đếm ngược chết bầm. Từ khi hắn hạ mệnh lệnh cho thân thể đến lúc này mới được 2 giây mà thôi. Chiếc máy kéo có tay cầm đâm đổ linh tinh của Đông Phương tiên tử đã tuyệt tình lao vào máy kéo của Tống Thư Hằng. Việc làm cho Tống Thư Hằng đáng hết lòng mề là vị trí va chạm của hai người ở ngay trên bụi cỏ có trận pháp gia tốc. Càng đáng lòng hơn là chiếc máy kéo có tay cầm của Đông Phương tiên tử nhanh hơn Tống Thư Hằng một chút, đã nghiến lên trận pháp kia trước hắn một bước. Lại gia tốc, đừng mà Đông Phương tiên tử kinh hãi gào lên. Tiên tử, nếu ngài không cần gia tốc thì có thể cho ta mà. Tống Thư Hằng nước mắt đầm đìa. Ngay sau đó, chiếc máy kéo có tay cầm của Đông Phương tiên tử mồm kêu xình xịch, mông phun khói đen, đụng lật chiếc máy kéo của Tống Thư Hằng rồi húc bay nó, chẳng khác gì vừa uống một liều tăng lực thiếu lâm. Không chỉ thế, máy kéo có tay cầm của Đông Phương tiên tử húc vào máy kéo bị lật của Tống Thư Hằng rồi kéo đi hơn 20 mét vô cùng tàn nhẫn, sau đó hai xe mới bịn dịn rời nhau ra. Sau đó chiếc máy kéo của Đông Phương tiên tử tăng tốc gấp 60 lần, xình xịch bắn như bay về vị trí xuất phát. Chỉ để lại Tống Thư Hằng bị lật xe khóc không ra nước mắt. Hy vọng là, bây giờ ở vị trí xuất phát không có nhiều người xem. Nếu không, Đông Phương tiên tử sẽ lái chiếc máy kéo số 37 với vận tốc tăng gấp 60 lần kia mà đại khai sát giới ở ghế khán giả mất. Thực sự là một tai nạn khủng khiếp. Đông Phương tiên tử phóng xe ngược đường đâm lật xe của Diệt Phượng công tử, hiện trường thảm thiết vô cùng. Có vẻ như vận may của Diệt Phượng công tử đã chấm dứt. Hắn hoàn toàn mất đi may mắn khi liên tục chiếm cứ vị trí đầu tiên ở thời điểm cuộc đua bắt đầu. Người chủ trì Giang Sơn bổ thêm một đao rất chi là đúng lúc. Mấy tên đẹp trai được nhiều tu sĩ nữ yêu thích đều lật xe hết cả, Đông Phương tiên tử làm tốt lắm, tốt nhất là tí nữa lại quay đầu táng cho tên Diệt Phượng công tử này thêm phát nữa đi. Cùng lúc đó, trên khoảng không trên vùng biển Philippines ở Đông Hải, một hòn đảo hoa lệ khổng lồ trôi lơ lửng. Trên đảo nhỏ lại có một tòa thành trên không đồ sộ, tường thành cao sừng sững như những kim tự tháp chồng lên nhau xây nên. Trên cửa thành, có một người mặc áo trắng đang im lặng đọc một cuốn sách. Cuốn sách kia được tạo nên từ năng lượng vàng kim, nội dung của nó là từng tờ bản vẽ cấu trúc, nếu liên kết lại thì chắc hẳn là bản vẽ thiết kế của một cung điện. Đột nhiên, người mặc áo trắng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng hoa hạ. Người mặc áo trắng này chính là Cửu Đăng Sư Thái. Sau khi nhìn về phía hoa hạ, cô gập ngón tay lại tính toán một hồi. Một lát sau, cô bật cười ha hả. Bị ăn rồi, cuối cùng cũng ăn luôn cả đoạn búp hành của thông nương rồi. Tiếp theo phải xem Tống Thư Hằng có khai thác hết được chút ký ức mà ta phong ấn trong búp hành ấy hay không. Nếu hắn khai quật được hết phần ký ức ấy ra thì chúng ta có thể tiến thêm một bước hợp tác với hắn rồi. Ngươi làm thế quá mạo hiểm. Phần ký ức kia đề cập đến một vài thông tin về thiên đình viễn cổ. Nếu như thiên đạo mới nhìn thấy thì Tống Tiểu Hữu sẽ rơi vào nguy hiểm lớn, lúc này, giọng nói của vị đại tiền bối ôm con thỏ vang lên ngay bên tai Cửu Đăng Sư Thái. Yên tâm đi, ta đã tạo ra rất nhiều lớp bảo hiểm, tuyệt đối sẽ không mang lại nguy hiểm cho Tống Thư Hằng. Cho dù phần ký ức này thật sự bị thiên đạo phát giác ra chút gì, thì ta sẽ tự mình trả giá, bảo vệ Tống Thư Hằng chu toàn. Ta đã chuẩn bị sẵn cả tế đàn, lúc nào cũng có thể lo liệu được. Cùng lắm thì tổn thất trăm năm thọ nguyên thôi, Cửu Đăng duỗi eo lười biếng. Tiếp đó, cô lại nói. Hơn nữa, ta không tin là đại tiền bối ngươi không động tay động chân gì vào cái túi thu nhỏ kia. Đại tiền bối lắc đầu nói. Ta không động tay động chân gì cả. Nàng không cần phải làm thế. Chỉ cần chiếc túi thu nhỏ một tấc kia được Tống Thư Hằng mang ra khỏi đảo thần bí một cách thuận lợi, mà không bị tự hủy, thì đã chứng minh được một điều. Đó là thiên đạo mới, quả nhiên đã có vấn đề. Ít nhất thì thiên đạo mới không thể biết tất cả mọi thứ và tùy ý làm bậy như thời viễn cổ, hơn nữa đúng như một vài đạo hữu đã suy đoán, quyền lực của thiên đạo mới cũng hao hụt đi nhiều. Nó đã không thể giám sát được tất cả nhất cử nhất động của vạn vật trên thế gian như thời kỳ viễn cổ nữa. Thế nhưng vẫn không thể sơ suất được. Cho dù thiên đạo mới xảy ra vấn đề rất lớn, thế nhưng nó vẫn là thiên đạo, thiên uy mênh mang, sâu không lường được. Chương 446, đối mặt với biển rộng. Thật ra, trước khi Tống Thư Hằng đến, vị đại tiền bối trên hòn đảo thần bí đã tiến hành thăm dò thiên đạo mới rồi.
trước đó có rất nhiều vị khách đến hòn đảo thần bí, mang đi rất nhiều đặc sản đặc hữu thuộc về đảo thần bí. Mà bây giờ, tất cả những thứ đặc sản riêng kia vẫn không có bất kỳ điều gì khác thường. Lúc này, rốt cuộc thì cô cũng đã có thể xác định là thiên đạo mới thật sự xảy ra vấn đề rồi. Tại hiện trường diễn ra giải đua máy kéo tay cầm. Trong một trận đấu cự ly dài có đủ các loại cạm bẫy thế này, người không chỉ cần có tốc độ chạy nhanh mà nhất định phải có được vận may nữa. Vất vả lắm thì Tống Thư Hàng mới điều chỉnh chiếc máy kéo tay cầm vừa bị Đông Phương Tiên Tử đâm ngã lăn quay của mình đứng thẳng. Hắn đã không còn hy vọng gì nhiều về phương diện tốc độ nữa, còn về vận may, nhất định là trước khi đi ra ngoài tư thế rời giường của hắn bị sai chỗ gì đó, cho nên hắn chả may mắn được chút xíu nào. Vốn dĩ cũng bởi vì lần trừng phạt trước đó, hưởng thụ cạm bẫy đinh ốc thăng thiên tại chỗ thêm một lần. Tiếp theo, lại bị Đông Phương Lục Tiên Tử phóng nhanh chạy ẩu đâm ngã lăn quay, thế là Tống Thư Hàng lại rớt xuống vị trí cuối cùng thêm lần nữa. Sau khi bò lên máy kéo tay cầm một lần nữa, Tống Thư Hàng do dự một lúc, sau đó lại tiếp tục ấn nút khởi động hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp kia. Khi chuỗi tiếng động cơ máy móc vang lên, hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp đã hoàn thành khởi động lần thứ hai. Tống Thư Hàng không có thói quen tự tìm đường chết, sau khi hắn biến rõ hành vi biến thành bánh xe lớn là phạm quy, hắn không thể tiếp tục lấy thân mình thử nghiệm. Hơn nữa, việc biến thành bánh xe lớn không chỉ bị cấm mà còn khiến người lái cảm thấy chóng mặt, hắn không thích loại biến hình này chút nào. Sở dĩ hắn khởi động chức năng này, vì muốn biết rốt cuộc thì hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp này có còn những chức năng khác nữa hay không? Chắc có lẽ Diệt Phượng công tử sẽ không cải tạo duy nhất một chức năng biến thân cho máy kéo tay cầm của mình đấy chứ. Xin chào ngài, hệ thống chiến giáp Diệt Phượng siêu cấp xin hết lòng phục vụ ngài, xin hỏi ngài có muốn tiến hành biến hình không? Sau khi hệ thống vừa hoàn thành khởi động thì lập tức lên tiếng hỏi. No, tuyệt đối không được biến hình. Tống Thư Hàng đã có chuẩn bị sẵn sàng từ trước, lúc hệ thống vừa lên tiếng hỏi thì hắn lập tức lớn tiếng từ chối đề nghị biến hình. Qua giải đua máy kéo tay cầm này, độ thuần thục của kỹ năng phán trước 3 giây của hắn cũng tăng lên vèo vèo luôn. Sau khi dừng lại một chút, Tống Thư Hàng khống chế thân thể của Diệt Phượng công tử nói tiếp. Ngoại trừ việc biến thân ra, người còn chức năng gì khác nữa không? Có. Ngoại trừ khả năng biến thân cơ bản ra, ta còn có chức năng quét hình trạng thái thân xe và năng lực hướng dẫn nữa. Tống Thư Hàng đã tận mắt nhìn thấy chức năng quét hình trạng thái thân xe rồi. Ngay lúc máy kéo tay cầm số 414 biến thành bánh xe lớn, hình dạng bên ngoài đã được quét, truyền thông tin đến máy tính bảng. Chức năng hướng dẫn kia có hiệu quả gì đặc biệt không? Tống Thư Hàng hỏi thử, hắn đã bị hố bởi hình thái chiến luân kia rồi, vì thế vừa nghe thấy khả năng hướng dẫn thì hắn luôn lo lắng nó sẽ lại là một chức năng kỳ dị gì đó, cho nên hắn không dám trực tiếp sử dụng nó. Chức năng hướng dẫn này chỉ là chức năng hướng dẫn đường đua bình thường, kết hợp thêm một chút điều khiển phụ trợ. Nó có thể giúp chủ nhân chủ động tránh đi những nguy cơ cực lớn trong trận đấu, vào các thời khắc khẩn cấp nhất. Nghe qua thì giống như một chức năng hết sức bình thường. Nếu thế thì, khởi động chức năng hướng dẫn đặc biệt này đi. Tống Thư Hàng ra lệnh. Chẳng bao lâu sau, cái màn hình cứng nhắc hơi hơi sáng lên, xuất hiện bản đồ đường đua. Hướng dẫn vừa mới mở ra. Nhắc nhở, phía trước có một khúc cua nguy hiểm, xin điều khiển cẩn thận. Tống Thư Hàng ngước mắt nhìn lên. Lập tức thấy được một ngã rẽ ngoặt khá gắt hình chữ V đang nằm ở đằng xa. Tất cả các tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 và những tiền bối khác đang dự thi đều vượt qua chỗ rẽ ngoặt bằng những động tác tự nhiên phóng khoáng. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nhìn thấy hơn 50 chiếc máy kéo tay cầm, dùng hình thức lơ lửng đi qua khúc cua kia cực kỳ oách, vẫn mang tới kích thích thị giác rất lớn. Cũng may, không phải tất cả các tiền bối đều trôi lơ lửng qua khúc ngoặt nhẹ nhàng như thế. Ngay phía trước cách Tống Thư Hàng không xa, có một chiếc máy kéo tay cầm di chuyển khá chậm. Tuyển thủ dự thi là một người bạn của Bạch Tôn Giả, cũng được Bạch Tôn Giả mời đến đây từ nghìn dặm xa xôi để tham gia giải đua máy kéo tay cầm giống như giao phách chân quân. Tống Thư Hàng nhớ rất rõ đạo hiệu của vị tiền bối này là Thanh Tiêu Kiếm Quân, lúc trước các tiền bối trong nhóm đã từng giới thiệu cho Tống Thư Hàng biết, đây là một vị kiếm tu thiên tài kết hợp kiếm thuật và đạo pháp lôi hệ và sáng lập ra kiếm thuật của riêng mình. Từ khi trận đầu bắt đầu cho đến nay, Thanh Tiêu Kiếm Quân vẫn nằm lẹt đẹt ở vị trí phía sau cùng của đội ngũ, không phải hắn không nỗ lực, mà thực sự là vị thiên tài kiếm thuật như hắn không hề có chút thiên phú gì về việc cải tạo máy kéo tay cầm cả. Không ổn rồi, khúc cua gắt quá. Thanh Tiêu Kiếm Quân đột nhiên kêu lên.
chỉ thấy kiếm quân dùng sức nắm lấy chiếc máy kéo của hắn phát ra âm thanh giống như sắp rụng hết cả động cơ. Rắc rắc két két. Sau đó, Tống Thư Hàng đột nhiên trông thấy có hai cái bánh xe cực lớn đang bay đến chỗ hắn. Máy kéo của Thanh Tiêu kiếm quân đã bị giã máy ra hết cả rồi. Trông có hơi khoa trương thật, một chiếc máy kéo còn nguyên lành, chỉ trong chớp mắt đã bị biến thành vô số linh kiện máy móc. Quả nhiên, hai cái lốp xe cực lớn kia đập thẳng vào chiếc máy kéo tay cầm của Diệt Phượng công tử. Bất hạnh quá mà. Tống Thư Hàng thở dài. Thanh Tiêu kiếm quân đã rời khỏi trận đấu. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn còn phải nỗ lực cho giải đấu lần này. Hắn tập trung tinh thần, dùng toàn lực khống chế máy kéo, di chuyển cẩn thận qua khúc ngoặt nguy hiểm này. Không có vụ bay qua đầy điêu luyện, đối với Tống Thư Hàng thì có thể vượt qua khúc cua này một cách vững vàng thì đã phải tạ ơn ông bà tổ tiên lắm rồi. Giọng nói của bình luận viên Giang Sơn vang lên ngay lập tức, chúng ta có thể thấy được, khi qua khúc cua nguy hiểm này, toàn bộ chiếc máy kéo của Thanh Tiêu kiếm quân số 21 đã bị đứt rời, không còn khả năng sửa chữa nữa. Tiếp bước Hoàng Sơn chân quân tự ý rời sân giữa đường, Thanh Tiêu kiếm quân là người thứ hai mất đi tư cách dự thi. Bạch Hạc, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, ha 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 ha. Thanh âm Túy XX cư sĩ vang lên. Đừng mà, Túy giá cư sĩ, đừng mà a a a. Tha mạng cho ta đi. Phải rồi, ta có thể giúp ngươi đối phó với Tam Lãng đạo hữu. Bạch Hạc chân quân lớn tiếng cầu xin tha thứ, đồng thời có ý xoay chiều hướng họng súng sang nơi khác. Từ khi trận đấu bắt đầu, hai người Bạch Hạc và Túy XX cư sĩ đã đấu đến tận bây giờ. Ngay từ đầu hai người ngươi truy ta đuổi, đã vượt qua rất nhiều tuyển thủ dự thi. Nhưng càng về sau, khi khoảng cách giữa hai bên mỗi lúc một gần hơn, Túy XX cư sĩ vẫn chĩa mũi khoan tấn công máy kéo của Bạch Hạc, giữa lúc va chạm, tốc độ của hai người không ngừng giảm xuống. Túy giá cư sĩ, ha ha ha, người còn muốn hợp tác nữa à? Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, đợi đến khi ngươi trúng đòn này của ta mà còn sống, lúc đó hẳn nói đến vấn đề hợp tác sau. Vẫn là câu nói cũ, nhận lấy cái chết cho ta. Sau khi ăn phải thiểm điện cuồng long toản của ta thêm lần nữa, chỉ cần ngươi không chết, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Điểm nộ khí của Túy XX cư sĩ đã đầy tràn. Ầm 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 ầm. Mũi khoan cực lớn đâm vào phần đuôi máy kéo của Bạch Hạc chân quân vô cùng tàn nhẫn, mấy tiếng ầm 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 vang lên, phá nát máy kéo tay cầm của Bạch Hạc chân quân. Nhưng ngay lúc phòng điều khiển của Bạch Hạc chân quân sắp bị phá hủy, chiêu thiểm điện cuồng long toản của Túy XX cư sĩ bỗng dưng bị kẹt lại. Hả? Trong lòng Túy XX cư sĩ khá khó hiểu, vì sao mũi khoan dừng lại bất ngờ. Ha ha ha, dừng lại rồi. Bạch Hạc chân quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, xem như ta đã sống sót rồi đúng không? Cư sĩ, chúng ta bàn chuyện hợp tác nhé. Đúng lúc đó, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía trước. Túy cái gì đó cư sĩ ơi, tránh ra. Túy Nguyệt cư sĩ ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy Cổ Hà Quan chân quân đang quay đầu chạy trở lại. Không biết từ khi nào mà bên trong chiếc máy kéo tay cầm của hắn đã có thêm một quả tên lửa đạn đạo bản thu nhỏ. Giống hệt như một quả tên lửa thực sự, tên lửa đạn đạo này phóng lên trời, tập trung vào chiếc máy kéo tay cầm của Bạch Hạc chân quân. Đừng mà a a a tương đương. Tiếng kêu đầy thảm thiết của Bạch Hạc chân quân vang lên lần nữa, mới vừa rồi hắn đã chịu một nhát khoan cực lớn của Nhưỡng Tử cư sĩ, cả chiếc máy kéo không còn phòng ngự được nữa. Giờ này lại tiếp tục hứng thêm một phát tên lửa đạn đạo thì hắn sẽ phải rời khỏi cuộc chơi mất. Hắn đang muốn giành lấy chức quán quân để lấy lòng Bạch tôn giả đó, đừng có hủy diệt nguyện vọng nho nhỏ này của hắn mà. Nhưng tiếng kêu thảm thiết kia không thể thay đổi sự thật được. Máy kéo của Bạch Hạc chân quân bị nổ tung vụ nổ đáng sợ lan ra khắp toàn bộ đường đua. Trong ngọn lửa của vụ nổ, Bạch Hạc chân quân rơi lệ đầy mặt, vỗ cánh bay ra khỏi hiện trường vụ nổ mạnh. Cổ Hà Quan chân quân lại xoay người rời khỏi lần nữa. Túy XX cư sĩ cũng rời khỏi, phát ra tiếng rền vang ầm ầm. Khi bọn họ rời đi không bao lâu, Tống Thư Hàng xui xẻo không thể tránh được, cho nên chỉ có thể kiên trì xuyên thẳng qua vụ nổ. Xui quá đi mất. Cho dù có trận pháp phòng ngự, nhưng bản thân tự thể nghiệm cảm giác xuyên qua vụ nổ mạnh thế này cũng không thoải mái gì cho cam. Đặc biệt là khi chiếc máy kéo bị nổ đã được cải tạo đủ kiểu bởi Bạch Hạc chân quân. Lại khiến cho uy lực của vụ nổ lớn hơn nữa. Lại có thêm một tuyển thủ dự thi bị loại khỏi cuộc chơi, người bị loại chính là tình nhân đại chúng Bạch Hạc chân quân của chúng ta. Thực sự rất đáng tiếc, rõ ràng là vẫn còn muốn ngắm nhìn Bạch Hạc chân quân tiếp tục lao băng băng trên đường đua.
trận đấu vừa mới đi được nửa chặng đường, chuẩn bị tiến vào cuộc đua kịch liệt tại đường đua trên biển lớn thì đã có 3 vị tuyển thủ dự thi bị loại khỏi cuộc đua. Cuộc cạnh tranh giữa các máy kéo tay cầm này quyết liệt xiết bao. Thậm chí ta còn đang chờ mong giới tu sĩ sẽ tiếp tục tổ chức thêm giải đua máy kéo tay cầm lần thứ 2, lần thứ 3 nữa. Bình luận viên Giang Sơn gào lên thật to. Đến thời khắc này, Giao Bá Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Tuyết Lang Động Chủ và Vũ Nhu Tử Cô Nương gặp may mắn đang chuyển từ chặng thứ nhất của cuộc đua sang chặng thứ 2. Trước mặt của bọn họ chính là biển rộng mênh mông bát ngát. Các vị, ta đi trước một bước đây. Biển rộng, chính là địa bàn của ta. Giao Bá Chân Quân cười hắc hắc, máy kéo của hắn tỏa ra khói đen, chạy xình xịch thẳng tiến về phía biển. Thậm chí Giao Bá Chân Quân còn không cần dùng đến trận pháp thị thủy, hắn chính là Giao Long, tạo sóng gọi gió là thiên phú của chủng tộc bọn họ, khống chế nước đã trở thành bản năng của hắn. Biển rộng, là sân nhà của hắn. Ta làm chủ địa bàn của ta, đi vào biển rộng, hắn đã có thể thi triển đủ loại thủ đoạn của mình rồi. Trong chốc lát, máy kéo của Giao Bá Chân Quân nhảy vào biển, di chuyển trên mặt biển giống hệt như đất bằng, chạy thẳng một đường. Thậm chí tốc độ máy kéo còn nhanh hơn mấy phần khi chạy trên mặt đất. Ha ha ha, Giao Phách đạo hữu quá nóng lòng rồi. Lạc Trần Chân Quân vỗ vào máy kéo của mình, khởi động trận pháp tị thủy, nhanh chóng đuổi theo. Tuyết Lang Động Chủ cũng không cam tâm chịu thua, hắn chính là yêu tu băng hệ, hoàn cảnh biển nước thế này cũng có lợi cho hắn. Sóng lớn, lên lên lên. Chương 447, làm mưa làm gió là thiên phú của Giao Long. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là việc gây sóng lớn không lãng phí bao n. Trên mặt biển, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu của Giao Bá Chân Quân thì có thể tạo ra sóng lớn rồi. Một câu mệnh lệnh, có thể tạo thành cả sóng thần cỡ nhỏ trong một phạm vi đáng kể. Nham hiểm. Lạc Trần Chân Quân cười mắng. Lạc Trần Chân Quân nặng lời rồi, đây được gọi là chiến thuật, lợi dụng ưu thế về địa bàn một cách hợp lý. Giao Bá Chân Quân cười hắc hắc. Có lẽ đám sóng lớn này chỉ ảnh hưởng đến các đạo hữu đằng sau trong khoảnh khắc rất ngắn thôi. Nhưng có đôi khi, giữa quán quân và á quân cũng chỉ kém nhau chỉ trong một khoảnh khắc như thế. Hắn ăn chắc vị trí quán quân của cuộc đua xe kéo lần này rồi. Đương lúc Giao Bá Chân Quân dương dương đắc ý, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng thét chói tai nhưng rất dễ nghe truyền vào tai mình. Sau đó, một luồng kiếm quang bọc lấy chiếc máy kéo quen thuộc, lao nhanh về phía trước. Chỉ trong giây lát đã vượt qua Giao Bá Chân Quân. Vị đạo hữu nào lại đạp chúng cạm bẫy may mắn thế? Chẳng mấy chốc, Giao Bá Chân Quân thấy được chiếc máy kéo số 22 của Vũ Nhu Tử Linh Điệp đảo bên trong kiếm quang. Lại là vị cô nương này à? Trong suốt chặng đua, cô ấy đã đạp chúng cạm bẫy may mắn những 3 lần rồi đúng không? Hơn nữa, từ đầu trận đấu đến bây giờ, chỉ có một mình cô là người liên tục dẫm chúng cạm bẫy may mắn không ngừng, đúng chứ? Giao Bá Chân Quân hết sức bối rối. Không chỉ có một mình Giao Bá Chân Quân, ngay cả Lạc Trần Chân Quân, Tuyết Lang Động Chủ ở đằng sau cũng đang rất bối rối. Sau đó, 3 vị đạo hữu ngẩng đầu lên đầy ăn ý, ánh mắt sáng ngời hữu thần đâm rách tầng mây, nhìn chằm chằm vào trọng tài chính Linh Điệp Tôn Giả đang ngự trên mây kia. Mọi người đều biết, Linh Điệp Tôn Giả rất yêu thương cô con gái bảo bối của hắn. Tôn Giả sẽ không mặt dày mà âm thầm ra tay trợ giúp con gái của hắn chứ. Dù sao chúng cạm bẫy may mắn 3 lượt liên tục, cạm bẫy may mắn đã sắp trở thành độc quyền của một mình Vũ Nhu Tử rồi. Đừng có mà nhìn ta. Linh Điệp Tôn Giả cũng rất nhạy cảm, hắn nhún vai giải thích. Cạm bẫy may mắn kiếm độn do chính Bạch Đạo Hữu bố trí đó, ngay cả ta cũng không biết Bạch Đạo Hữu đã bố trí tại chỗ nào nữa. Nói cách khác, chỉ số may mắn của vị tiểu cô nương Vũ Nhu Tử này thực sự rất cao. Thực lực có mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng phải sợ số may mắn nghịch thiên. Giao Bá Chân Quân thở dài, giống to lần nữa. Dâng sóng lên. Từng đợt sóng lại trào dâng cuồn cuộn, những đợt sóng này không cuốn về phía các đạo hữu khác, mà chúng hóa thành nguồn lực trợ giúp hắn, đẩy tốc độ máy kéo của Giao Bá Chân Quân nhanh lên thêm một bậc. Khi các vị tiền bối lần lượt chạy đến bờ biển, khởi động trận pháp tị thủy, nhảy lên mặt biển thì trận đấu đã bắt đầu tiến vào khâu kích thích nhất. Từ thời khắc tiến lên mặt biển, số lượng cạm bẫy đã bắt đầu nhiều thêm. Không chỉ có thủy lôi, mà các thứ như ngư lôi cũng lao ra từ đáy biển, nổ mạnh khiến các tuyển thủ dự thi kêu khổ thấu trời. Cạm bẫy đinh ốc thăng thiên tại chỗ cũng xuất hiện mấy lần. Cuối cùng thì thứ cạm bẫy này không chỉ là độc quyền của một mình Tống Thư Hàng nữa rồi. Hơn nữa,
các vị tiền bối cũng nhận được lợi ích từ linh điệp tăng tốc gấp 60 lần. Các tuyển thủ dự thi đi đầu đã nhìn thấy một khu vực lôi điện trên mặt biển, bên trong đó có vô số lôi điện đang đánh xuống không ngừng. Nếu muốn đi qua một khu vực như thế, thì phải xem thử kỹ thuật lái máy kéo của mỗi người rồi. Là một tay đua chuyên nghiệp hay là một tên nghiệp sư, cứ nhìn vào việc có thể vượt qua được lần khảo nghiệm ở khu vực lôi điện này hay không. Rốt cuộc thì Tống Thư Hàng cũng đã lái được đến bờ biển. Trước khi xuống biển, Tống Thư Hàng đã hỏi dò. Đã khởi động trận pháp tị thủy chưa? Đã xong, hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp trả lời. Thế thì, chúng ta lên thôi. Tống Thư Hàng hít sâu, hắn lập tức điều khiển máy kéo, nghênh đón mưa to gió lớn, chạy nước rút trong sóng biển ập tới. Tăng tốc độ máy kéo, nhảy một cái vào trong nước. Khinh công thủy thượng phiêu di chuyển một mạch đến khoảng cách hơn 100 thước. Có phải đã có điều gì đó sai rồi không? Vì sao ta lại có cảm giác tầm mắt của chính mình lại càng ngày càng thấp thế này? Máy kéo đang chìm xuống. Tuy rằng hắn vẫn có cảm giác chạy nhanh như trên đấy bằng hệt như cũ, có lẽ trận pháp chống nước phát huy tác dụng. Nhưng mà, thực sự là máy kéo đang chìm xuống. Trận pháp chống nước đã khởi động rồi đúng không? Tống Thư Hàng lớn tiếng hỏi xác nhận lần nữa. Cùng lúc đó, hắn lập tức lựa chọn phanh lại, ngăn không cho máy kéo tiếp tục di chuyển về phía trước. Nhưng phản ứng chậm 3 giây chết tiệt, sau 3 giây thì hắn mới thực hiện động tác hãm phanh. Đến lúc đó, với tốc độ hiện tại của máy kéo thì đã lao ra một đoạn đường thật xa rồi. Xác định, hệ thống diệt phượng siêu cấp đáp lại chắc chắn. Vậy thì tại sao chúng ta lại chìm xuống nước? Tống Thư Hàng bực tức chất vấn. Đương lúc nói chuyện, chỉ còn phần đầu của hắn nằm ở trên mặt nước. Cũng may đây là thân thể của Diệt Phượng công tử, cho dù không hô hấp cả ngày thì cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến thân thể của hắn. Hơn nữa, máy kéo cũng tự chủ khởi động lớp phòng ngự hình tròn, bảo vệ toàn bộ chiếc máy kéo, không cho nước biển xâm nhập. Hệ thống tự kiểm tra đang khởi động, vui lòng đợi. Cảnh báo, phát hiện vấn đề. Trận pháp chống nước đã bị phá hủy nghiêm trọng. Trận pháp chống nước giữ được trạng thái khởi động, hiện tại khu vực chống nước là 20% tổng bộ phận máy kéo. Nói cách khác, trận pháp chống nước đã bị hủy, tuy rằng vẫn còn hoạt động, nhưng phần lớn chức năng đã mất tác dụng. Vì vậy, máy kéo vẫn còn mang lại cảm giác đi trên đất bằng nhưng lại tiếp tục chìm xuống chậm rãi. Trong lúc bọn họ đang trao đổi, cả chiếc máy kéo bao gồm cả vòng bảo vệ đã bắt đầu chìm xuống mặt nước. Máy kéo vẫn đang giữ vững trạng thái chìm dần. Hệ thống diệt phượng đã truyền hình ảnh vị trí trận pháp chống nước bị hủy đến cho Tống Thư Hàng. Vị trí hỏng hóc này nằm ở phía sàn máy kéo. Tống Thư Hàng hoàn toàn không thể nhớ được lúc nào thì trận pháp này bị hủy, có lẽ là khi bị Đông Phương Tiên Tử đụng trúng khi đi ngược chiều, cũng có thể lúc máy kéo Thanh Tiêu Kiếm Quân nứt rời, hoặc máy kéo của Bạch Hạc Chân Quân nổ tan tành lan đến gần hắn. Cho dù như thế nào đi nước, trận pháp chống nước của hắn đã bị hư. Tống Thư Hàng. Mẹ kiếp. Vậy hắn phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ hắn sẽ phải tiếp tục thi đấu dưới đáy biển? Hắn cũng chẳng có bản lĩnh đó đâu, trong lúc chìm xuống đáy biển thì năng lượng vòng bảo vệ cũng bị tiêu hao từng phút từng giây. Một khi năng lượng này bị tiêu hao hết, vòng bảo vệ biến mất, chiếc máy kéo này cũng sẽ bị áp suất nước đè ép phá hủy mất thôi. Có thể sửa chữa không? Tống Thư Hàng hỏi. Xác định có thể, hệ thống chiến giáp diệt phượng trả lời. Vậy thì sửa chữa mau đi. Tống Thư Hàng kêu lên thúc giục. Chẳng phải việc sửa chữa gì đó là do Diệt Phượng chủ nhân ngươi tự sửa chữa ư? Tống Thư Hàng. Con mẹ mày, nếu tao trâu đến mức sửa chữa được trận pháp chống nước này thì cần gì tao phải buồn rầu như thế à? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đầu óc Tống Thư Hàng bỗng dưng sáng lên, hỏi. Đúng rồi, ngươi có thể lên mạng không? Có. Mau giúp ta đăng nhập vào nhóm Cửu Châu số 1 đi. Tống Thư Hàng thúc giục. Mặc dù có rất nhiều tiền bối nhóm Cửu Châu số 1 tham gia giải đua máy kéo này, nhưng vẫn còn kha khá tiền bối không đến tham gia. Nếu có người đang online thì đây đúng là cách cầu cứu tốt nhất. Nếu các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1 không thể có bất kỳ một phương án giải quyết nào, Tống Thư Hàng chỉ còn cách bỏ xe chạy để khỏi chết thôi. Xin chờ một lát, đang kết nối với Internet. Chỉ trong một chốc, màn hình cứng nhắc đã xuất hiện cửa sổ đăng nhập phần mềm chat. Tống Thư Hàng đang muốn đăng nhập vào tài khoản của mình, nhưng màn hình cứng nhắc kia đã tự động đăng nhập vào tài khoản của Diệt Phượng công tử. Thôi được rồi, tài khoản gì gì đó cũng không quan trọng.
Tống Thư Hàng thao tác trên giao diện khung chat, bắt đầu nhập tin nhắn. Trong nhóm Cửu Châu số 1. Lúc này trong nhóm đang cực kỳ náo nhiệt, một ít vị tiền bối không tham gia giải đua máy kéo tay cầm đang trò chuyện về giải thi đấu này. Hơn nữa, đa số đều là những tiền bối mà thường ngày Tống Thư Hàng chưa được gặp. Lưu Huỳnh Tiên Tử. Ha ha ha, Bạch Hạc Chân Quân bị nổ rồi. Thật sự rất thú vị mà, nếu biết sớm như thế, ta cũng sẽ tham gia cuộc so tài lần này rồi. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Ta cho rằng khúc ca bài hát của Hoàng Sơn Đại Ngốc của Đậu Đậu trước đó mới thật là đáng yêu. Quá thú vị. Hệ thống tin nhắn nhắc nhở, Đông Phương Tĩnh Tuyết đã bị cấm ngôn một ngày bởi chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân. Hoàng Sơn Chân Quân đang nghe trộm sau màn thật đáng sợ. Nhiều vị đạo hữu lập tức nói lảng sang chuyện khác. Thất sinh phù phủ chủ. Hắc hắc, chỗ của ta chính là trạm cuối cùng trong cuộc so tài giữa bọn hắn. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của Bạch Tiền Bối, Linh Điệp Tiền Bối, ta còn bố trí một phù trận rất lớn nghênh đón các đạo hữu. Điền Thiên Đảo chủ. Ta thích xem cảnh con khỉ lớn kia đi tìm đường chết nhất. Đáng tiếc là trước đó tạo hóa đạo hữu và Bắc Hà tán nhân không cạo chết con khỉ lớn đó. Điềm Điềm phó đảo chủ. Ca ca, đó là Tam Lãng sư huynh đó, không để ý đến ngươi nữa. Điềm Thiên đảo chủ. Chính vì ta con mẹ nó biết rõ đó là Tam Lãng, nên mới thích xem hắn tìm đường chết đó chứ. Ôi, không được rồi, buồn cười chết ta. Ngay lúc vừa rồi, tên yêu tinh ngốc diệt phượng này đương lúc chạy xuống biển thì đã chìm xuống luôn. Ha ha ha, chìm xuống nữa. Không được rồi, bụng ta đau quá. Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền gửi đến mấy hình ảnh ôm bụng cười to liên tiếp. Lúc này, Lệ Chi Tiên Tử bỗng dưng ngoi đầu lên nói. Mấy lúc thế này, có lẽ ngươi nên post lên đây những bức ảnh như thế này, mim gương mặt tươi cười của Bạch Tiền Bối. Nhóm đạo hữu bỗng dưng nhạt như nước ốc. Mọi người đều biết rằng, bởi vì bộ mim Bạch Tiền Bối kia mới dẫn đến sự kiện mưa sao băng lần này. Lệ Chi Tiên Tử lại dám tiếp tục post meme của Bạch Tôn giả thế đó hả? Sau một lát, thất sinh phù phủ chủ. Đồng ý. Thất sinh phù phủ chủ. Lại nói tiếp, Lệ Chi Chân Quân, nghe nói người đưa thiết quái đó đến chỗ dược sư rồi hả? Ừ, ta vừa đến chỗ dược sư đang tiến hành trị liệu cho thiết quái. Ha ha ha. Hiển nhiên là tâm trạng của Lệ Chi Tiên Tử đang rất vui vẻ. Bởi vì, chỉ cần thiết quái ở đó. Khi vừa tính quẻ ngược thì nhất định sẽ bị ngăn cản cho mà xem. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đã đăng nhập vào nét thành công. Diệt Phượng công tử. Các vị tiền bối ơi, cầu cứu. Máy kéo bị nước vào rồi, làm thế nào để khắc phục? Online đợi, gấp lắm đó. Phụt ha ha ha, Diệt Phượng, chúng ta đang xem trực tiếp đây, thấy máy kéo của ngươi chìm xuống biển luôn kìa. Đã xảy ra chuyện gì thế? Phụt hắc hắc hắc. Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền cười thật to. Diệt Phượng công tử. Không giải thích kịp đâu, trận pháp chống nước của ta bị hỏng rồi, ta buộc phải bị chìm xuống đáy biển đây. Xin các tiền bối cho biện pháp nào đó giải quyết với. Hôm nay Diệt Phượng đặc biệt lễ phép nhỉ, thậm chí còn xưng hô mọi người là tiền bối. Lại nói, trận pháp hỏng rồi, ngươi chỉ cần đi xuống tu sửa một chút là được, chỉ là một trận pháp chống nước, cần mấy giây thôi mà. Lệ Chi Tiên Tử hỏi bằng giọng tò mò. Diệt Phượng công tử trả lời. Chương 448, Đậu Đậu, có phải là người đang online bằng nick của Diệt Phượng công tử không? Lệ Chi Tiên Tử hỏi ngay lập tức. Chỉ là một trận pháp chống nước mà thôi, một tiểu trận pháp nhị phẩm, sao Diệt Phượng công tử không biết cho được chứ? Lúc này Đậu Đậu còn đang sốt ruột quấn quanh Hoàng Sơn Chân Quân sủa liên tục, hiện tại trong lòng nó cũng cảm thấy sửng sốt, nó có lên mạng đâu. Vì vậy, Hoàng Sơn Chân Quân hồi âm xác nhận. Không phải là Đậu Đậu. Lệ Chi Tiên Tử hết sức tò mò, hỏi. Không phải Đậu Đậu, vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Lúc này đây, đến phiên ta ra tay rồi. Điền Thiên Đảo chủ trầm giọng đưa ra kết luận. Sự thật chỉ có một, Diệt Phượng công tử bị hồn của người khác nhập vào. Nói đi, kẻ nhập hồn kia, người có lai lịch như thế nào? Diệt Phượng công tử trả lời. Các vị tiền bối đừng nói nữa mà, thật sự là nếu chìm xuống nữa thì sẽ chìm xuống đáy biển luôn đó. Giúp ta giải quyết vấn đề xe bị nước vào trước đi, mấy chuyện khác thì sau này hãng nói. Lưu Huỳnh Tiên Tử đồng ý. Được rồi, thực ra không cần phiền phức vậy đâu. Vẫn là câu nói cũ, chính ngươi sửa chữa trận pháp chống nước này là được. Diệt Phượng công tử nói. Nhưng ta không biết trận pháp chống nước mà. Lúc này, đến phiên thất sinh phù đạo hữu lên sân khấu đi nào,
với tư cách là một nhân vật thiên tài về phù bảo trong nhóm, thất sinh phù đạo hữu cũng nghiên cứu khá sâu về mảng trận pháp đó. Lưu Huỳnh Tiên Tử cười nói. Lưu Huỳnh Tiên Tử quá khen, vậy thì Diệt Phượng đạo hữu, ta sẽ giảng giải đơn giản cho ngươi biết về trận pháp chống nước. Vừa lúc ta cũng có một trận pháp chống nước bản đơn giản hóa, đảm bảo có thể hoàn thành trong vòng 3 giây. Thất sinh phù phủ chủ hồi âm, bổ sung thêm ai cần cười nhếch miệng. Diệt Phượng công tử, xin chỉ bảo. Đầu tiên, ngươi phải vẽ ra được kết cấu cơ bản của một trận pháp chống nước. Phiên bản đơn giản hóa trong tay ta chính là một trận hình tròn đơn giản. Dùng linh lực làm mực, vẽ một vòng tròn. Tiếp đó, người vẽ một hình bát quái đơn giản ở bên trong. Thất sinh phù phủ chủ giải thích, sau đó gửi đến mấy tấm hình đơn giản. Hình ảnh rất đơn giản, chỉ là một vòng tròn kèm theo một bát quái đồ mà thôi. Trong lòng Diệt Phượng công tử hơi xoay chuyển, đúng là trận đồ này thực sự rất đơn giản. Sau đó thì sao? Sau đó, người tiếp tục rót vào trong trận đồ đầy đủ linh lực. Vậy là trận pháp chống nước bản đơn giản hóa đã hoàn thành. Trước khi linh lực của ngươi hao hết, trận pháp chống nước sẽ luôn phát huy hiệu quả. Nào nào, ta gửi cho ngươi hình vẽ trận pháp hoàn chỉnh nhé. Thất sinh phù phủ chủ nói xong, lại gửi đến hình vẽ trận pháp chống nước hoàn chỉnh. Khi hình vẽ trận pháp hoàn thành vừa được gửi đến, suýt chút nữa thì Tống Thư Hàng đã bị mù luôn rồi. Đồ án hoàn chỉnh rất đẹp. Một hình tròn tiêu chuẩn, bên trong có bát quái đồ tinh xảo. Giữa đồ ác còn có chữ chống nước. Nhưng, đồ án hoàn chỉnh khác quá nhiều so với sơ đồ phác thảo mà thất sinh phù phủ chủ gửi đến trước đó. Khác biệt giữa hai bên, ước chừng giống như cụm bốn chữ cô gái xinh đẹp và một bức ảnh chụp một mỹ nữ cực kỳ đẹp mắt vậy. Tống Thư Hàng lập tức nổi khùng, Diệt Phượng công tử hồi âm ngay. Lừa cha nó rồi, thất sinh phù tiền bối, có phải giữa hai bên đã bị lược bỏ rất nhiều bước không thế? Vì sao mà một sơ đồ phác thảo lại lập tức biến thành một trận đồ chống nước hoa mỹ đến như vậy chỉ trong một bước? Những bước đó đều có thể xem nhẹ, không cần phải để ý đến những chi tiết đó làm gì. Thất xin phù phủ chủ trả lời hết sức bình tĩnh. Diệt Phượng công tử. Vậy ta đi thử một chút nhé. Bảo đảm có thể thành công, nhớ rõ rằng phải rót nhiều linh lực vào trận pháp đó, ta không muốn lúc đang xem trực tiếp lại thấy ngươi chìm vào trong nước nữa đâu. Thất xin phù phủ chủ dặn dò. Diệt Phượng công tử. Ok. Tống Thư Hàng không cần phải nói nhiều nữa, hắn cực khổ điều động linh lực trong cơ thể, khắc họa trực tiếp ngay chỗ chiếc ghế trên máy kéo. Dù sao thì khác ở đâu cũng chả khác gì nhau, chỉ cần trận pháp chống nước có hiệu quả là tốt lắm rồi. Dựa theo những gì thất sinh phù phủ chủ truyền thụ, trước tiên là vẽ trận pháp thật đẹp, sau đó rót một lượng lớn linh lực vào trận pháp, rót đến khi trận pháp này bão hòa mới thôi. Cũng gần như là có tác dụng rồi chứ nhỉ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Thế nhưng, trận pháp chống nước cũng không có chút hiệu quả nào, máy kéo vẫn tiếp tục chìm dần xuống. Bị lừa nữa hả? Ta biết ngay là mấy bước đơn giản như thế thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Tống Thư Hàng cắn răng tức giận, hắn đang chuẩn bị lên chất vấn thất sinh phù phủ chủ trên nhóm Cửu Châu số 1. Đương lúc hắn đang suy nghĩ. Keng! Tống Thư Hàng cảm giác máy kéo của mình đụng phải thứ gì đó thì phải. Bởi vì rất rõ ràng rằng, bây giờ khoảng cách giữa hắn và đáy biển vẫn còn rất xa. Sau khi đụng phải vật đó, máy kéo đụng đáy bắn ngược, dưới tác dụng của phản lực, nổi lên nhanh chóng. Sau 5 giây, rào rào, máy kéo số 44 xẻ nước xuất hiện, giống như một chiếc tàu ngầm nguy nga tráng lệ đang trồi lên mặt nước. Một trận pháp chống nước đơn giản như vậy mà lại có tác dụng thật à? Trong nhóm Cửu Châu số 1, Điền Thiên Đảo Chủ. Ha ha ha, rốt cuộc thì con yêu tinh ngốc Diệt Phượng này cũng đã chui ra từ trong nước rồi. Trận pháp do thất sinh phù đạo hữu chỉ dạy lợi hại thật. Lệ Chi tiên tử cũng khen ngợi. Ha 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 ha, phải thế rồi, chén cơm của ta ở mặt này mà. Thế nhưng, tiếp đó Diệt Phượng công tử nên tăng tốc nhanh chút, dù sao thì trận pháp chống nước này rất đơn sơn, thời thời khắc khắc đều tiêu hao linh lực tồn trữ bên trong trận pháp. Một khi năng lượng bên trong bị hao hết, hắn sẽ bị chìm xuống nước ngay. Thất sinh phù phủ chủ đáp lời. Không sao không sao, chúng ta rất thích xem cảnh hắn chìm xuống nước lắm, rất thú vị mà. Điền Thiên Đảo chủ tỏ vẻ hứng thú. Diệt Phượng công tử. Ta còn đang online đó. Trên tầng mây, Linh Điệp tôn giả nhìn máy kéo tay cầm của Diệt Phượng công tử, khóe miệng nhếch lên. Ha ha, thú vị thật, vậy mà hắn lại đụng phải quả thải đàn bí ẩn này rồi.
Ta còn tưởng rằng trong trận đấu này, không có ai đụng phải quả thải đản này chứ. Vận may của Diệt Phượng công tử cũng không tệ lắm. Dù sao, phần đường đua sau cũng chỉ tập trung trên mặt nước mà thôi, cơ hội để người khác phát hiện quả thải đản ẩn giấu bên trong nước thế này cũng không lớn đâu. Bạch Tôn giả trong trận đấu cũng đang nhếch miệng cười. Hắn và Linh Điệp Tôn giả phát hiện quả thải đản này trong một dịp bất ngờ, sau đó cả hai giấu quả thải đản này cẩn thận từng ly từng tí bên dưới đường đua. Nếu như không có ai đụng phải quả thải đan này, Bạch Tôn giả muốn đợi đến khi giải đấu kết thúc, hắn sẽ thả nó ra, để các tuyển thủ dự thi có thể vui cười một chút. Tống Thư Hàng khống chế máy kéo của Diệt Phượng công tử, bắt đầu đuổi theo những tuyển thủ dự thí phía trước lần nữa. Mà lúc này, dưới đáy biển, có một sinh vật cực lớn tỉnh lại. Nó mở to mắt đầy chậm rãi, trong mắt cực lớn tràn ngập tơ máu, dường như bị ai đó đụng vào rất mạnh. Đáng chết, ai đã đụng vào mắt ta? Đau quá, đau quá. Sinh vật cực lớn bắt đầu cử động chậm chậm. Đây là một sinh vật hình mực, có một con mắt thật to giống như cá vàng. Mỗi con mắt có kích thước bằng hai chiếc máy kéo hợp lại với nhau. Nó có 100 xúc tu khỏe mạnh, ngoài ra còn có 4 cánh tay như con người. Sau khi mực quái cực lớn đã tỉnh lại, 100 xúc tu kéo dài ra, đan vào nhau thành một tấm lưới tinh thần lực, phủ kín toàn bộ đáy biển, muốn tìm cho ra tên khốn vừa đánh nó. Chỉ trong một chốc, nó đã tập trung vào chiếc máy kéo của Diệt Phượng công tử trên mặt biển. Đồ khốn, ta tìm được ngươi rồi. Con mực quái cực lớn dùng sức giật giật trên 100 xúc tu, thân thể dịch chuyển lên mặt nước cực kỳ linh hoạt. Nói muốn đuổi theo tên khốn kiếp phía trước, cản hắn ta lại, sau đó nuốt chửng kẻ đó luôn. Hình thể cực lớn gia tăng tốc độ bơi bên trong nước, con mực quái nhanh chóng bơi đến trước mặt máy kéo số 44. Sau đó, nó dùng sức trồi lên trên mặt nước. Hơn 100 xúc tu giống như cây roi quất đùng 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 vào hư không, 4 cánh tay cường tráng cầm lấy một thanh chùy to. Giống 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 giống. Con mực quái gào to đầy phẫn nộ, ánh mắt của nó dán vào người Diệt Phượng công tử ở nơi xa. Ta bị nhốt ngót nghét 500 năm rồi, vất vả lắm mới thoát khỏi được phong ấn. Hiện tại, ngươi dám xông vào lãnh địa của ta, đúng là tự, tìm, đường, chết. A, tương đương. Con mực quái đang nói theo kịch bản, một chiếc máy kéo lướt ngang qua người nó hết sức vô tình. Chính là Giao Phách Chân Quân. Từ sau khi tiến vào nửa cuối chặng đua của giải đấu, hắn đã vượt lên đầu rất xa rồi. Ở trong nước, có thể nói Giao Phách Chân Quân thực sự có thể chèo thuyền không cần mái chèo, dương buồm chẳng dựa vào hướng gió. Ở trong nước, hắn chỉ sóng là đủ rồi. Trước đó Vũ Nhu Tử dựa vào cạm bẫy may mắn giành lấy vị trí thứ nhất, nhưng Giao Phách Chân Quân đã vượt qua lần nữa chỉ trong chưa đầy vài giây. 4 bánh xe vừa to vừa thô lướt qua đầu con mực quái không thương tiếc, tạo thành 2 vết hằn cầu thả trên mặt nó. Sóng biển dâng lên, Giao Phách Chân Quân tiếp tục đi tới. Con mực quái gào thét. Đáng giận, tên hèn hạ dám đánh lén. A a a. Tiếp bước Giao Phách Chân Quân, máy kéo của Lạc Trần Chân Quân, Vũ Nhu Tử, Tuyết Lang động chủ bám giết lấy dấu vết của Giao Phách Chân Quân, dường như chẳng phân biệt được ai trước ai sau đã lướt ngang qua người con mực quái. Con mực quái bị ngã xuống nước. Đau quá, đau quá. Đám người các ngươi đúng là những kẻ vô lễ, ta muốn giết sạch các ngươi. Tránh đường. Lúc này, giọng điệu lạnh lùng lại vang lên. Con mực quái chớp chớp mắt to như hải châu, nó lập tức phát hiện có một đám máy kéo cách nó không xa đang lao đến đây. Người đi tiên phong đầu tiên chính là một người đàn ông tóc đen tung bay đang điều khiển máy kéo tay cầm màu vàng. Đáng giận, tất cả các ngươi đều muốn chết. Con mực quái gào thét, hơn 10 xúc tu sách búa đập tới người đàn ông tóc đen tung bay kia. Con yêu quái đần độn, nhường đường đi, ngươi chặn ngay giữa đường rồi đó. Tạo hóa pháp vương giận dữ mắng mỏ, cùng lúc đó, một đại Phật màu vàng lại xuất hiện bên trong thùng xe của hắn lần nữa, đứng thẳng người. Nắm đấm màu vàng cực lớn đập thẳng đến chỗ của con mực quái. Nắm đấm màu vàng đụng vào cái búa của con mực quái. Sau một giây, con mực quái bị đánh bay ra ngoài không thể đón đỡ nắm đấm hòa thượng siêu Saiyan của tạo hóa pháp vương dễ dàng như thế đâu. Sau đó, máy kéo của tạo hóa pháp vương lại lăn qua người nó hết sức lạnh lùng. A tương đương! Con mực quái kêu lên thảm thiết. Vù 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 vù! Sau tạo hóa pháp vương, lại có hơn 10 chiếc máy kéo dùng đủ loại tư thế lăn không ngừng qua người con mực quái. A a a a! Con mực quái liên tục kêu lên bi thảm. Sau một đợt máy kéo đi ngang qua, vất vả lắm thì con mực quái mới bỏ dậy lần nữa.
nó phóng mắt nhìn thấy một lớp máy kéo khác cách đó không xa chuẩn bị vọt xình xịch đến chỗ nó. Tên nhãi làm tổn thương mắt nó trước đó cũng đang di chuyển ở phía sau cùng trong nhóm người. Chương 449, bà con của Hải Vương. Bình luận viên Giang Sơn nói, trong giải đua máy kéo lại tiếp tục phát sinh biến hóa. Trên đường đua thi đấu, một con mực quái cực lớn đột nhiên xuất hiện. Chúng ta có thể thấy được, con mực quái này có 4 cánh tay con người, phía dưới còn có hơn 100 xúc tu. Trong cơ thể nó cũng không có yêu lực hoặc linh lực, dường như đây không phải là con yêu vật giới tu chân. Chẳng lẽ đây là một con hải yêu có huyết thống đặc thù gì đó? Dường như con mực quái đang định nói cái gì đó nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc, nó không biết Hoa Hạ, ta nghe không hiểu nó muốn nói gì. Hắc hắc, chúng ta vừa nhận được tin tức, con mực quái cực lớn này chính là một quả thải đản do Linh Điệp Tôn Giả và Bạch Tôn Giả sắp xếp trên đường đua đó. Chúc mừng tuyển thủ Diệt Phượng công tử của chúng ta, hắn đã kích hoạt quả thải đản này rồi. Đương lúc Giang Sơn đang mở mồm nói, con mực quái kia đã phẫn nộ triệt để. Nó chính là một đại yêu bị phong ấn 500 năm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ đó. Không ngờ là vừa thoát khỏi phong ấn thì lại bị người khác lăn qua đè ép như thế. Lão tử đây không phát huy, các ngươi tưởng ta là bạch tuộc bệnh à. Con mực quái gào thét trong sự phẫn nộ, nó bỗng dưng hít một hơi thật sâu, nuốt chửng rất nhiều nước biển vào bụng. Trên mặt biển, bởi vì nó ra sức hút nước nên tạo thành một vòng xoáy thật lớn. Chỉ sau vài hơi thở, thân thể của nó thoáng cái đã phồng lên lớn gấp 3 lần, liều chết ngăn chặn hoàn toàn đường đua trên biển ven đường đua trên biển, có rất nhiều chùm sáng hóa thành ký hiệu, trận đấu chỉ tiến hành trong phạm vi chùm sáng mà thôi. Bọn người các ngươi đều phải chết cho ta. Con mực quái nhìn đám người điều khiển máy kéo đang tiến đến gần, giọng điệu u tối. Tránh ra, ngươi chặn hết đường rồi. Lại một thanh âm nữa vang lên, chính là của Túy Nguyệt cư sĩ. Phía sau cư sĩ chính là Bắc Hà Tán Nhân, Cổ Hà Quan Chân Quân đang theo sát. Lần này con mực quái học khôn, 4 cánh tay cầm búa của nó nện thẳng vào người Túy Nguyệt cư sĩ, ra tay trước chiếm lợi thế. Tất cả những tên nhãi nhép nhỏ bé các ngươi đều đi chết hết đi. Không nghe hiểu tiếng người hả, đã nói là không được chặn đường ta Thiểm Điện Cuồng Long Toản. Ở đầu máy kéo của Túy Nguyệt cư sĩ, mũi khoan cực lớn lại vươn ra lần nữa, những dây xích phù văn cũng cuộn xoắn chuyển động theo mũi khoan. Vậy thì đánh cho tới khi nó nghe lời mới thôi, thắng lợi chàng giác. Trên 4 bánh xe chiếc máy kéo của Bắc Hà Tán Nhân, có 4 chiếc sừng như mũi khoan chui ra. Các ngươi lên trước đi, ta chuẩn bị thêm một tên lửa đạn đạo chiến thuật nữa. Cổ Hà Quan Chân Quân nói bằng giọng sung sướng, lần trước hắn gặt hái được không ít thứ đồ chơi tên lửa đạn đạo chiến thuật này. Nếu không phải vì thùng xe máy kéo quá nhỏ, Chân Quân hận không thể mang theo 10 quả tên lửa đạn đao, nhất định sẽ sảng khoái gấp 10. Ở tận phía sau cuộc so tài máy kéo, Tống Thư Hàng nhìn con mực quái phía trước với vẻ đầy nghi ngờ. Hắn cảm giác con mực quái này hơi quen quen. Đặc biệt là đôi mắt thật to của nó, hắn luôn có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu rồi. Ta đã từng gặp nó ở đâu thế nhỉ? Tống Thư Hàng suy nghĩ trong đau khổ. Tức thì, ánh mắt của hắn sáng lên. Nhớ tới, ánh mắt này, rất tương tự với Hải Vương đứng đằng sau đám chiến sĩ nhím biển đó. Ngay lúc chiến sĩ nhím biển đang thực hiện cuộc đồ sát trong hư kiếm phái, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển đã sử dụng năng lực biến thân. Cuối cùng, một khe hở không gian đã nứt ra trong hư không, trong mắt của Hải Vương được các chiến sĩ nhím biển đề cập đến liền xuất hiện sau cánh cửa không gian đó. Con mực quái đầu to này chính là Hải Vương ư. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã hủy bỏ giả thiết này. Tuy rằng Hải Vương đứng sau lưng chiến sĩ nhím biển chỉ bộc lộ vẻn vẹn một lần trước mặt bọn hắn, nhưng có thể thấy rằng thực lực của nó rất mạnh, không hề kém gì so với Linh Điệp Tôn Giả. Hơn nữa, nó còn có thể sử dụng lực lượng ở phương diện không gian. Khi so sánh với con mực quái trước mắt hắn, nó liền lộ vẻ giống hệt như chó gặm vậy. Hơn nữa, con mực quái này chỉ có hào nhoáng bên ngoài mà thôi, nhìn qua thì rất mạnh mẽ đó, nhưng thực lực lại có thể bị áp chế. Bất kỳ một thành viên nào của nhóm Cửu Châu số 1 đều có thể đủ sức treo con mực quái này lên đánh. Không phải là Hải Vương, nhưng lại rất tương tự với Hải Vương. Như thế, chẳng lẽ con mực quái này chính là bà con của Hải Vương bí ẩn kia? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ, Túy Nguyệt cư sĩ đã khống chế máy kéo, dùng những đòn tránh né đặc sắc thoát khỏi cái búa của con mực quái hết sức đơn giản. Ngay sau đó, cư sĩ lại tránh khỏi xúc tu của con mực nhanh như thiểm điện. Cuối cùng,
thiểm điện cuồng long toản của túy nguyệt cư sĩ lạnh lùng đâm vào thân thể của con mực quái. Thiểm điện cuồng long toản tạo ra một lỗ hổng lớn trên người nó, máu tươi đen kịt như suối nước phun mạnh ra ngoài. A a a, đau quá, đau quá. Con mực quái không ngừng gào lên thảm thiết, lượng nước biển bị hút vào trước đó cũng bị chảy ra ngoài, thân thể của nó bắt đầu co rút lại mãnh liệt. Túy Nguyệt cư sĩ cười lạnh, máy kéo lại lăn bánh qua người mực quái đầy tuyệt tình. Tiếp theo là Bắc Hà tán nhân sử dụng thắng lợi tràng giác tạo ra hơn 2 vết máu thật dài cực kỳ tàn nhẫn trên người nó. Sau khi Túy Nguyệt cư sĩ và Bắc Hà tán nhân đã rời khỏi, một quả tên lửa đạn đạo chiến thuật nổ tung trên người mực quái, tạo ra ánh lửa bập bùng. Sau vụ nổ mạnh đó, toàn thân con mực quái đã đen như mực, trong lúc mơ hồ còn ngửi thấy mùi mực nướng thơm phức. Còn cả người con mực quái kia lại lững lờ trong nước biển như một con sứa, chẳng lẽ nó nằm ngay đơ luôn rồi. Cổ Hà Quan Chân Quân cười ha ha, điều khiển máy kéo lăn bánh xình xịch qua thân thể trải rộng của con mực quái. Tống Thư Hàng ở phía sau. Yếu quá. Đúng là lãng phí hết thảy tạo hình mạnh mẽ của nó mà. Mới vừa nhìn thấy ngoại hình con mực quái kia, quả thực giống như boss trong phim kinh dị vậy, thậm chí còn khí phách hơn cả mấy con ác ma lãnh chúa tại rừng sâu trong mấy trò chơi nữa. Không ngờ rằng nó lại bị lăn lộn đè ép liên tiếp, lại còn biến thành sứa lơ lửng trên mặt nước. Vù vù vù. Tiếp đó, từng chiếc máy kéo của những tuyển thủ lăn qua cơ thể con mực quái theo thứ tự trước sau. Có lẽ đối phương đã buông bỏ quá trình điều trị, cứ nằm mãi ở trên mặt biển không nhúc nhích, mặc dù đám máy kéo của các tuyển thủ lăn qua như thế. Chỉ một chốc, đến phiên Tống Thư Hàng. Đừng nói là chết luôn như thế nhé. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Hắn dè dặt tới gần con mực quái này. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm xách bảo đao bá toái được đặt bên cạnh ghế ngồi. Hắn luôn có cảm giác con mực quái này sẽ không bị ngủm dễ dàng vậy đâu, cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Lúc máy kéo tay cầm số 44 của Diệt Phượng công tử vừa đến gần con mực quái thì quả nhiên rằng con mực quái bắt đầu chuyển động. Ha 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 ha, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta chết thật rồi ư? Sao có thể chứ, ta không chết dễ dàng vậy đâu. Mục tiêu của ta chỉ có ngươi, chịu chết đi. Giọng điệu của con mực quái cực kỳ quái dị. Dường như nó đang dùng ngôn ngữ Hoa Hạ, nhưng căn bản là Tống Thư Hàng không hiểu rõ nó đang dùng khẩu âm của địa phương nào. Thậm chí phỏng chừng đó là khẩu âm vùng nào đó ở Hoa Hạ cách đây mấy trăm năm trước nhỉ. Xem chiêu, xúc tu tiên si. Con mực quái dùng hơn 30 xúc tu quất điên cuồng đến vị trí của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đã cầm đao trong tay từ lâu rồi, ngay lúc con mực quái đó gầm rú thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thức thứ nhất nghịch lân đao pháp, Long Vũ Thức. Mắt thấy thân thể Diệt Phượng công tử nhảy ra khỏi máy kéo, bay thẳng lên trời. Đao chuyển động, rạch ra từng dấu đao, giống như con rồng lớn đang bay múa. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm rất nhỏ phát ra từ thanh đao bá toái kia. Đùng 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 đùng, con mực quái quất roi như mua. Keng keng keng, đao vũ của Tống Thư Hàng lại tựa như rồng bay. Chỉ sau 2 hơi thở, toàn bộ hơn 30 roi bằng xúc tu của con mực quái bị ngăn cản bởi Tống Thư Hàng, không thất bại lần nào. Mặc dù phản ứng chậm sau 3 giây, nhưng hắn lại có thể dự đoán vị trí công kích từ đám roi của con mực quái kia từ rất sớm, do đó hắn đã rút đao ngăn cản trước khi 30 sợi roi đó vừa tiến hành tấn công. Một chiêu thăm dò lẫn nhau vừa xong. Con mực quái thu hồi xúc tu, Tống Thư Hàng khống chế thân thể Diệt Phượng công tử đáp xuống mặt biển, hệt như dẫm lên đất bằng. Quá cứng. Hắn liếc nhìn con mực quái kia, thế mà bảo đao bá toái lại không thể chém được xúc tu màu đen của nó. Bảo đao bá toái có thể cắt đứt thân thể của tu sĩ tứ phẩm đó, vậy mà khi chém lên xúc tu của mực quái lại chỉ tạo ra vết xước trắng rất mờ trên đó mà thôi. Phải biết rằng, thân thể Diệt Phượng công tử đang vung đao đó. Diệt Phượng công tử là yêu tu cấp bậc ngũ phẩm, tuy rằng không biết hắn là yêu quái tộc nào, nhưng lực lượng yêu tu thường mạnh mẽ hơn tu sĩ nhân loại rất nhiều. Một con mực quái vừa nhìn qua thì rất yếu, dễ áp chế nhưng cường độ thân thể của nó lại vượt xa cấp bậc tứ phẩm rồi. Điều quan trọng hơn chính là, dường như mục tiêu của đối phương tập trung vào bản thân đáng giận quá, có để cho người ta thi đấu yên lành được không vậy? Nếu ta không thể tiến vào top 10, lại phải đi chu du khắp vũ trụ thêm một tháng nữa đó. Hơn nữa chuyến hành trình một tháng này khác với lần trước. Lần này, Bạch Tôn giả sẽ không đi vũ trụ cùng hắn, hắn muốn tham gia mạo hiểm tại di tích cùng các đạo hữu khác. Nói cách khác, một mình Tống Thư Hàng phải trải qua một tháng đó. Sẽ điên mất thôi.
Nếu lúc này bản thân có thể sử dụng tuyệt chiêu gì gì đó của Diệt Phượng công tử thì tốt rồi, đánh đập con mực quái này một trận, thì có thể lăn bánh đi qua người nó liền mà. Phía trước nhường đường một chút nào. Đúng lúc này, một chuỗi thanh âm chói tai truyền đến từ phía sau. Giọng nói này quá quen tai rồi. Tống Thư Hằng không cần quay lại thì cũng biến được đó là ai, chính là sát thủ đường đua Đông Phương Tiên Tử, lại bắt đầu giết thẳng vào chiến trường. Vừa nghe thấy âm thanh của Đông Phương Tiên Tử, Tống Thư Hằng cũng nghe thấy tiếng động cơ máy kéo xình xịch cách mình chừng 100 mét. Nhanh quá, chẳng lẽ Đông Phương Tiên Tử lại dẫm phải cạm bẫy tốc độ gấp 60 lần ư? Tống Thư Hằng quyết đoán chui xuống đáy biển, hắn muốn chìm xuống nước luôn. Không còn cách nào khác, phản ứng của hắn chậm 3 giây. Vào lúc này, chỉ có mỗi cách chìm xuống đáy biển để tránh Đông Phương Tiên Tử mới tránh tạo thành tai nạn xe cộ thê thảm mà thôi. Nhưng mà, thân thể Diệt Phượng công tử còn nằm trên mặt biển, còn chưa kịp chìm xuống thì... Hắn bỗng dưng cảm giác lưng của mình chìm xuống, sau đó bỏng rát máy kéo của Đông Phương Tiên Tử lạnh lùng vô tình lăn qua lưng hắn. Hốc mắt Diệt Phượng công tử lập tức ướt đẫm, mặn quá, không biết đó là nước mắt của hắn hay là nước biển nữa. Thực sự rất xin lỗi, Diệt Phượng công tử, thật sự rất xin lỗi. Đông Phương Tiên Tử sốt ruột đến mức sắp khóc đến nơi rồi, tiếp đó cô cất giọng cực lớn kêu lên. Con yêu quái bự quái gì kia, mau mau, tránh ra mau. Đáng giận, lại tới nữa hả? Thật sự coi lão tử là con bạch tuộc bệnh, xem chiêu đây, loạn vũ trùy. Con mực lớn quả thét, bốn cánh tay vung vẩy thanh trùy, đập xuống chỗ Đông Phương Tiên Tử như mưa sa. Nhưng công kích bằng trùy pháp này chỉ dùng để phòng vệ. Chương 450, Diệt Phượng đạo hữu có biết ca hát không? Bình luận viên Giang Sơn lập tức cất giọng, Đông Phương Tiên Tử làm tối lắm, chỉ vừa quay trở lại trận đấu thì đã lăn xả đè ép Diệt Phượng công tử rồi, đây đúng là vương giả trở về mà. Lúc này, thứ đang ngăn cản trước mặt của Đông Phương Lục Tiên Tử chính là con mực quái xấu xí kia, Đông Phương Tiên Tử sẽ làm thế nào để đối phó với con quái vật này đây? Sắp tông vào mất rồi. Đông Phương Tiên Tử hoảng hốt kêu to, tốc độ máy kéo số 37 của cô mỗi lúc một nhanh dần. Loạn vũ trùy. Con mực quái điên cuồng vung vẩy cây trùy, đánh thẳng về phía Đông Phương Tiên Tử. Keng 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 tương đương. Tiếng động leng keng tựa như đang rèn thép vang lên. Thanh trùy của con mực quái va chạm liên tục vào lá chắn bảo vệ bên ngoài máy kéo của Đông Phương Tiên Tử, linh lực của cả hai chạm với nhau, mỗi đợt công kích đều tạo thành những tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ vang rền chẳng khác gì tiếng sét đánh, khiến mọi người cảm thấy ù hết cả tai. Khặc khặc khặc, con mực quái cười lên đầy quái dị, từ lúc xuất hiện cho đến nay, đây là lần nó được nện thoải mái nhất. Sát thủ xa lộ như Đông Phương Tiên Tử căn bản không thể nào khống chế máy kéo của mình được, cũng không thể nào tránh né được cái chùy giống như những đạo hữu khác. Chỉ có thể gồng mình gánh đòn của con mực quái kỳ lạ này mà thôi. Chỉ trong vòng một giây thôi, bốn cái vòi của con mực quái kia đã nện xuống tổng cộng là 38 chùy. Lần nện chùy cuối cùng, lá chắn bảo vệ trên chiếc máy kéo của Đông Phương Tiên Tử không thể chống đỡ nổi nữa, vỡ ra tan tành. Mất đi tấm chắn, cả người lẫn máy kéo của Đông Phương Tiên Tử đều phơi bày trước miệng của con quái vật. Thế nhưng, máy kéo của Đông Phương Tiên Tử đã vượt qua phạm vi công kích của thanh chùy kia, chỉ trong chốc lát nữa thì máy kéo của cô sẽ lăn trên người của con mực quái. Đúng lúc này, con mực quái há miệng, phun thẳng đám nọc độc axit mạnh của nó về phía Đông Phương Tiên Tử. Bởi vì khoảng cách quá gần, mà phạm vi bắn ra của nọc độc lại lớn, Đông Phương Tiên Tử không kịp tránh né. Nọc độc axit cực mạnh phun lên máy kéo, lập tức bắt đầu ăn mòn máy kéo ngay. Trong vòng 2 giây ngắn ngủi, dường như máy kéo của Đông Phương Tiên Tử chẳng khác nào ngọn nến đang bị thiêu đốt, nó bị hòa tan thành nước thép. Chỉ để lại sàn xe và bánh xe. Bởi vì trận pháp tị thủy đã mất tác dụng nên nó nhanh chóng chìm xuống biển. Không riêng gì chiếc máy kéo, mà trên người của Đông Phương Tiên Tử cũng bị dính đầy nọc độc axit cực mạnh kia, trông có vẻ cực kỳ chật vật. Khặc 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 khặc, con mực quái cười đắc ý, đây chính là hậu quả khi xem thường nó. Tống Thư Hằng điều khiển máy kéo dừng lại, nhìn sang Đông Phương Tiên Tử vẫn đang đứng ngay đơ ra, hỏi thăm. Đông Phương Tiên Tử, cô không sao chứ? Ha 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 ha. Đông Phương Tiên Tử tức giận mà bật cười, cô vươn tay lắc lắc, loại bỏ nọc độc trên người trước lúc nọc độc axit cực mạnh kia phun vào mặt cô thì đã bị linh lực hộ thể của cô ngăn lại. Thế nhưng, vẫn có một phần nọc độc cực nhỏ xuyên qua linh lực bảo vệ, văng vào quần áo trên người cô, chúng ăn mòn tạo ra những lỗ thủng trên quần áo của cô.
Máy kéo của cô đã không còn nữa. Quần áo bản limit tự năm nay mà cô mặc trên người cũng bị phá hỏng. Trăm sai nghìn sai, hết thảy mọi cái sai này đều bắt nguồn từ cái con mực quái đần độn đứng chắn giữa đường này đây. Đông Phương Tiên Tử phất tay hất nhẹ, vén mái tóc dài của mình ra sau đầu, sau đó dùng vòng đeo tay buộc tóc mình thành đuôi ngựa. Chà, đúng là kết quả nằm ngoài dự đoán. Con mực quái kia vẫn còn che giấu năng lực phụ nọc độc của nó, Đông Phương Tiên Tử không kịp tránh né nên toàn thân đã dính đầy dịch độc. Máy kéo của cô cũng đã bị dịch độc hòa tan thành nước thép rồi. Tiếp bước Hoàng Sơn Chân Quân, Thanh Tiêu Kiếm Quân và Bạch Hạc Chân Quân thì Đông Phương Tiên Tử đã trở thành tuyển thủ thứ tư bị loại. Mất đi Đông Phương Tiên Tử đúng là sự tổn thất nặng nề của giải đua máy kéo tay cầm lần này, đúng là quá đáng tiếc. Không có sát thủ đường đua tham gia cuộc đua, thế thì nó có còn được gọi là một cuộc đua xe nữa không? Vì sao con mực quái này không phun vào Diệt Phượng công tử, mà lại đi phá hủy máy kéo của Đông Phương Tiên Tử làm gì cơ chứ? Những người đang xem trên tầng mây. Lưu Long tu sĩ cảm thán. Lục Tử tức giận rồi. Lục Tử chính là tên mụ của Đông Phương Tiên Tử. Cả chiếc xe đều bị hòa tan, nhất định là sẽ rất giận rồi. Một đạo hữu ở bên cạnh cười nói. Lưu Long gật đầu, sau đó hắn ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúc nhích. Khắc khắc, xem chiêu tiếp đây, loạn vũ trùy. Sau khi con mực quái phun nọc độc đắc thủ thì lấy làm đắc chí lắm, nên nó muốn thừa thằng xông lên. Bốn cánh tay của nó lại nắm lấy thanh trùy lần nữa, đập về phía Đông Phương Tiên Tử. Hơn nữa, lúc này đây, nó vận dụng gần 50 xúc tu bên dưới, phối hợp cùng thanh trùy tấn công Đông Phương Tiên Tử điên cuồng. Đông Phương Tiên Tử vẫn đứng im lặng trên mặt nước, mãi cho đến khi thanh trùy sắp nện lên đỉnh đầu của cô, thì cô mới bắt đầu chuyển động từ từ. Chỉ thấy thân hình của Đông Phương Tiên Tử giống như đang khiêu vũ, mũi chân điểm nhẹ lên mặt nước, tạo ra từng gợn sóng lay động. Sau đó, cô bắt đầu khiêu vũ như thế. Rõ ràng là con mực quái đang công kích điên cuồng, nhưng lại giống như trở thành một phần trong buổi hòa nhạc của Đông Phương Tiên Tử vậy. Thanh trùy, hay những xúc tu của con mực quái ập đến rất nhanh. Thế nhưng, công kích này chỉ đánh tới gần sát bên người Đông Phương Tiên Tử, nhưng lại không thể làm cô bị thương dù chỉ một chút. Đáng chết! Con mực quái cảm thấy giống như bản thân nó đang bị trêu đùa, nên nó tức giận gầm to một tiếng rồi lại há miệng, phun ra một đám nọc độc. Đông Phương Tiên Tử hất phần tóc đuôi ngựa, miệng cô mấp máy giống như đang thấp giọng hát vài âm tiết. Sau lưng cô phát ra cột sáng bảy màu, sau đó ánh sáng bùng lên. Hào quang bảy màu ẩn chứa sức mạnh tịnh hóa cực mạnh. Sau khi nghênh đón đám nọc độc axit mạnh của con mực quái, thì trực tiếp khiến cho toàn bộ dịch độc bốc hơi sạch sẽ. Con mực quái mở to hai mắt lên nhìn, nọc độc không có hiệu quả sao? Đáng chết, xem ra nó phải dùng sát chiêu rồi. Ngoại trừ nọc độc ra, nó vẫn còn một chiêu pháp thuật cực mạnh, nhưng thời gian chuẩn bị hơi dài một chút. Vì thế, nó ra tay tấn công nhanh và dữ dội hơn nữa, ngấm ngầm lặng im bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu cuối của nó. Đẹp mắt đẹp lòng. Lần đầu tiên Tống Thư Hàng phát hiện thì ra đánh nhau cũng có thể đánh đến mức xinh đẹp như thế này. Hơn nữa, điệu múa của Đông Phương Lục Tiên Tử quả thực rất đẹp mắt. Từ nhỏ tới lớn, Tống Thư Hàng đã xem qua rất nhiều điệu múa, nhưng cho dù là múa cổ điển Hoa Hạ, múa hiện đại, hoặc audition, nhảy đường phố, thậm chí là hao đen, cũng không thể sánh bằng điệu múa của Đông Phương Tiên Tử ở trước mặt. Dường như điệu nhảy của cô có sức mạnh làm nơi sâu nhất trong linh hồn con người sinh ra sự cộng hưởng. Muốn xem mãi như thế, ngắm nhìn Đông Phương Tiên Tử tiếp tục nhảy múa. Muốn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tiên Tử, thậm chí không nỡ chuyển ánh mắt của mình ra khỏi người cô. Đông Phương Tiên Tử trong trạng thái khiêu vũ và Đông Phương Tiên Tử lúc bình thường tựa như hai người khác nhau vậy. Vốn dĩ Đông Phương Tiên Tử là một đại mỹ nhân rồi. Trong số các tu chân giả, ngoại trừ một số người mang theo công pháp đặc biệt ra thì khi cảnh giới tăng lên, thì thân thể của phần lớn tu sĩ cũng sẽ được thối luyện từng chút một. Bản thân cũng sẽ đến gần phương hướng xinh đẹp. Khi Đông Phương Tiên Tử bắt đầu nhảy múa, chỉ số quyết rũ của cô tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là tăng lên gấp trăm lần. Sau khi con mực quái thấy đánh thế nào cũng không trúng Đông Phương Tiên Tử được, nó bèn tức giận quát to. Nhân loại đáng chết kia, ngoài việc trốn tới trốn lui giống như con bọ chó ra thì ngươi cũng chỉ biết trốn và nhảy thôi ấy hả? Nó cố ý dùng ngôn ngữ để kích động Đông Phương Tiên Tử. Khiến cô phải chiến đấu chính diện với nó. Ha ha! Đông Phương Tiên Tử nhẹ nhàng nhảy lên, cánh tay đang quấn giải lụa của cô quét nhẹ một cái, lập tức quét đi toàn bộ,
bao gồm cả cái chùy và xúc tu từ con mực quái kia. Đông Phương Tiên Tử đáp xuống trước người Diệt Phượng công tử. Mũi chân cô điểm nhẹ lên mặt nước, tạo ra từng vòng gợn sóng lay động. Diệt Phượng đạo hữu có biết ca hát không? Đông Phương Tiên Tử bỗng dưng cất tiếng hỏi. Hôm nay ta rời khỏi nhà nhanh quá, không mang theo nhạc cụ nào hết. Tống Thư Hàng cứng ngắc trong 3 giây. Ca hát, cô muốn hát bài gì? Sao cũng được, bất kỳ bài hát nào cũng được hết. Ngươi thì hát, ta thì nhảy. Đông Phương Tiên Tử mỉm cười trả lời. Vậy thì trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất được chứ? Tống Thư Hàng vô thức đáp, thực ra, vừa rồi hắn bất giác nghĩ đến ca khúc tẩy não bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc của Đậu Đậu. Bài hát đó được Đậu Đậu đi hát lại, tiết tấu quá tốt, ca từ rõ ràng dễ thuộc, sau khi nghe xong mấy lần thì đã khiến cho người ta bất giác ngâm nga theo. Lời bài hát vớ vẩn khác thì mọi người đều thuộc nằm lòng cả rồi, bởi vì trí nhớ của tu sĩ cực tốt. Vì thế vừa nhắc đến chữ bài hát, Tống Thư Hàng lập tức nghĩ đến bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc. Nhưng mà bài hát đó thật sự hơi bị tự tìm đường chết. Hiện tại, nếu như hắn mà dám hát bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc này, làm nhạc nền cho Đông Phương Tiên Tử thì phỏng chừng ngày mai Hoàng Sơn Chân Quân sẽ giết tới cửa mất thôi. Đông Phương Tiên Tử cười nói. Bài hát này ngắn quá, có bài nào dài hơn một chút không? Tống Thư Hàng biết rất nhiều ca khúc, thế nhưng... hắn cảm giác nó không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào. Bởi vì từ năm 2018 đến 2019, đại đa số bài hát lưu hành trên thị trường đều là về chủ đề yêu đương quằn quại, hơn nữa đa số đều là do các nữ ca sĩ hát mà thôi. Quả thực Tống Thư Hàng không thể mở miệng hát những ca khúc này được đâu, nếu hát xong, chắc chắn sẽ có người cảm thấy rằng hắn đang theo đuổi tán tỉnh Đông Phương Tiên Tử luôn ấy chứ. Sau đó, nghĩ tới nghĩ lui. Tống Thư Hàng nhớ đến một ca khúc kinh điển cực kỳ nổi tiếng và được ưa thích trong suốt năm 2014-2015. Tuy rằng đây cũng là bài hát về tình ái vẩn vơ, nhưng bởi vì nó rất khôi hài, nên có lẽ nó sẽ thích hợp mà nhỉ. Vậy ta hát đây, hát không tốt thì cũng đừng có trách ta nhé. Diệt Phượng công tử lớn tiếng kêu lên. Không sao hết, chỉ cần ca khúc dài một chút, dù đó là bài hát gì cũng không thành vấn đề. Đông Phương Tiên Tử mỉm cười cam đoan. Trong nụ cười của cô mang theo sự tự tin vô cùng. Có mấy lời của Tiên Tử đảm bảo tiêu chuẩn thấp nhất cho mình, đáy lòng Tống Thư Hàng yên tâm hơn nhiều. Vậy thì, bắt đầu đây. Diệt Phượng công tử ho khan, điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó hắn dùng chân đánh nhịp, bắt đầu hát. Ta gieo xuống một hạt giống tương đương cuối cùng đơm hoa, kết quả tương đương hôm nay là một ngày lễ lớn tương đương. Nương theo tiếng hát vang lên. Thân hình Đông Phương Tiên Tử xoay tròn trên mặt nước, cô không hề để ý đến nội dung bài hát mà Tống Thư Hàng đang hát là gì, chẳng qua là cô đang phối hợp với giai điệu và nhịp điệu mà thôi. Bọt nước bắt lên, linh lực của Tiên Tử cuốn theo từng giọt nước trôi nổi bồng bềnh bên cạnh cô, lại được nhuốm màu sắc lung linh bởi linh lực của cô, đẹp tựa như vô số viên trân châu. Trong khoảng khắc này, dường như Đông Phương Tiên Tử chính là tinh linh của hồ nước, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải mê muội. Tống Thư Hàng khống chế Diệt Phượng công tử, tiếp tục hát. Hái xuống những ngôi sao tặng cho ngươi tương đương, tóm lấy vầng trăng sáng trong tặng cho ngươi tương đương, lại khiến cho vầng thái dương phải vì ngươi mọc lên mỗi ngày. Đông Phương Tiên Tử càng múa càng nhanh, giải lụa màu trên người cô xoay tròn, gió nhẹ thổi bay, một vòng ảo giác kỳ quái xuất hiện quanh người cô. Có một mảng bầu trời đêm nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu của cô, còn mặt biển dưới bàn chân cô lại trở thành vũ đài chỉ thuộc về riêng Đông Phương Tiên Tử. Vầng trăng vằng vặc nhô cao, ánh sao lấp lánh đầy trời. Trên biển sóng nhỏ dập dờn, in bóng áng trăng sáng rọi và biển sao dày đặc. Không phải là thực tại ảo của tôn giả, đây chẳng qua là dị tượng đất trời xuất hiện khi Đông Phương Tiên Tử thi triển công pháp đặc thù của mình mà thôi. Màn trình diễn này đúng là làm say lòng người. Lúc này, giọng hát của Diệt Phượng công tử lại vang lên lần nữa. Biến thành ngọn nến thiêu đốt bản thân vì chiếu sáng cho ngươi, tương đương dâng hiến hết thảy của ta cho ngươi, chỉ cần ngươi sướng vui. Ngươi khiến cho ta cảm thấy mỗi một sớm mai đều trở nên đầy ý nghĩa. Ca khúc này, giọng hát này, đúng là làm cho lòng người vỡ nát. Những khán giữa vừa cảm thấy say lòng, vừa cảm thấy cõi lòng mình tan nát, những cảm xúc chuyển đổi không ngừng, khiến bọn họ có xúc động muốn cầm đao đâm chết Diệt Phượng công tử cho rồi. Giọng hát vẫn đang tiếp tục. Đông Phương Tiên Tử cũng nhảy múa không ngừng. Trên bầu trời, dù là người xem trên tầng mây hay là trọng tài đều ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng người của Đông Phương Tiên Tử,
đôi mắt của họ nhìn chằm chằm theo từng chuyển động của Đông Phương Tiên Tử, thậm chí không thèm để ý đến giải đua máy kéo đang diễn ra. Cư nhiên lại là Thiên Ma Cửu Vũ, lợi hại. Linh Điệp Tôn giả thầm khen, không ngờ thực sự có người có thể tu luyện Thiên Ma Cửu Vũ thành công. Môn công pháp này khác hoàn toàn với những công pháp chủ lưu, có thể nói đây là công pháp tu luyện không đi theo con đường bình thường. Trong trí nhớ của Linh Điệp Tôn giả, hơn 1000 năm nay không ai có thể luyện thành Thiên Ma Cửu Vũ rồi. Không ngờ hắn lại có thể nhìn thấy một vị ngay tại đây. Thiên Ma Cửu Vũ vừa xuất, cho dù thực lực ăn đứt Đông Phương Tiên Tử đi nữa, nhưng chỉ cần lực ý chỉ còn chưa đủ thì cũng sẽ bị mê hoặc. Giống như hiện tại, đối tượng bị Thiên Ma Cửu Vũ của Đông Phương Lục Tiên Tử gây ảnh hưởng tới không chỉ riêng con quái mực khổng lồ kia, mà ngay cả các đạo hữu tu sĩ trên mây cao cũng bị cô ảnh hưởng. Tất cả những tu sĩ có thực lực yếu một chút đều đắm chìm trong điệu múa của Đông Phương Tiên Tử cả rồi. Vì điệu múa của cô mà vui, cũng vì điệu múa của cô mà đau lòng, lại vì điệu múa của cô mà tức giận. Tống Thư Hàng khá may mắn, với tư cách là người hát đệm cho Đông Phương Tiên Tử nên hắn chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ từ điệu múa của Đông Phương Tiên Tử mà thôi, không có bị hút sâu vào Thiên Ma Cửu Vũ. Hắn chỉ cảm thấy Tiên Tử múa rất đẹp, vừa nhìn thôi thì đã hận không thể cầm điện thoại lên quay lại cảnh tượng lúc này. Phía trước, con mực quái kia đã bị chơi đến phát điên mất rồi. Hu 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 hu, con mực quái cất tiếng khóc lớn, khóc đến mức thắt ruột thắt gan, nó vừa khóc vừa dùng xúc tu quất mạnh vào thân thể của mình. Khóc hoài khóc mãi, bỗng dưng nó lại bật cười ha hả, bốn cánh tay nện xuống mặt biển điên cuồng. Căn bản là không thể dừng cười lại được, cười đến mức cả người phồng lên. Cười xong, rồi lại đột nhiên khóc òa. Khóc xong, rồi lại bất thình lình cười sằng sặc. Giữa lúc đó, thi thoảng có lúc nó lại thở dài uất hận nhịu oán phụ, có đôi khi lại phát cuồng gào thét. Nếu ai không biết còn tưởng rằng nó đang luyện tập để tham gia tuyển chọn diễn viên điện ảnh đấy chứ. Rốt cuộc thì Đông Phương Tiên Tử cũng sắp chấm dứt điệu múa. Đôi tay trắng nõn, mềm mại bắt chéo nhau, hóa thành hình đóa hoa, bắt đầu xoay tròn hướng lên trên. Tống Thư Hàng phối hợp theo, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hát. Ngươi là quả táo nhỏ của ta, tương đương tựa như áng mây đẹp nhất bầu trời, tương đương mùa xuân ghé sang hoa nở khắp sườn núi, tương đương gieo xuống hy vọng sẽ gặt hái được mùa. Kết thúc một bài hát, Đông Phương Tiên Tử cũng phối hợp đúng lúc hoàn thành động tác vũ đạo cuối cùng, thân thể cô mềm mại như không xương, vùng eo thon gọn ngửa về phía sau, động tác này, thoát cái đã phô bày đỉnh núi cao ngất ngưỡng trước ngực của cô ra một cách hoàn mỹ. Quá xinh đẹp. Tống Thư Hàng giơ ngón cái lên, động tác này thực sự rất tuyệt, hắn thích. Mà lúc này, con mực quái đó chợt dừng lại. Sau một lát, cái miệng rộng của con mực quái mở ra. Phụt tương đương. Nhưng lúc này đây, nó không phun nọc độc axit cực mạn ra, mà là phun máu tươi. Lượng máu phun ra rất lớn, hoàn toàn không thể dừng lại được. Xem ra, nếu không thể phun ra hết máu trong cơ thể thì chắc có lẽ nó sẽ không dừng lại. Đáng tiếc là máu tươi của con mực quái không thể phù hợp với con người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 450.